Lợi hại chỗ không phải thần kiếm bản thân, mà là chứng thực thiên minh có thể câu thông thần giới, bọn họ có thể cùng thần giới thu hoạch tài nguyên, đây mới là đáng sợ chỗ, các ngươi hiện tại còn cho rằng Vân Môn có thể ngăn cản thiên minh sao? Ngăn không được, thiên minh tấn công Vân Môn căn bản là không nghĩ yêu cầu ta vì bán đứng Vân Môn đại trận, thượng trăm kiện thần khí công kích dưới, Vân Môn đại trận liền tính là thần trận cũng phá, đây cũng là ta quyết ý muốn đầu nhập vào thiên minh nguyên nhân a. Nhanh, nhanh, to lớn vô cùng tiên giới, thiên minh đã trên cơ bản nhất thống, sợ là tùy thời đều sẽ tiến đến tấn công Vân Môn, đến lúc đó Vân Môn còn sót lại ba người đệ tử môn đồ, người Dương Hoàn Vũ ngươi. Các ngươi như thế nào tự xử? Chẳng lẽ liền chờ chết? Các ngươi đã chết không quan trọng, nhưng Vân Môn liền sẽ biến mất ở tiên giới, ta nói rồi thần phục thiên minh, ít nhất chúng ta còn sống, tương đương Vân Môn truyền thừa còn có thể truyền lưu đi xuống, nếu không liền thật sự tan thành mây khói. Ngươi chờ suy xét rõ ràng đi, dù sao hôm nay ta là phải rời khỏi, Dương Hoàn Vũ các ngươi còn muốn ngăn cản lão phu rời đi sao? Ngưu trưởng lão nói nơi này, thúc giục một chút trong tay thần kiếm thần quang đại tác phẩm, tản mát ra làm ở đây mỗi người đều hãi hùng khiếp vía hơi thở. Giờ phút này Ngưu trưởng lão mang theo đắc ý tiếp tục nói, có này thần kiếm nơi tay, các ngươi còn muốn liễu hạ ta sao? Hắn có hỏi một câu. Đại điện chung đi theo Ngưu trưởng lão phía sau 12 người sắc mặt kích động vô cùng, có kiêu ngạo chi sắc, mà lấy Dương Hoàn Vũ cầm đầu Vân Môn mọi người còn lại là một đám sắc mặt khó coi vô cùng. Đích xác Ngưu trưởng lão trong tay thần khí cho bọn họ rất lớn áp lực, hơn nữa Ngưu trưởng lão bản thân chính là tiên tôn đại viên mãn tu vi, thật đúng là đương không dưới hắn. Nếu là thật động thủ, chỉ có thể là cá chết lưới rách, địch nhân không có tới phía trước, Vân Môn đầu tiên bên trong tan rã. Hiện tại đại gia liền xem Dương Hoàn Vũ cái này môn chủ quyết đoán, hắn là Vân Môn chi chủ, hắn nói động thủ, đó chính là chết, đại gia cũng được với. Dương Hoàn Vũ nhìn Ngưu trưởng lão kiếm chỉ chính mình đám người, mặt trầm như nước, nửa ngày không nói gì. Mà Ngưu trưởng lão còn lại là ha hả cười nói, chư vị nếu không động thủ, lão phu đám người liền cáo từ. Nói chuyện chung hướng đại điện chi môn chậm rãi thối lui, hắn là đoan chắc Dương Hoàn Vũ sẽ không động thủ. Giờ phút này đắc ý vô cùng, trong tay có thần khí, không sợ hết thảy. Dương Nghị Vân đang âm thầm nhìn, hắn cũng muốn nhìn một chút, Dương Hoàn Vũ cái này Vân Môn đương đại chi chủ, sẽ như thế nào quyết đoán. Đương nhìn đến Ngưu trưởng lão đều đã đẩy đến cửa đại điện muốn đi ra ngoài khi, Dương Hoàn Vũ như cũ không hé răng, cái này làm cho Dương Nghị Vân có chút thất vọng, hắn chuẩn bị hiện thân. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Hoàn Vũ vèo một chút thân hình biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở đại môn, ngăn chặn Ngưu trưởng lão đám người đường đi, như cũ gần từng chữ một nói, phế bỏ tu vi, bản tôn liền tha các ngươi rời đi, ta Dương ra đồ vật, không ngoài lưu. Oanh! Dương Hoàn Vũ dứt lời đại điện chi môn đóng lại. Tiểu tử này nhưng thật ra có chút tâm huyết thiếu chút nữa làm ta thất vọng. Âm thầm Dương Mỗ Nhân nói thầm một tiếng, trên mặt có ý cười. Liệt trận, chu sát. Dương Hoàn Vũ một tiếng sát khí hạ lệnh, làm ra quyết đoán. Hảo, nếu là liền tới, mấy ngày lão phu liền thử xem thần kiếm chi uy, chảm Ngưu trưởng lão thúc giục thần kiếm, bỗng nhiên nhất kiếm chém về phía Dương Hoàn Vũ. Toàn bộ đại điện thần kiếm hơi thở tung hoành, khí chàng cường đại vô cùng, làm ở đây mỗi người đều trong lòng cú sốc, bọn họ có thể cảm nhận được, Ngưu trưởng lão trong tay thần kiếm uy lực tuyệt luân, này nhất kiếm sợ là không ai có thể ngăn trở, hơi thở thật sự quá cường đại, vượt qua bọn họ lý giải phạm vi. Oanh! Nhất kiếm chém xuống đi. Không gian đều ở vặn vẹo, giữa sân quang mang vô cùng chói mắt. Dương Hoàn Vũ giống giận thúc giục, trong tay cực phẩm thiên kiếm, không chút do dự đón nhận, hắn nghĩa vô phản cố, vì Vân Môn vì Dương gia công pháp không ngoài chảy ra đi, hôm nay chính là chết, hắn cũng đến làm như vậy, nếu không thực xin lỗi vị nào thần thoại giống nhau ra ra, thực xin lỗi sở hữu Vân Môn tiền bối. Càn Khôn đạo chủng quan trọng từ khai truyền chi sơ, hắn liền biết tầm quan trọng, tuyệt đối không cho phép truyền lưu đi ra ngoài. Thiên minh người năm đó cũng đưa ra quá giao ra Vân Môn Càn Khôn đạo chủng công nhưng buông tha Vân Môn điều kiện. Nhưng hắn sao có thể giao ra đi, Càn Khôn đạo chủng công ý nghĩa cái gì, thân là Dương gia dòng chính con cháu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trăm triệu không thể. Ngưu trưởng lão này nhất kiếm làm mọi người trong lòng đều khiếp sợ. Đầu đương trong đó Dương Hoàn Vũ càng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đáy lòng chua xót, hắn bản thân liền ở tu vi thượng muốn nhược Ngưu trưởng lão một bậc. Giờ phút này hơn nữa Ngưu trưởng lão trong tay có thần khí, này nhất kiếm chém xuống tới, làm Dương Hoàn Vũ cảm nhận được một cổ không thể địch lại được chi thế. Nhưng hắn không lùi bước,
xuất kiếm mà thượng. Trong lòng kỳ thật đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, cho dù chết, một trận chiến này cũng không thể chút nào có lùi bước. Cảm thụ được cường đại vô cùng hơi thở, Dương Hoàn Vũ nhất kiếm mà thượng, thậm chí đều nhắm hai mắt lại, hắn có thể đoán trước đến, ở Ngưu trưởng lão này nhất kiếm dưới hắn khả năng sẽ đầu mình hai nơi kết cục. Nhưng mà, ầm vang, một tiếng nổ vang lúc sau, Dương Hoàn Vũ lại là phát hiện chính mình không có cảm nhận được chút nào lan đến. Sao lại thế này? Hắn trong đầu đệ nhất ý niệm là không thể tin tưởng. Dựa theo vừa rồi Ngưu trưởng lão phát ra nhất kiếm chi uy, hắn rõ ràng chính mình là đương không xuống dưới. Nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì lan đến. Bỗng nhiên, Dương Hoàn Vũ trợn mắt. Ngay sau đó hắn lại thấy được ở hắn trước người, có người đưa lưng về phía hắn, che ở hắn trước người, trước mắt người xem qua đi một thân cẩm y, tóc dài tùy ý áo choàng, bất quá vừa thấy chính là một cái nam tử. Cấp Dương Hoàn Vũ đệ nhất cảm giác, không phải cái gì bị người cứu giúp, ngược lại là người này một đầu đầu tóc. Bởi vì trước mắt đưa lưng về phía người khác là đầy đầu đầu bạc ở toàn bộ Vân Môn đều là một loại ký hiệu, một loại cơ hồ trở thành ấn ký giống nhau ký hiệu. Dương Hoàn Vũ nội tâm tại đây một khắc áy náy run lên. Đừng nói Dương Hoàn Vũ, chính là toàn trường giờ phút này đều lâm vào yên tĩnh chung. Vì cái gì? Vân Môn Tổng trong điện trống rỗng xuất hiện một người. Hơn nữa là không hề tiếng động xuất hiện, càng tuyệt chính là, xuất hiện ở Ngưu trưởng lão cùng môn chủ Dương Hoàn Vũ ra tay chiến trường chi gian, vừa rồi kia cường đại đáng sợ hơi thở dưới, người này lại là xuất hiện ở luyện hai đại tiên tôn cường giả trung gian, theo người này xuất hiện, hai đại cường giả một kích cường đại chiến đấu, tiêu không một tiếng động không có. Mặc kệ là Dương Hoàn Vũ cũng hoặc là Ngưu trưởng lão, hai người ở tiên giới đều xem như đứng đầu cường giả. Nhưng giờ phút này lại tại đây hai đại cường giả chiến đấu trung gian vị trí, trống rỗng xuất hiện một người. Hai đại cường giả ra tay, lại là không có đại gia trong tưởng tượng có cái gì tổn thương, ai cũng không có rớt một cây tóc. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Dương Hoàn Vũ cùng Ngưu trưởng lão cường đại xuất kích, bị đột nhiên xuất hiện người này ngạnh sinh sinh liền hóa giải. Tiên giới có ai có thể có như vậy bản lĩnh? Cư nhiên có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận trụ hai đại tiên tôn đánh nhau chi uy. Huống chi trong đó Ngưu trưởng lão là tiên tôn đại viên mãn cầm trong tay vẫn là thần khí. Nhưng giờ phút này ngạnh sinh sinh xuất hiện ở hai người chiến đấu trung gian, không chỉ có là hóa giải chiến đấu chi lực, còn có thể bình yên vô sự, làm tam phương đều bình yên vô sự. Những người khác vốn dĩ đều phải sống mái với nhau, nhưng lại là giờ khắc này tất cả đều ngừng lại. Toàn trường chết giống nhau yên tĩnh. Từng đôi mắt tất cả đều hướng về người nọ trên người nhìn lại. Kia một đầu phiêu giật đầu bạc dị thường lóa mắt. Giờ phút này đối mặt đầu bạc người đầu tiên, là Ngưu trưởng lão. Bởi vì đầu bạc người liền đứng ở trước mặt hắn 3 mét chỗ, với hắn mặt đối mặt mà đứng. Thời gian đối với Ngưu trưởng lão tới nói, vào giờ này khắc này dừng hình ảnh. Nhìn trống rỗng xuất hiện đầu bạc người, Ngưu trưởng lão xem nhất rõ ràng bất quá, hắn. Vào lúc này toàn thân đều run rẩy lên, hai chân một loan lại là không tự chủ được bùm một chút quỳ xuống. Ngưu trưởng lão này một quỳ, phía sau mười mấy đi theo người của hắn, thấy rõ ràng đầu bạc người toàn cảnh. Không biết là ai, đột nhiên lắp bắp nói một tiếng thủy. Thủy tổ. Bùm bùm. Một tiếng tiếp theo một tiếng, hơn 10 người quỳ quỳ bò bò không có một cái ở có thể đứng. Bởi vì bọn họ tất cả đều thấy rõ ràng đầu bạc người diện mạo. Cái này diện mạo đối bọn họ, đối Vân Môn mỗi người tới nói đều thật sự là khắc cốt minh tâm đều không quá. Bởi vì Vân Môn quảng trường, Vân Môn tổ sư điện, Vân Môn tổng điện từ các nơi, đều có thể nhìn đến đầu bạc người pho tượng hoặc là bức họa, cùng tổ sư ra trời cao tà song song, thậm chí còn ở Vân Môn mỗi người trong lòng, người này là thần minh bên trong thần minh. Hắn, chính là khai sáng Vân Môn thành lập Vân Môn Thủy Tổ, Dương Nghị Vân. Ai cũng không nghĩ tới, Thủy Tổ sẽ xuất hiện ở đại điện. Thủy Tổ hạ giới. Chúng ta xong rồi. Đây là lấy Ngưu trưởng lão cầm đầu mười mấy người ý nghĩ trong lòng, đối mặt đầu bạc người, không ai có thể nói đến ra tới lời nói, thậm chí là phát ra tới thanh. Ha ha, đều thực hảo. Dương Nghị Vân nhìn sụi lơ trên mặt đất hơn 10 người, nhắc mãi một câu. Nhưng này một câu, lại làm Ngưu trưởng lão những người này trong lòng cọng rơm cuối cùng hoàn toàn đứt đoạn, một đám tất cả đều ghé vào trên mặt đất, thân thể nhịn không được run rẩy. Dương mẫu nhân chung quy là lên sân khấu. Hắn biết Dương Hoàn Vũ đương không dưới Ngưu trưởng lão nhất kiếm, tuy rằng Ngưu trưởng lão trong tay cầm chính là thần giới nhất xác rưởi hạ phẩm thần kiếm,
nhưng chung quy là thần khí, vẫn là cùng tiên giới khác nhau rất lớn. Đây là tiên giới cùng thần giới bất đồng. Cho dù là rác rưởi thần khí, cũng là thần khí, không phải tiên giới chi lực có thể ngăn cản. Tiên giới cùng thần giới, đó là hai cái bất đồng khái niệm, hắn không ra, Dương Hoàn Vũ bất tử cũng muốn trọng thương. Dương Mẫu Nhân không nghĩ tới phi thăng thần giới không đến 10 vạn năm, một ngày kia hắn đồ tử đồ tôn cư nhiên sẽ nội chiến, hơn nữa Vân Môn bị người bức bách tới rồi phong sơn 8.000 năm nông nỗi. Càng là không nghĩ tới, mấy chục vạn Vân Môn đệ tử, hiện giờ chỉ còn lại có tam vạn, hơn nữa vẫn là kéo dài hơi tàn trạng huống. Thật sự là, ngũ vị tạp trần, nhìn thoáng qua Ngưu trưởng lão đám người, Dương Nghị Vân chậm rãi xoay người. Giờ phút này hắn rốt cuộc chính diện nhìn về phía Dương Hoàn Vũ cầm đầu Vân Môn một loại cao tầng. Đương nhiên xoay người khác, Dương Hoàn Vũ chờ Vân Môn cao tầng, một đám cả người đại chấn, cả người đều run rẩy lên. Cái này gương mặt, tất cả mọi người ghi lại linh hồn chỗ sâu trong, mặc kệ là gặp qua vẫn là chưa thấy qua đều ghi tạc linh hồn chỗ sâu trong, Vân Môn pho tượng vị trí có thể thấy được, Vân Môn nhập môn điều thứ nhất tổ huấn chính là người này. Hắn, Vân Môn sáng lập tổ, Dương Nghị Vân. Dương Hoàn Vũ trong tay tiên kiếm rơi xuống trên mặt đất, nhìn đến xoay người lại đầu bạc người, hắn hai tròng mắt nước mắt tràn mi mà ra, rốt cuộc nhìn không được, bùm quỳ xuống đất, nức nở nói, bất hiếu tôn nhi Dương Hoàn Vũ bái kiến ra ra, bái kiến thủy tổ. Bái kiến thủy tổ. Phía sau một đám kích động nói run rẩy thăm viếng tiếng vang triệt đại điện. Dương Nghị Vân một chút phát ngốc. Tôn nhi, ra ra. Tiểu tử này không phải Vân Môn đương đại môn chủ sao? Hắn thành lập Vân Môn thời điểm, liền không nghĩ tới muốn gia tộc đúng vậy tông môn, Vân Môn chi chủ vị trí, không làm kia một bộ truyền thừa truyền thống, có thích hợp mới là tốt nhất. Như thế nào hiện tại nghe tới, lúc này kêu chính mình ra ra. Cái gì cái tình huống? Ở Càn Khôn Thần Điện thời điểm, người trong nhà nhưng đều không đối hắn nói qua có tôn tử. Không đúng, cẩn thận ngẫm lại hắn tựa hồ cũng trước nay không hỏi qua. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là tôn tử? Khụ khụ. Dương Mẫu Nhân đam khụ một tiếng, ngay sau đó mang theo nghi hoặc nói, ngươi là. Càng buồn bực người đổi thành Dương Hoàn Vũ, như thế nào cái tình huống? Lão gia tử tựa hồ không quen biết hắn a, chẳng lẽ cha mẹ cùng nãi nãi bọn họ phi thăng thần giới lúc sau, không nói cho lão gia tử có chính mình tồn tại? Cái này kêu chuyện gì, thân gia tôn còn phải tới một hồi giới thiệu tương nhận a. Dương Hoàn Vũ không biết chính là... Dương Mẫu Nhân lúc trước ở Càn Khôn Thần Điện thế giới thật đúng là lâu không hỏi qua mấy cái nhi nữ hôn nhân vấn đề, đương nhiên chủ yếu là tu đạo người không thịnh hành cái gì kết hôn không kết hôn, tìm đạo lữ có thể có liền có, không có cũng không cái gọi là, mục tiêu đều là càng cao đại đạo chi lộ. Năm đó hắn chưa bao giờ biết nơi cũng chính là Vĩnh Hằng Thần Giới ra tới sau, ở Càn Khôn Thần Điện cùng người nhà bằng hữu đoàn tụ, trọng điểm đặt ở một chúng nữ nhân trên người, chỉ có mấy cái hài tử tình huống, hắn nhìn đến đều ở. Cũng liền không nhiều hỏi đến, hơn nữa hắn lúc ấy từ Vĩnh Hằng Thần Giới trở về thăng cấp thiên đạo cảnh, cảnh giới vẫn chưa ổn định, khí tràng vô hình phát ra, đừng nói mấy cái hài tử sợ hắn, chính là đại sư huynh bọn họ cũng đều cố ý vô tình cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hiện tại Dương Mẫu Nhân cẩn thận hồi tưởng tượng, mấy cái hài tử chung, lúc ấy tựa hồ chỉ có đại nhi tử bao quanh bên người vẫn luôn có cái nữ tử tại bên người, là hắn chưa thấy qua, mặt khác mấy cái bên người nhưng đều không có gì thân mật khác phái. Chẳng lẽ trước mắt cái này Vân Môn đương đại môn chủ Dương Hoàn Vũ là đại nhi tử bao quanh nhi tử? Hắn đối mặt Dương Hoàn Vũ như vậy vừa hỏi, Dương Hoàn Vũ cũng đoán được tựa hồ lão gia tử căn bản là không có tìm cha mẹ hiểu biết quá chính mình tồn tại, thực buồn bực a. Nhưng là buồn bực lại có thể như thế nào đâu? Đối mặt giờ phút này lão gia tử, đó là Vân Môn Thiên, cũng là hắn trong lòng anh hùng nhân vật, bồi thường đáp vẫn là đến trả lời không phải. Hít sâu một hơi Dương Hoàn Vũ thành thành thật thật trả lời, ra ra ta phụ là bao quanh a. Một câu Dương Mẫu Nhân rốt cuộc rõ ràng, quả nhiên hắn trong lòng đoán không sai. Cái này cũng xấu hổ, chính mình có cái đại tôn tử a. Hơn nữa vẫn là chính tông đích trưởng tôn. Trong lòng mắng bao quanh, ngay sau đó Dương Mẫu Nhân âm trầm mặt tức khắc thay gương mặt tươi cười. Khụ khụ, hảo hài tử, cái này, cái kia, người ba kia hỗn cầu ở thần giới chưa cho ta. Chưa cho ra ra hồi báo quá ngươi tồn tại, cho nên ra ra thật không biết ngươi tồn tại, mau đứng lên đi, ngươi thực không tồi, thực không tồi. Dương Mẫu Nhân cũng là tu luyện mấy chục thượng trăm vạn năm lão quái vật, đối với đương ra ra kỳ thật cũng không có gì xấu hổ chính là không biết chính mình có đại tôn tử.
Đây chính là Dương gia đời thứ tư huyết mạch a. Hơn nữa là duy nhất, ngẫm lại mặt khác mấy cái, tựa hồ đều không có kết hôn tìm đạo lữ, dù sao là không tôn tử, không khai Dương gia khai chi tán diệp. Không giống hắn, nữ nhân một đống lớn, nhi nữ đều có mấy cái, đương nhiên thật thật lại nói tiếp kỳ thật thiếu đáng thương. Còn hảo rốt cuộc có đời thứ tư, trong lòng vô cùng vui mừng a. Đối với Dương Hoàn Vũ, hắn trong lòng là thực vừa lòng. Thật đúng là đừng nói, lúc này nhìn xem, tiểu tử này còn có vài phần cùng chính mình như là đối phương, đương nhiên Dương Hoàn Vũ vừa mới dũng cảm bình tĩnh, kia một phen lời nói, ở Dương mỗ nhân trong mắt có dũng có mưu, tính cách đều cùng hắn tương tự. Càng xem cái này đại tôn tử càng là vừa lòng. Phía trước đại điện chung đối thoại, hắn cũng nghe tới rồi, đối với Dương Hoàn Vũ đối thần giới phát ra cầu cứu, không có được đến thần giới phản hồi, chuyện này thật đúng là trùng hợp, 8.000 năm trước Vân Môn cầu cứu. Thời gian thượng vừa lúc không sai biệt nhiều, đều có thể đối thượng, tiên giới phi thăng vân môn người, đều bị sư phụ nhận được càn khôn thần điện thế giới, tự nhiên liền cũng cùng ngoại giới ngăn cách, thu không đến tin tức cũng là bình thường. Tân mệt hắn hạ giới tới, nếu không tiên giới vân môn thật đúng là muốn biến mất. Mà hắn nói không chừng liền không tôn tử. Cảm khái hết sức, Dương Hoàn Vũ là trong lòng một cái treo tâm hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, lão gia tử hạ giới. Hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, vân môn thiếu chút nữa liền phải ở trong tay hắn đoạn tuyệt, hắn là thật không dám tin tưởng, nếu là Gia Gia một tay thành lập vân môn ở trong tay hắn chặt đứt, hắn nên như thế nào đối mặt Gia Gia, cho dù chết cũng không an tâm. Dương Hoàn Vũ trong lòng cảm khái muôn vàn, nhưng càng có rất nhiều kích động. Hắn vừa sinh ra liền biết Gia Gia chuyện xưa, nhưng lại chưa thấy qua, chỉ thấy qua bức họa pho tượng, nhưng lại từ nhỏ ở vân môn. Ở toàn bộ tiên giới đều nghe hắn Gia Gia Dương Nghị Vân nghe đồn chuyện xưa lớn lên, lão sùng bái Gia Gia. Đáng tiếc a, lão gia tử phi thăng sớm. Vẫn luôn còn nghĩ chờ ngày nào đó tu luyện phi thần đi thần giới tìm Gia Gia, cho nên hắn thực nỗ lực tu luyện, đương nhiên quan trọng là hắn thiên phú hảo, cũng liền tu luyện 2 vạn tuổi, liền thành tựu tiên tôn hậu kỳ, càng là chấp trưởng tiên giới vân môn, có thiên phú có tu vi có đầu óc. Dương Nghị Vân nâng khởi Dương Hoàn Vũ sau. Lúc này mới đối với mặt khác vân môn cao tầng nói, đều đứng lên đi, vân môn đệ tử không thỉnh hành động bất động quỳ xuống. Cảm tạ thủy tổ. Ở đây một chút người, thật là có một ít gặp qua Dương Nghị Vân, đương nhiên bọn họ năm đó tiến vào vân môn đều là tiểu hài tử, liền thật xa gặp qua, đối Dương Nghị Vân có ấn tượng, hiện tại những người này năm đó đứa bé đã trở thành vân môn cao tầng, tu luyện tới rồi tiên tôn cấp bậc. Mặc kệ gặp qua cũng hảo, chưa thấy qua cũng thế. Dù sao mọi người đều biết Dương Nghị Vân là thật là tồn tại, là bọn họ vân môn khai sáng giả, là thủy tổ, hiện tại hạ giới mà đến. Cầu cứu được đến đáp lại, hơn nữa tới vẫn là thủy tổ bản nhân. Như thế thực sự làm mọi người hưng phấn không thể chính mình. Lại nói tiếp, nơi này đại bộ phận nhưng đều là Dương Nghị Vân đồ tử đồ tôn, nhìn thấy sư tổ kích động a. Sư công Gia Gia, liền ở Dương Nghị Vân làm mọi người đứng dậy sau. Một đạo bóng trắng tử chợt lóe đứng ở trước mắt. Dương Nghị Vân vừa thấy đúng là phía trước lực đỉnh Dương Hoàn Vũ cái kia cô nương, tự xưng là độc cô thiên nhiên. Hắn đã đoán được vài phần. Cười nói, ngươi là độc cô. Độc cô thiên nhiên xấu hổ sắc cười nói, sư công Gia Gia Gia, ta phụ là độc cô hối. Ai nha, hảo hảo hảo. Dương mẫu nhân không nghĩ tới thật đúng là đại đồ đệ độc cô hối hài tử. Rất cao hứng. Vẻ mặt nói mấy cái hảo. Bên này náo nhiệt vô cùng, phía sau Ngưu trưởng lão đám người lại là một đám mặt xám như cho tàn. Bỗng nhiên Ngưu trưởng lão đau khóc thành tiếng, phân môn trưởng lão điện đệ tử Ngưu Hòe, bái kiến sư tổ khai ân a, đệ tử nhất thời hồ đồ. Thấy tình thế không ổn, Ngưu trưởng lão bắt đầu khóc giống lên. Dương mỗ nhân hạ giới, này nhưng quá ngoài ý muốn, tục ngữ nói người có tên cây có bóng, trong lòng đối Dương Nghị Vân truyền thuyết chính là kính sợ đến linh hồn. Giờ phút này không cầu tha mở miệng, càng đãi khi nào. Cầu nói không chừng còn có cơ hội, không cầu, cái gì cơ hội cũng chưa. Cháu ngoan, quá xảo. Dương mỗ nhân mày nhăn lại, đối với Dương Hoàn Vũ nói một tiếng. Lời này vừa ra, Ngưu trưởng lão tiếng khóc hoàn toàn mà ngăn, trên mặt tĩnh mịch một mảnh, hắn biết xong rồi. Dương Hoàn Vũ cũng là sửng sốt, nhưng lại ngay sau đó minh bạch Gia Gia ý tứ, vội vàng khom người nói, Gia Gia ngài thỉnh nhập tòa. Ta xử lý một chút. Đi thôi, nhớ kỹ, làm việc, không làm liền không làm, nếu làm, liền phải sạch sẽ hoàn toàn. Dương mỗ nhân nói chuyện, đi qua đi ngồi ở thủ tòa.
Dương Mẫu Nhân ngồi thủ tọa lúc sau, mở miệng đối không khí nói, nương nương thỉnh nhập tòa đi. Khanh khách, hạ giới thủy tổ, khá tốt. Ngay sau đó Mẫu Thần nương nương cùng Đoạn Thân mới vừa thân hình xuất hiện ở đại điện nhập tòa. Giờ phút này Dương Hoàn Vũ đám người cũng là chấn động, Gia Gia cùng hai người kia xuất hiện, bọn họ đều không có chút nào phát hiện. Nhưng ngẫm lại hạ giới, cũng liền bình thường trở lại, càng không dám hỏi nhiều cái gì, nắm lên đã tu vi bị phong Ngưu trưởng lão chờ 13 người ra đại điện. Dương Mẫu Nhân không để ý tới Mẫu Thần nương nương trêu chọc, mà là vung tay lên cho nàng cùng Đoạn Thân vừa đến thần rượu lúc sau, liền tiến vào nhắm mắt dưỡng thân giai đoạn. Chẳng được bao lâu, Dương Mẫu Nhân khóe miệng có một tia không người phát hiện mỉm cười. Hắn kỳ thật ở chú ý Dương Hoàn Vũ xử lý như thế nào Ngưu trưởng lão đám người, vốn dĩ cho rằng Dương Hoàn Vũ cái này đại tôn tử, sẽ phế bỏ Ngưu trưởng lão đám người tu vi, sau đó trục xuất Vân Môn. Nhưng không nghĩ tới cái này tôn nhi biểu hiện nhiên hắn thực vừa lòng. Đối Ngưu trưởng lão trực tiếp siêu hồn, lúc sau trực tiếp chém giết, 13 người tất cả đều tan thành mây khói. Đương nhiên cũng là hắn nhắc nhở ý tứ, cũng không biết Dương Hoàn Vũ có thể hay không nghe minh bạch, nhìn qua cái này tôn nhi so với hắn tưởng muốn thông minh. 13 danh tiên tôn đôi mắt không nháy mắt nói sát liền giết, này ở hắn xem ra không phải tàn nhẫn, mà là làm nhất môn chi chủ nên làm, nếu là nhân từ, liền không thích hợp làm Vân Môn chi chủ. Hắn đối Dương Hoàn Vũ thực vừa lòng. Không trong chốc lát Dương Hoàn Vũ tiến vào, đối Dương Nghị Vân nói, ra ra. Nối tiếp xuống dưới nhưng có tính toán gì không nột, Dương Nghị Vân mở to mắt hỏi. Dương Hoàn Vũ giờ phút này sắc mặt có chút trầm trọng nói, ra ra ta đối Ngưu trưởng lão siêu hồn, hắn đích xác đáng chết, bán đứng Vân Môn tình huống cấp thiên minh, đánh giá thiên minh sẽ ở 3 ngày sau tiến đến công đại Vân Môn. Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nói, tới liền tới đi, ngươi sợ. Dương Hoàn Vũ khóe mắt nhảy dựng vội vàng nói, tôn nhị không sợ, chẳng qua. Có cái gì ý tưởng liền nói, ra ra nếu tới, liền sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Dương Mẫu Nhân ngữ khí thực bình đạm, nhưng lại rất khí phách. Dương Hoàn Vũ lúc này mới nói, căn cứ đối Ngưu trưởng lão siêu hồn tình huống xem, thiên minh đã thống nhất toàn bộ tiên giới, bọn họ từ thần giới được đến tu luyện tài nguyên, được đến thần khí, sớm tại mấy vạn năm trước liền bắt đầu chậm rãi âm thầm gồm thâu tiên giới tông môn thế lực. Thẳng đến 8.000 năm trước đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đối thần phục thiên minh gồm thâu, không thần phục tất cả đều mãn môn diệt sát. Dương Nghị Vân hai tròng mắt chợt lóe, sát ý tràn ngập nói, tiên giới những cái đó nhãn hiệu lâu đời thánh địa đạo thống không có. Trên cơ bản cũng chưa, Dương Hoàn Vũ gật đầu. Có biết thiên minh cùng thần giới cái gì thế lực liên hệ sao? Dương Nghị Vân hỏi lại. Ngưu trưởng lão trí nhớ không có phương diện này tin tức. Dương Hoàn Vũ nói. Dương Nghị Vân nhìn Dương Hoàn Vũ nói, cho ngươi một tháng thời gian, đi thôi thiên minh cho ta dẹp yên, làm tiên giới khôi phục bình thường trật tự, có thể làm đến sao? Dương Hoàn Vũ sửng sốt, hắn không nghĩ tới lão gia tử sẽ cho ra như vậy một câu, nhìn hắn đi. Cái này, sao có thể? Không nói đến hiện tại thiên minh đã thống nhất toàn bộ tiên giới, có được hàng ngàn hàng vạn tiên tôn cường giả, càng là có được thần khí, hắn tuy rằng có dũng khí xuất kích, nhưng thực lực hiện trường cách xa. Thật làm không được. Như vậy không nói lời nào. Dương Nghị Vân cười nói. Ra thiên minh thành công ngàn thượng vạn tiên tôn cao thủ, bọn họ còn có thần khí, càng quan trọng là, từ Ngưu trưởng lão trong trí nhớ tôn nhi biết được, thiên minh tựa hồ có thể thỉnh thần linh hạ giới. Dương Hoàn Vũ căng ra đầu nói. Ha ha ha. Dương Mẫu Nhân cười to dựng lên. Ngay sau đó nói, ngoan tôn nhi, chỉ cần thực lực cũng đủ, đừng nói hàng ngàn hàng vạn. Chính là lại đến gấp 10 lần đều là con kiến, ra ra đưa ngươi hai kiện lễ gặp mặt, đến lúc đó ngươi cứ việc buông tay đi làm, ta chỉ cần ngươi trong một tháng đem tiên giới cấp trật tự cấp ra ra loát thuận khôi phục bình thường, nhưng mà cho ta biết rõ ràng cái kia cái gì chó má thiên minh là cùng thần giới cái gì thế lực liên hệ. Đến nỗi hạ giới thần linh, ha ha, ngươi ra ra ta chính là hạ giới thần linh, ra ra liền hỏi ngươi một câu, có dám đi hay không, có thể làm được hay không? Dương Hoàn Vũ kỳ thật liền chờ lão nhân lời này, tức khắc cả người chấn động lớn tiếng nói, tôn nhi dám, càng có thể làm được. Hảo, bảo thủ tâm thần, đừng phân tâm a, ra ra ban người đệ nhất kiện lễ vật. Dương Nghị Vân chảy xuống trong lòng, vừa động lại là một đạo bảy màu dòng khí xuất hiện ở trong tay, đúng là vẫn luôn giấu ở càn khôn hồ chung một sợi hỗn nguyên một hơi, hắn vẫn luôn đều ở trong chiến đấu sử dụng hỗn nguyên một hơi, nhưng không có đi luyện hóa hỗn nguyên một hơi. Giảng thật. Hỗn nguyên một hơi giúp hắn rất nhiều,
càng là cứu hắn mấy lần tánh mạng. Đây là càn khôn thần tôn hợp đạo lưu lại một sợi hỗn nguyên một hơi, siêu việt thiên đạo lực lượng. Hiện giờ hắn lại là quyết định đem này một sợi hỗn nguyên một hơi đưa cho tôn nhi Dương Hoàn Vũ, đây là Dương gia đời thứ tư cháu đích tôn, hắn thực thích cái này tiểu gia hỏa. Cho chính mình đại tôn tử, một chút đều không đau lòng. Hỗn nguyên một hơi chợt lóe rồi biến mất, tiến vào Dương Hoàn Vũ giữa mày, Dương Nghị Vân ngay sau đó đôi tay bay múa, ở Dương Hoàn Vũ trên người đánh hạ mấy ngàn nói dấu tay. Cuối cùng một đạo dấu tay lạc bế Dương Hoàn Vũ trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, lại là tu vi trực tiếp đạt tới tiên tôn đại viên mãn đỉnh. Nhiều, đa tạ ra ra. Dương Hoàn Vũ kích động vô cùng. Vừa rồi cho ngươi lực lượng là cái gì ngươi đừng hỏi, cũng không cho coi khinh người ngoài, lực lượng mạnh mẽ sẽ làm ngươi hưởng thụ bất tận, ta đã đối bắt được lực lượng hạ phong ấn, về sau ngươi mỗi tu luyện tiến giai một tầng, liền sẽ giải bìa một tầng uy lực, muốn giỏi về dùng chi. Dương Nghị Vân nghiêm túc công đạo. Là, tôn nhi chắc chắn ghi nhớ. Dương Hoàn Vũ túc mục trả lời. Cái thứ hai lễ vật, cho ngươi, ngươi đi dẹp yên thiên minh, liền tính là thần linh hạ giới ngươi liền cấp ra ra nhất kiếm trảm chi. Dương Nghị Vân nói xong, trong lòng vừa động, đồ long kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn nhẹ nhàng mơn trớn đồ long kiếm, đem chính mình ấn ký hủy diệt sau, mới nói, đồ long kiếm đi theo ra ra đến nay, đây là một thanh chân chính thần kiếm. Hôm nay liền chuyển cho ngươi. Đồ long kiếm là thời không cấp bậc kiếm, đối với hiện tại Dương mẫu nhân tới nói, đã có điểm không đủ sử dụng, lúc này tam tư lúc sau, quyết định chuyển cho tôn nhi Dương Hoàn Vũ, rốt cuộc vân môn là hắn tâm huyết, chịu tải hắn mộng tưởng cùng rất nhiều tình cảm, thậm chí là rất nhiều chấp niệm. Nếu hiện tại tiên giới đã bị thần giới nhúng tay, kia hắn liền đem đồ long kiếm lưu tôn nhi, trấn thủ vân môn, cũng coi như là không tồi lựa chọn. Dù sao hắn có hỗn độn chung cái này chí bảo tồn tại. Gia gia này, đồ long kiếm A, hắn từ nhỏ liền nghe phụ thân nói qua là gia gia bên người bội kiếm, đây chính là trọng khí, hắn có điểm không dám tiếp. Tiếp theo, lấy máu luyện hóa đi, có đồ long kiếm nơi tay, tiên chắn sát tiên, thần chắn sát thâm, bảo vệ tốt vân môn đệ tử, đây là một phần trách nhiệm, người yêu cầu đồ long kiếm. Dương Nghị Vân vung tay lên đồ long kiếm bay về phía Dương Hoàn Vũ. Là tôn nhi định không phụ ra ra sở vọng, Dương Hoàn Vũ tiếp được đồ long kiếm, ngay sau đó đương trường bắt đầu luyện hóa. Dương Nghị Vân nhìn chung quanh đại điện trung nhị mười mấy song tỏa ánh sáng đôi mắt, hắn tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, vung tay lên mấy trăm kiện thần khí huyền phù mà ra ở đại điện trung, mỗi một kiện đều là tuyệt phẩm thần khí, đây là hắn ở thần giới giết địch lúc sau được đến chiến lợi phẩm, tất cả đều ném ở càn khôn hồ trung, mấy ngày lấy ra tới thượng trăm kiện, để lại cho tiên giới vân môn cũng là chuyện tốt. Ban người chờ thượng phẩm thần khí, mỗi người một kiện, từng người chọn lựa đi. Mấy cái sự thành sau, Dương Hoàn Vũ cùng trong đại điện hơn 20 danh vân môn cao tầng tất cả đều luyện hóa từng người thần khí. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, tùy tay lấy ra thượng trăm kiện thần khí giống như là lấy ra thượng trăm viên cục đá giống nhau nhẹ nhàng, hắn càn khôn hồ nội còn có rất nhiều. Nhưng đối vân môn này đó tiên giới đệ tử tới nói, quả thực liền nói chân chính thần khí. Tiên giới cùng thần giới đó là hai cái ngoại giới. Một đám kích động không thể chính mình, thủy tổ hạ giới chính là bất đồng. Đại tôn tử hiện tại nhưng có tin tưởng không? Dương Nghị Vân cười hỏi Dương Hoàn Vũ. Dương Hoàn Vũ vô cùng kích động nói, ra ra có tin tưởng. Dương Hoàn Vũ luyện hóa đồ long kiếm được hỗn nguyên một hơi, chỉ có chính hắn rõ ràng, chính mình được đến cái gì. Hảo, dư lại này đó thần khí ngươi thu hồi tới, cấp ngày sau vân môn đệ tử lưu trữ. Đương nhiên thượng phẩm thần khí ít nhất cấp tiên tôn tu vi đệ tử, cấp tiên tôn dưới tu vi cũng phát huy không ra cái gì uy lực tới, ra ra lại cho ngươi hơn 1.000 kiện hạ phẩm trung phẩm thần khí, cấp mặt khác vân môn đệ tử. Đương nhiên những lời này là Dương Nghị Vân truyền âm cấp Dương Hoàn Vũ nói, người khác cũng nghe không đến. Một quả trang các loại 20 vạn hạ phẩm thần thạch, hơn 1.000 kiện hạ phẩm trung phẩm thần khí. Cùng với các loại thần đan thần dược cùng một ít Dương Nghị Vân cho rằng tiên tôn cấp bậc có thể tu luyện thần thông bí pháp chứa đựng thần giới, tiêu không một tiếng động cho Dương Hoan Vân. Chuyện này chỉ có gia tôn hai người biết, cũng không thể cấp những người khác biết, rốt cuộc mấy thứ này ở Dương Nghị Vân càn khôn hồ trung phóng không có tác dụng gì, nói rác rưởi cũng không quá đáng, chính là tới rồi tiên giới lúc sau, kia nhưng chính là thật đánh thật chí bảo, đủ để dẫn phát tiên giới sinh tử đại chiến tranh đoạt một bút bảo tàng. Dương Hoàn Vũ đã trong tay niết giả ra ra ban cho chứa đựng thần giới đã kích động đến nói không ra lời, hắn biết rõ ra ra cấp này cái chứa đựng thần giới đặt ở tiên giới ý nghĩa cái gì.
tâm can đều đang run rẩy. Đa tạ gia gia. Dương Hoàn Vũ thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu cảm tạ. Mà Dương Nghị Vân còn lại là túc mục nói, chứa đựng thần giới tài nguyên ngươi nhưng đừng ỉ lại, hảo sinh tìm hiểu gia gia lưu tại ngươi trong cơ thể hỗn nguyên một hơi đủ để, tu hành chi đạo trung quy vẫn là dựa vào chính mình tu luyện, ngoại lực trước sau là ngoại lực. Là, tôn nhi ghi khắc gia gia dạy bảo, Dương Hoàn Vũ nghiêm túc trả lời. Liền ở gia tôn hai truyền âm nói chuyện hết sức, đại điện ở ngoài lại là vang lên từng tiếng trung vang. Liên tiếp chín vang, này đại biểu cho tối cao cảnh báo, tỏ vẻ có địch nhân đến phạm. Dương Nghị Vân mày nhăn lại, mang theo nghiền ngẫm nói, đại tôn tử ngươi biểu hiện thời khắc tới rồi. Dương Hoàn Vũ khom người cáo lui, gia gia tôn nhi đi xử lý. Đi thôi, nhớ kỹ, gia gia chỉ cho ngươi một tháng thời gian cho ta đem cái gì chó má thiên minh cấp dẹp yên. Ta yêu cầu biết thiên minh sau lưng là thần giới cái gì thế lực, chỉ cần kết quả, ngươi cũng đừng làm cho gia gia thất vọng, một tháng sau, gia gia có càng quan trọng chuyện của ngươi làm ngươi làm. Dương Mỗ Nhân vẫy vẫy tay, làm Dương Hoàn Vũ lui ra. Hắn đánh chủ ý, tự nhiên là phát động vân môn thế lực ở tiên giới tìm kiếm một chỗ bẩm sinh âm dương nơi, nhưng không nghĩ tới vân môn bị bức bách tới rồi cái này địa phương. Thần giới thế lực cư nhiên nhúng tay tiên giới việc. Cái này làm cho Dương Mỗ Nhân nội tâm thực phẫn nộ, nhưng là, với hắn mà nói đây là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự, tiên giới là hắn địa bàn, ai đều không thể không dính nhiễm, ai duỗi tay hắn băm ai tay. Ai đều không được. Chó má thiên minh, hắn không chút nào để ý, ở trong lòng hắn trọng điểm là tìm kiếm bẩm sinh âm dương nơi. Hắn sẽ không trực tiếp ra tay đi can thiệp tiên giới việc, làm như vậy điểm mặt mũi, thuộc về khi dễ tiểu bối. Cũng là thần giới một ít thế lực không cho phép chơ chẽn, hắn không động thủ tôn nhi Dương Hoàn Vũ lại có thể. Dương Mỗ Nhân lưu tại sau lưng cổ vũ liền thành, hơn nữa hắn hiện tại cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện. Dương Hoàn Vũ mang theo vân môn cao tầng đi ra đại điện, hắn hiện tại nội tâm xưa nay chưa từng có tràn ngập tin tưởng, chẳng sợ chính là thực sự có thần linh hạ phàm, hắn cũng dám đi nhất kiếm chém. Không có biện pháp, nội tâm sùng bái anh hùng là nhà mình ra ra. Là không gì làm không được thần thoại. Có lão gia tử duy trì, có thần kiếm, không sợ hết thảy. Chỉ là không nghĩ tới hắn chân trước chém giết Ngưu trưởng lão đám người, sau lưng vân môn cảnh báo liền vang lên, này thuyết minh là thiên minh người đánh tới cửa tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Đổi làm hôm nay phía trước, hắn khẳng định sẽ phát sầu, nhưng là hiện tại, vân môn tinh thần cây trụ, định hải thần châm đã đến, hắn là chút nào không lo lắng, trong tay cũng có gia gia ban cho thần kiếm. Trong cơ thể càng có ra ra nói cái gì hỗn nguyên một hơi, tuy rằng hắn không biết trong cơ thể kia một sợi hỗn nguyên một hơi đến tột cùng là cái gì. Nhưng lại biết đối đi vào tu luyện chính là chí bảo, sẽ là vô cùng cường đại khai đạo chi khí. Tu vi thượng càng là trực tiếp đạt tới tiên tôn đỉnh, hơn nữa là vô cùng cường đại cái loại này, điểm này Dương Hoàn Vũ chính mình đều cảm thụ được đến. Khai sơn môn đại trận, chụt sát tới phạm chi địch nhân. Dương Hoàn Vũ mang theo vân môn hơn 20 danh cao tầng, mỗi người đều cầm trong tay thần khí, khí thế tăng vọt tới rồi dám cùng thiên vạn cổ tay nông nỗi, ngao ngao gào thét sát đi ra ngoài, diệt sát tới phạm chi địch. Quả nhiên sau khi ra ngoài, thấy được phía chân trời phía trên đen nghìn nghịt một tảng lớn người, không dưới 500 chi số, thấp nhất tu vi đều là tiên đế, trong đó có trăm tên tiên tôn tồn tại. Cầm đầu người đúng là thiên minh minh chủ, cổ tu huyền. Đây là Dương Hoàn Vũ từ Ngưu trưởng lão trong trí nhớ biết được. Thượng trăm tên đứng đầu tiên tôn, hơn 200 hào sơ cấp trung cấp tiên tôn, dư giả đứng đầu tiên đế, thêm lên 500 chi số, thật là lớn, nếu là bình thường dưới tình huống, thật đúng là đừng nói, vân môn hôm nay sợ là khó thoát một kiếp. Bất quá hiện tại sao, ha ha. Dương Hoàn Vũ chút nào không thèm để ý. Mang theo hơn 20 hào vân môn cao tầng đi ra ngoài, phía trên đối cầm mà đứng. Ngươi, chính là vân môn môn chủ. Thiên minh minh chủ cổ tu huyền môn nheo lại đôi mắt mang theo coi rẻ hỏi Dương Hoàn Vũ. Dương Hoàn Vũ bình tĩnh mở miệng, là ta, ngươi là thiên minh minh chủ cổ tu huyền đi. Không tồi, đúng là bản tôn, hiện tại xem ra Ngưu trưởng lão đã bị ngươi giết đi. Cổ tu huyền nhàn nhạt hỏi. Bằng không đâu, ta cũng nhận không ra ngươi tới. Dương Hoàn Vũ nói. Ha ha, người trẻ tuổi a. Nếu ngươi giết Ngưu trưởng lão nói vậy cũng là đã biết bản tôn một ít chi tiết, như thế bản tôn cho ngươi một cái cơ hội, mang theo vân môn quy thuận ta thiên minh, bản tôn ban cho ngươi thiên minh thủ tọa trưởng lão chức vị, ngươi có bằng lòng hay không? Cổ tu huyền trên cao nhìn xuống nhìn Dương Hoàn Vũ. Dương Nghị Vân ha hả cười,
không tốt, không hiếm lạ. Làm càn, lớn mật. Cổ Tu Huyền không nói chuyện, ngược lại là hắn bên người người quát lớn lên. Cổ Tu Huyền giơ tay, bên người người đều ngừng lại, rồi sau đó nhìn về phía Dương Hoàn Vũ nói, tiểu tử không biết điều hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đại giới là ngươi chết, ngươi vân môn biến mất ở tiên giới, nghĩ kỹ rồi ở trả lời. Ha ha ha. Dương Hoàn Vũ cất tiếng cười to, rồi sau đó gằn từng chữ, như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tự sát, ta cho ngươi lưu toàn thây. Vân môn đại điện Dương Mẫu Nhân vốn dĩ uống rượu, lại là bỗng nhiên bị cướp được. Khụ 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 khụ. Buông chén rượu, Dương Mẫu Nhân lẩm bẩm, cái này tiểu tử thúi, còn có điểm phong cách của ta à. Vân môn ở ngoài. Tiểu tử ngươi nếu muốn tìm cái chết, bản tôn liền thành toàn ngươi. Cổ Tu Huyền một trương mặt già hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Ta sợ quá, đừng làm ta sợ a Dương Hoàn Vũ giờ phút này thực khoe khoang. Vô tri tiểu bối, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta thiên minh thực lực. Cổ Tu Huyền bị chọc tức không nhẹ, ngay sau đó trầm giọng nói, lượng thần khí. Ong ong ong. Phía sau thượng trăm tiên tôn một cái tiếp theo một cái trong tay xuất hiện đủ loại thần khí. Hơi thở cường đại phát ra mở ra, còn đừng nói thực sự có dọa người. Dù sao cũng là thần khí, cũng không phải là tiên giới có thể có được. Cho dù là cực phẩm tiên khí cũng không có biện pháp so sánh với. Cổ Tu Huyền phía sau thượng trăm tên tiên tôn nhân thủ một kiện. Ong, oanh. Cổ Tu Huyền trong tay vừa lật cũng lượng ra chính mình thần khí, lại cũng là một thanh thần kiếm, nhưng lại là thượng phẩm. Đến nỗi hắn phía sau những người khác, trong tay còn lại là hạ phẩm thần khí. Ha ha. Tiểu tử biết đây là ta chờ trong tay chính là cái gì sao? Lượng xuất thần khí Cổ Tu Huyền giờ phút này trên mặt rất đắc ý, khoe ra vô cùng, nhìn về phía Dương Hoàn Vũ tràn ngập coi rẻ. Dương Hoàn Vũ ra vẻ biến sắc mặt vẻ khiếp sợ nói lắp nói, ngươi. Các ngươi trong tay chẳng lẽ tất cả đều là thần khí? Ha ha ha, tính tiểu tử ngươi còn biết hàng, không sai bổn tọa trong tay chính là thượng phẩm thần khí. Phía sau thượng trăm tiên tôn trong tay toàn vì hạ phẩm thần khí, tiên giới độc nhất phân, lại có kia ra có thể lấy đến xuất thần khí tới. Nói thật cho ngươi biết tiểu tử, ta thiên minh chi bổn ở thần giới, nhưng thông thần hiểu sao? Ngươi một cái tiểu tiểu vân môn, thật sự chính là con kiến ngươi, nếu không phải thương giới yêu cầu nhất thống tiên giới, bản tôn đều lười đến ngươi sẽ tiểu tử ngươi, nghe đang hỏi ngươi một câu, nhưng thần phục ta thiên minh không? Cổ Tu Huyền nhàn nhạt đặt câu hỏi, nhưng lại tràn ngập sát ý. Dương Hoàn Vũ tựa hồ không nghe hiểu Cổ Tu Huyền nói giống nhau mở miệng nói, nguyên lai đây là thần khí a đúng rồi Cổ Minh Chủ, ta vân môn trong tay cũng có một ít pháp khí, ngươi xem giám định có phải hay không thần khí đâu. Dương Hoàn Vũ dứt lời, phía sau hơn 20 danh vân môn cao tầng tất cả đều lượng ra luyện trong tay thần khí. Tuy rằng vân môn ít người, nhưng là một đạo tiếp theo một đạo hơi thở bùng nổ mà ra. So với vừa rồi thiên minh những người này trong tay thần khí nhưng cao không ngừng một cái cấp bậc. Này, các ngươi. Cổ Tu Huyền chấn kinh rồi. Này đó hơi thở, cư nhiên tất cả đều là thượng phẩm thần khí. Bọn họ lấy tới. Không phải nói vân môn liên hệ thần giới 8.000 năm cũng chưa bất luận cái gì tin tức sao. Đây là có chuyện gì? Thực rõ ràng vân môn cùng thần giới liên hệ thượng, nếu không như thế nào sẽ có nhiều như vậy thần khí. Mấu chốt tất cả đều là thượng phẩm a. Ầm vang, lại là một tiếng nổ vang vang lên. Cổ Tu Huyền vừa thấy, lại là Dương Hoàn Vũ trong tay thần quang lộng lẫy, xuất hiện một thanh cổ kiếm, nhưng là Dương Hoàn Vũ trong tay chuôi này cổ kiếm phát ra hơi thở, đều làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Này mẹ nó rốt cuộc sao lại thế này? Vân môn như thế nào sẽ có như vậy nhiều thượng phẩm thần khí? Phải biết rằng toàn bộ thiên minh chỉ có hắn một người trong tay có thượng phẩm thần khí, những người khác trong tay cầm tất cả đều là hạ phẩm thần khí, liền đã làm cho bọn họ quét ngang tiên giới. Hiện tại phát hiện vân môn cư nhiên có hơn 20 kiện thượng phẩm thần khí, trọng điểm là vân môn chi chủ Dương Hoàn Vũ trong tay chuôi này kiếm tuyệt đối siêu việt thượng phẩm thần khí. Này! Cổ Tu Huyền trong lòng bắt đầu lạnh cả người. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, thiên minh sở dĩ nhiều bức, chính là bởi vì thiên minh trong tay có thần khí. Trong tay hắn có thượng phẩm thần khí. Hiện tại lại là, ở vân môn trước mặt chính xác ưu thế hoàn toàn không có. Hạ phẩm thần khí cùng thượng phẩm thần khí chi gian chênh lệch kia nhưng kém xa. Giờ phút này Dương Hoàn Vũ liệt miệng cười nói, còn thỉnh Cổ Minh Chủ cấp giám định một chút, ta chờ trong tay chính là thần khí,
tới nha, đại gia cùng nhau làm cổ minh chủ giám định giám định. Dứt lời Dương Hoàn Vũ giơ kiếm, bỗng nhiên bạo giống chảm. Sát, phía sau hơn 20 danh vân môn cao tầng, nháy mắt tiến công. Mà là nhiều cầm trong tay thượng phẩm thần khí tiên tôn, lực đánh vào kia chính là tương đối lớn. Đích xác thượng phẩm cùng hạ phẩm chi gian uy lực, ở tu vi ngang nhau dưới tình huống, phát huy ra thật lớn ưu thế. Đều cho ta sát. Cổ tu huyền vừa thấy không đường lui, vân môn người đã động thủ, vậy giết đi, hắn trong lòng nghĩ bọn họ chiếm cứ nhân số thượng ưu thế. Ra lệnh một tiếng, 500 tiên tôn tiên đế như thủy triều giống nhau vây công vân môn hơn 20 người. Cổ tu huyền không tin tà trực tiếp đón nhận Dương Hoàn Vũ. Sát! Nhất kiếm xuất kích, chính diện đón nhận Dương Hoàn Vũ chém ra nhất kiếm. Đây là vương đối vương chém giết. Ầm vang! Răng rắc! Phụt! Hai người tương giao một kích. Cổ tu huyền cùng Dương Hoàn Vũ đồng thời lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Đương nhiên nội tại ý tứ hoàn toàn khác nhau rất lớn. Cổ tu huyền không thể tưởng tượng là tràn ngập không thể tin tưởng cùng sợ hãi. Mà Dương Hoàn Vũ không thể tưởng tượng là tràn ngập khiếp sợ cùng kích động. Vì cái gì? Bởi vì hai người một kích giao phong dưới, Dương Hoàn Vũ nhất kiếm dưới, trực tiếp làm cổ tu huyền bay ngược đi ra ngoài. Trọng điểm là cổ tu huyền trong tay thượng phẩm thần kiếm, giống như bã đậu giống nhau trực tiếp bị Dương Hoàn Vũ nhất kiếm chặt đứt, hơn nữa làm cổ tu huyền hộc máu trọng thương. Cổ tu huyền là không thể tin tưởng sợ hãi a. Dương Hoàn Vũ còn lại là không thể tin tưởng kích động, hắn không nghĩ tới ra ra ban cho thần kiếm có được như thế chi uy lực, hắn còn chỉ là tưởng thử một chút, cũng không có toàn lực, gần dùng tam thành pháp lực, liền trực tiếp ở thần khí thượng dây cổ tu huyền. Dương Hoàn Vũ phục hồi tinh thần lại, nhịn không được cười to, này đó hắn tin tưởng càng đủ. Hắn nhưng thật ra không nóng nảy động thủ, chỉ là mang theo ý cười nhìn chằm chằm trăm mét ở ngoài cổ tu huyền nhìn, hắn trốn không thoát. Vẫn là bốn phía, Dương Hoàn Vũ mừng rỡ, phân môn hơn 20 người hoàn toàn chiếm cứ phía trên, thậm chí triển khai một hồi nghiêng về một phía tàn sát. Hơn 20 người đối 500 người, trong tay có thượng phẩm thần khí, quả thực chính là ở khi dễ người. Chiếu như vậy đi xuống vài phút nội là có thể kết thúc chiến đấu. Hắn lớn tiếng nói, cho ta toàn bộ chu sát. Là môn chủ. Vân môn mọi người tin tưởng gấp trăm lần a. Ai cũng không nghĩ tới thủy tổ Dương Nghị Vân ban cho thượng phẩm thần khí như thế dùng tốt, đối trời cao minh những người này trong tay hạ phẩm thần khí, quả thực liền tàn sát, một kích đi xuống, có thể trực tiếp phá hủy đối phương trong tay tiểu phẩm thần khí, thậm chí toàn lực bùng nổ dưới, trực tiếp chu sát. Nghiêng về một phía tàn sát bắt đầu. Nơi xa cổ tu huyền tâm can đều đang run rẩy, hắn không nghĩ tới sẽ là cái này tình huống, giờ phút này trong tay vừa lật, lại là xuất hiện một chương năm màu thần phù, đây là triệu hoán thần giới thần linh thần phù, là thiên minh sau lưng thế lực ban cho thần phù, nguy cơ thời điểm có thể trực tiếp triệu hoán thần linh hạ giới. Phốc, một ngụm tinh huyết phun ở thần phù thượng, thúc giục thần phù, tức khắc trong tay thần phù thần quang đại tác phẩm. Giờ phút này Dương Hoàn Vũ cũng cảm giác được không ổn, liền phải tiến lên ngăn cản cổ tu huyền, bất quá liền vào giờ phút này trong đầu vang lên ra ra Dương Nghị Vân thanh âm nói, đại tôn tử không nên ngăn cản, chờ, ra ra đảo muốn nhìn một chút thiên minh sau lưng là thần giới người nào. Là, tôn nhi tuân mệnh. Dương Hoàn Vũ không nóng nảy, nếu ra ra nói như vậy, vậy chờ xem diễn. Đối với thiên minh có thể triệu hoán thần giới thần linh việc. Dương Hoàn Vũ đã sớm từ Ngưu trưởng lão trong trí nhớ siêu hồn biết được, cũng không ngoài ý muốn, cũng không sợ hãi, bởi vì lão gia tử nhà hắn chính là thần linh. Tuy rằng không hỏi qua gia gia là cái gì cấp bậc thần linh, nhưng Dương Hoàn Vũ trong lòng gia gia chính là không thể chiến thắng chiến thần, càng không lo lắng hạ giới thần linh. Chờ cổ tu huyền triệu hoán thần linh hạ giới. Vân môn đại điện chung, màu thần nương nương cười ha hả nói, tiểu tử ngươi liền không lo lắng. Dương Nghị Vân cười cười, triệu hoán thần phù, chỉ có thể thuyết minh triệu hoán mà đến chính là phân thần hạ giới, chính là tiểu nhân vật mà thôi, chân chính có thể hạ giới ngài không phải đã nói là thiên đạo cấp bậc bản tôn mới nhưng hạ giới sao, còn nữa ta không lộ mặt không ai biết là ta, liền tính là đến lúc đó có cường giả hạ giới cũng không cái gọi là, thiên giới là địa bàn của ta. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra có tin tưởng, màu thần nương nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không nói chuyện nữa. Dương Nghị Vân hắc hắc cười làm lành, kỳ thật hắn trong lòng có câu nói là, liền tính là cường giả hạ giới kia cũng có nương nương ngươi tồn tại, ta xem không sợ. Đương nhiên lời này chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói ra tới. Hắn tin tưởng thật tới rồi sinh tồn thời điểm,
Mầu thần nương nương vị này đại lão cũng sẽ không thật khoanh tay đứng nhìn. Còn có chính là ở tiên giới tìm kiếm đến bẩm sinh âm dương nơi, đến lúc đó đoan liền tính là 33 thiên điện ti a được hắn tung tích, cũng không cái gọi là, đã sớm chuẩn bị đại trận chờ. Dương mẫu nhân tin tưởng thời gian này hẳn là cũng đủ. Vân môn ở ngoài, cổ tu huyền mang theo điên cuồng chi ý, thiêu đốt tinh huyết thúc dục thần phù, hắn triệu hoán thần giới thần linh. Trước mắt cục diện không triệu hoán thần linh căn bản không có biện pháp. Thúc dục triệu hoán thần phù cũng là có đại giới. Thần phù hóa thành một đạo vô sắc thần quang xông thẳng phía chân trời mà đi. Oanh! Trên 9 tầng trời một tiếng nổ vang, thật lớn lốc xoáy hình thành, thần quang lập lòe. Như là có cái gì viễn cổ hung thú muốn xuất hiện giống nhau. Cổ tu huyền lau khóe miệng vết máu, ánh mắt tràn đầy điên cuồng nói, Dương Hoàn Vũ ngươi chờ, ta thiên minh thượng giới sẽ có thần linh hạ giới, người vân môn sẽ tan thành mây khói, ha ha ha. Ngốc nghếch, đây là Dương Hoàn Vũ cấp cổ tu huyền trả lời. Cổ tu huyền sửng sốt, có chút không thích hợp Dương Hoàn Vũ tiểu tử này cư nhiên không có chút nào cập kinh hoàng, một bộ đạm nhiên bộ dáng, hai tròng mắt chung thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Tiểu tử này chẳng lẽ bị dọa choáng váng không thành? Đúng rồi, hắn căn bản chưa thấy qua thần giới thần linh cường đại, cũng không biết thần linh ý nghĩa cái gì. Cổ tu huyền trong óc hồi tưởng khởi hắn lần đầu tiên nhìn thấy thượng giới thần linh hình ảnh. Đó là một loại vô thượng tồn tại, thần linh dưới toàn con kiến. Trong lòng đều sinh không ra nửa điểm phản kháng ý niệm. Ha ha, tiểu tử ngươi xong rồi, ngươi căn bản không biết thần linh cường đại. Cổ tu huyền điên cuồng ánh mắt trừng mắt Dương Hoàn Vũ. Mà Dương Hoàn Vũ trả lời hắn vẫn là một câu, ngốc nghếch. Giờ phút này chiến đấu đã kết thúc. Vân môn hơn 20 hào nhân thủ cầm thượng phẩm thần khí, trong vòng vài phút ngắn ngủi xử lý thiên minh 500 cao thủ. Ầm vang. Nhưng vào lúc này, phía chân trời phía trên lại là một tiếng nổ vang vang lên, bất quá này một tiếng lại là kinh thiên động địa, có tiếng sấm vang lên. Ha ha ha, tới, tới, thần linh hạ giới. Cổ tu huyền điên cuồng cười to. Dương Hoàn Vũ cũng không sốt ruột chém giết cổ tu huyền, dù sao cổ tu huyền đã bị vân môn mọi người vây quanh, trốn không thoát, hơn nữa trong tay không có thượng phẩm thần khí cổ tu huyền, bất luận cái gì một cái vân môn cao tầng đều có thể chém hắn, không cần sốt ruột. Cửu thiên chi sơn ngũ sắc thần quang bỗng nhiên chiếu xạ mà xuống. Ngay sau đó, một tôn thân cao ngàn trượng thân ảnh xuất hiện. Một thân màu trắng chiến giáp chiếu sáng chính xác phía chân trời. Một cổ tử uy áp phát ra mà ra. Cổ tu huyền chuyện gì triệu hoán? Nhàn nhạt thanh âm vang lên lại là tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Khí chàng cường đại vô cùng. Cổ tu huyền vô cùng thành kính ở trên hư không quỳ xuống, kích động vô cùng nói, thượng thần minh giám. Nay có tiên giới vân môn phản nghịch không phục ta thiên minh thống lĩnh, trong tay bọn họ có được mấy chục kiện thượng phẩm thần khí, thuộc hạ không địch lại, tổn binh hao tướng, liều chết triệu hoán thượng thần hạ giới, thuộc hạ đáng chết. Hừ phế vật, một đám con kiến đều trị không được. Này tôn thượng thần che kín hừ lạnh. Cổ tu huyền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Ngay sau đó liền nghe nói, đứng dậy, nói cho ta là ai. Cùng với vô thượng uy áp tiếng động, này tôn thượng thần cũng mở hai mắt. Cổ tu huyền lúc này mới đứng dậy, chỉ vào Dương Hoàn Vũ chờ vân môn mọi người nói, thượng thần chính là bọn họ, cầm đầu kia tiểu tử chính là vân môn chi chủ, ta thiên minh 500 tiên đế tiên tôn toàn đã bị bọn họ chém giết, thỉnh thượng thần làm chủ. Con kiến người chờ tự sát đi. Thượng thần lên tiếng, lại là con mắt cũng chưa xem Dương Hoàn Vũ đám người, tràn ngập vô thượng coi rẻ, thậm chí liền coi rẻ đều không tính là. Mà Dương Hoàn Vũ chờ vân môn mọi người, giờ phút này cái trán cũng ở đổ mồ hôi. Toàn thân tiên lực đều vận chuyển tới cho đến, ở đau khổ chống đỡ, bọn họ giờ này khắc này ở miễn cưỡng duy trì ở giữa không trung huyền phù. Nội tâm cũng chấn động vô cùng. Đây là thần giới chi thần sao? Dương Hoàn Vũ ở trong lòng nói. Quả nhiên không phải tiên giới sinh linh có thể so, trách không được thiên minh có thể thống nhất tiên giới, có này trở thần linh sau lưng duy trì, kia thật là quét ngang vô địch với tiên giới. Hừ! Thượng thần một tiếng hừ lạnh, uy áp cuồn cuộn mà đến. Dương Hoàn Vũ chờ vân môn cao tầng, rốt cuộc chống đỡ không được, một đám thân thể mất đi cân bằng, từ trên cao tin tức mà xuống. Một tiếng hừ lạnh uy áp đầy trời, thực sự đối với Dương Hoàn Vũ đám người tới nói tràn ngập khủng bố. Nhưng này còn không phải nhất khủng bố chính là, Dương Hoàn Vũ đám người cảm giác tại đây chờ uy áp dưới, thân thể đều phải bạo liệt.
tưởng cầu cứu ra ra, nhưng phát không ra tiếng tới, Dương Hoàn Vũ chỉ có thể ở trong lòng hô một tiếng, ra ra cứu mạng. Liền tại đây một khắc, đồng dạng một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh vang lên, nho nhỏ thiên thần mà thôi, cũng dám làm càn, lăn. A, à, chạm vào. Dương Hoàn Vũ đám người vào giờ phút này hạ trụy thân thể dừng lại, chỉ cảm thấy một cổ nhu hòa chi lực xuất hiện ở trong cơ thể, uy áp tan thành mây khói, thân thể khôi phục tự do. Khóe mắt lại là thấy được hắn khó có thể tin một màn. Dương Hoàn Vũ nghe được ra ra thanh âm. Cùng thời gian, nghe được cái kia vô thượng thiên thần một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết, ngay sau đó chỉ thấy kia thiên thần cao ước ngàn trượng thân thể chạm vào một chút trực tiếp bạo. Ngay sau đó trên 9 tầng trời khôi phục sáng sủa, hết thảy tan thành mây khói. Đồng thời bạo liệt còn có đắc ý vô cùng cổ tu huyền, hắn liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra một tiếng liền biến mất. Nửa ngày, Dương Hoàn Vũ đám người nhìn gió êm sóng lặng trên 9 tầng trời, thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa rồi là ra ra sao? Phía trước thiên thần kiểu gì thần uy? Lại là ở ra ra một tiếng nho nhỏ thiên thần một cái lăn tự lúc sau, trực tiếp bạo liệt biến mất vô hình, cổ tu huyền đều thành nhân tiện phẩm biến mất thiên địa. Nếu không phải giờ phút này bùm thẳng nhảy trái tim nói cho hắn vừa rồi đã xảy ra cái gì, nhìn sáng sủa phía chân trời, căn bản giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, Dương Hoàn Vũ rất khó tin tưởng, vừa mới lão gia tử một cái lăn tự, diệt một tôn vô thượng chi thần. Kia một tôn thượng thần đích xác làm hắn sợ hãi, nhưng ngẫm lại nhà mình lão gia tử, lại là kiểu gì tồn tại, đều không ra mặt không ra tay, một cái lăn tự diệt một tôn thần. Dương Hoàn Vũ nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, kích động sắc mặt ửng hồng nói, ra ra lợi hại. Đại tôn tử đừng sững sờ, đi làm ngươi nên làm sự, trong một tháng cho ta trở về, ra ra có chuyện quan trọng công đạo ngươi đi làm. Liền ở Dương Hoàn Vũ sững sờ hết sức, ra ra Dương Nghị Vân thanh âm vang lên. Lúc này Dương Hoàn Vũ vội vàng hoàn hồn nói, là, ra ra yên tâm, trong một tháng, tôn nhi chắc chắn làm tiên giới khôi phục bình thường trật tự. Đi thôi. Buông tay đi làm, liền tính là ngươi đem thiên đâm thủng ra ra cho ngươi chịu trách nhiệm. Bốn phương tám hướng vang lên Dương Mẫu Nhân thanh âm, lại là làm Sở Hữu Vân Môn đệ tử kích động không thể chính mình. Sở Hữu Vân Môn tiên vương trở lên đệ tử, tùy ta rời núi. Dương Hoàn Vũ hạ lệnh sốt ruột Vân Môn tiên vương trở lên đệ tử cùng hắn rời núi, có lão gia tử những lời này, hắn cả người máu đều thiêu đốt lên, Vân Môn siêu nhiên địa vị, ở tiên giới biến mất 8.000 năm. Cũng là thời điểm khôi phục Vân Môn ngày xưa huy hoàng. Cổ tu huyền tuy rằng đã chết, nhưng là thiên minh còn tồn tại, thiên minh được xưng trăm vạn chi chúng, thao tác toàn bộ tiên giới, bức bách tiên giới vô số tiên môn, tất nhiên muốn đem thiên minh còn sót lại thế lực dẹp yên. Vân Môn bên trong đại điện. Dương Mẫu Nhân cùng Mầu Thần nương nương phẩm trà uống rượu, Đoạn Thân mới vừa an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên. Dương Nghị Vân buông chén rượu. Cười ha hả nhìn Đoạn Thân mới vừa nói, các ngươi 33 thiên điện tay thật trường a, cư nhiên bắt tay đều duỗi đến tiên giới. Đoạn Thân mới vừa bưng chén rượu tay run lên, nhìn Dương Nghị Vân u oán nói, chủ nhân, ta hiện tại không thuộc về đế tôn, không phải 33 thiên điện thiên thánh điện người, là ngươi chủ nhân ngài người hầu. Khụ khụ quên mất Dương Mẫu Nhân xấu hổ cười tiếp tục nói, vừa rồi cái kia thượng vị thiên thần là 33 thiên điện không sai đi. Đoạn Thân mới vừa gật đầu nói, đúng vậy chủ nhân, thiên thần cấp bậc chỉ có thể tính 33 tầng thiên tầng chót nhất người, vừa rồi hạ giới thượng vị thiên thần, cũng chỉ là một cái phân thân, thông qua trận pháp cùng triệu hoán thần phù hạ giới mà thôi, hao phí đại lượng thiên thạch. Biết vì cái gì 33 thiên điện duỗi tay tiên giới sao? Dương Nghị Vân hỏi. Đoạn Thân mới vừa mở miệng nói, cụ thể không rõ ràng lắm, trước kia tựa hồ nghe nói qua thiên tộc chế hành phi thăng đài rách nát lúc sau. Đế tôn không nghĩ làm phi thăng giả nhất tộc trạng thái, nhưng là hai tộc chi gian có ước định phi thăng đài không có khả năng lại đi một lần nữa thiết lập, cho nên ta nghĩ đến, đế tôn có thể là tưởng trực tiếp từ căn bản thượng hạn chế phi thăng giả nhất tộc, cho nên mới hẳn là phái người trực tiếp nhúng tay tiên giới đi. Dương Nghị Vân nghe thường thường điểm điểm, lẩm bẩm, này thật đúng là có thể là đế tôn làm được sự, thiên minh, thiên tộc, ha hả đã sớm hẳn là nghĩ đến sự. Đế tôn lão nhì đây là muốn từ tiên giới tuyệt tự. Không cho tiên giới người ở phi thăng tiên giới, hoặc là nói là có ý thức trực tiếp ở tiên giới nhúng tay giáo huấn ý thức, liền tính về sau phi thăng giả phi thăng cũng chỉ sẽ nhận thiên tộc 33 thiên điện, mà không phải phi thăng giả nhất tộc, làm không hảo còn sẽ trình diễn vừa ra, phi thăng giả đi chế hành phi thăng giả tiết mục, thật sự là hảo thủ đoạn, hừ.
Dương Nghị Vân đằng đằng sát khí. Hiện giờ có hắn ở tiên giới, thiên tộc tay cũng đừng tưởng ở duỗi hạ tiên giới tới, tới một bàn tay hắn liền băm một con, tới hai chỉ băm một đôi, tới nhiều sát diệt nhiều ít. Hắn đến lúc đó muốn nhìn, thiên tộc có thể có bao nhiêu thiên thần phân thân hạ giới tới. Chỉ cần là phân thân hạ giới, hắn đến lúc đó truyền cho Tôn Nhi Dương Hoàn Vũ một pháp, tới nhiều ít đều cho hắn diệt. Trừ phi thiên đạo cấp bậc bản tôn tự mình hạ giới tới. Kia hắn cũng không sợ. Xem ra muốn nhanh hơn bước chân giải quyết cùng thiên tộc 33 thiên điện vấn đề, nếu không thiên giới sớm hay muộn sẽ bị bọn họ bừa bãi, hắn không có khả năng vĩnh viễn đãi ở thiên giới. Chỉ có từ căn bản thượng giải quyết thiên tộc mâu thuẫn, hoặc là nói diệt đế tôn, thiên giới mới có thể an ổn. Thiên giới là phi thăng giả nhất tộc căn bản, không thể có việc. Thiên giới trong một tháng phong vân đại biến. Vân môn chi chủ Dương Hoàn Vũ mang theo người sát thượng thiên minh, diệt thiên minh căn cơ, giết sạch rồi những cái đó chủ trương liên hệ thiên tộc thiên minh thành viên, giải tán những cái đó mạnh mẽ bị cổ tu huyền chèn ép thần phục thiên giới tông môn, nhường cho bọn họ một lần nữa khôi phục tông môn truyền thừa. Như thế toàn bộ thiên giới khôi phục dĩ vãng bình thường trật tự, thiên minh hoàn toàn biến mất ở thiên giới. Nhưng toàn bộ thiên giới cũng nguyên khí đại thương, yêu cầu số lấy vạn năm mới có thể khôi phục lại. Vân môn địa vị như cũ là tiên giới siêu nhiên thánh địa, Dương Nghị Vân lập hạ quy củ, vân môn không xưng bá, không khi dễ nhỏ yếu tông môn, vân môn chỉ cần ở tiên giới siêu nhiên địa vị. Thiên minh việc, ghi lại tới rồi tiên giới sử sách, sử xưng thiên minh chi loạn. Vân môn địa vị càng thêm siêu nhiên củng cố. Đương đại vân môn môn chủ Dương Hoàn Vũ xưng là Dương Nghị Vân lúc sau, tiên giới đương đại đệ nhất nhân, thân phận không thua gì hắn ra ra Dương Nghị Vân, thậm chí từng có chi. Bởi vì Dương Hoàn Vũ diệt thiên minh, cứu ra bắt lấy bị cổ tu huyền áp bách giam giữ tiên giới đông đảo tông môn người, làm cho bọn họ một lần nữa khôi phục từng người tông môn đạo thống, đây là đại công đức, đem bị sở hữu tiên giới tông môn ký lục ở từng người tổ huấn. Đương nhiên Dương Nghị Vân không cho vân môn người đối ngoại nhắc tới hắn hạ giới việc, sở hữu tiên giới không biết trận này thiên minh chi loạn, trên thực tế là Dương Nghị Vân sau lưng thúc đẩy. Đại gia chỉ nhớ kỹ Dương Hoàn Vũ. Dù sao đều có thể giống nhau. Ai làm nhân gia là người một nhà đâu. Một tháng sau Dương Hoàn Vũ trở về. Dương Nghị Vân lúc này ở năm đó lão cây liễu nơi ở ngọn núi đỉnh thấy hắn, nơi này như cũ là vân môn cấm địa chi nhất. Mầu thần nương nương tu luyện ngộ đạo đi, chỉ có đoạn thân mới vừa ở hắn bên người. Tôn Nhi gặp qua gia gia Dương Hoàn Vũ phong trần mệt mỏi mà đến. Ngươi làm không tồi Dương Nghị Vân cười xem như khen một câu. Dương Hoàn Vũ một tháng thời gian nội, giết vô số tiên nhân. Giải cứu vô số tiên nhân tông môn, trên người sát khí thực trọng, nhưng lại càng thêm ổn trọng. Đều là thác gia gia phúc, Dương Hoàn Vũ không dám tham công, hắn biết rõ hắn bình định thiên minh chi loạn, là gia gia cho hắn lực lượng cho hắn thần kiếm chi công. Gia gia ta cho ngài hội báo một chút tiên giới hiện giờ tình huống. Dương Hoàn Vũ mở miệng, nhưng lại bị Dương Nghị Vân xua tay ngắt lời nói, ta không có hứng thú biết tiên giới việc, ngươi là vân môn chi chủ, ngươi xem làm. Gia gia công đạo ngươi một sự kiện, cho ta phát động toàn bộ tiên giới lực lượng đi tìm, nhưng có tin tưởng làm được. Có, thỉnh gia gia phân phó. Dương Hoàn Vũ túc mục lên. Đi tìm một chỗ bẩm sinh âm dương nơi, tìm được sau lập tức thông chi, việc này làm trọng. Dương Nghị Vân trực tiếp hạ lệnh. Là, Tôn Nhi cái này đi làm. Dương Hoàn Vũ nói. Lão đoạn Dương Nghị Vân nhìn về phía một bên đoạn thân cương. Đoạn thân mới vừa vội vàng tiến lên. Người đi hiệp trợ, này trong lúc nếu là thiên tộc lại có thần linh hạ giới, trực tiếp cho ta diệt, trước mặt trọng điểm việc, tìm được bẩm sinh âm dương nơi. Là, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn hiệp trợ hảo tiểu thiếu ra sớm ngày tìm kiếm đến bẩm sinh âm dương nơi. Đoạn thân mới vừa vội vàng trả lời. Tiên giới to lớn, chính là ta chờ thần thức cũng chưa chắc có thể bao trùm đến bao lớn, phạm vi mở rộng một ít, hoang hải nơi cũng đi xem, mặt khác ngươi nhiều chỉ điểm Hoàn Vũ tu luyện. Chúng ta ở tiên giới trong khoảng thời gian này, khiến cho Hoàn Vũ đi theo ngươi đi. Dương Mỗ Nhân trực tiếp cấp đại tôn tử tìm cho rằng sư phó, khởi bước chính là thiên đạo năm trọng đoạn thân mới vừa, cái này đãi ngộ lão đại. Đoạn thân mới vừa chính là biết Dương Nghị Vân thích cái này đại tôn tử, liền biết đây là Dương gia tương lai thiếu chủ, khó lường, Dương Nghị Vân có thể làm hắn dạy dỗ Dương Hoàn Vũ, này thuyết minh là rất lớn tín nhiệm, vội vàng khom người nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên đối tiểu thiếu gia. Moi tim móc phổi. Đa tạ gia gia, đa tạ đoạn tiền bối. Dương Hoàn Vũ không ngốc, tự nhiên minh bạch này ý nghĩa cái gì. Hảo,
đi thôi, ta muốn tại đây tu luyện. Dương Mẫu Nhân nhắm lại hai mắt, sắp tới hắn hiểu được thiên địa có điều ngộ. Có thiên đạo quy tắc năm trọng đoạn thân mới vừa ở, tiên giới trời sập cũng không có việc gì. Tiên giới việc Dương Nghị Vân không hề để ý tới, hắn khoanh chân ngồi trên năm đó lão cây liễu nơi ở, nhưng thật ra cảm khái muôn vàn. Lại nói tiếp, lão cây liễu cũng bị Lôi Đình Tôn giả thỏ ra cấp mang đi, hắn còn không có đã gặp mặt. Hiện tại ngồi ở chỗ này lại là cảm xúc rất nhiều. Trong lúc nhất thời trong đầu hiện lên năm đó ở tiên giới dốc sức làm thời điểm, bên người một đám người quen đều xuất hiện ở trong óc. Có sung sướng, có bi thương, có gian khổ, có phấn đấu. Dương Nghị Vân không có tu luyện pháp lực, lại là chìm vào ở trong hồi ức, hắn không biết chính là đây là một loại tâm cảnh tu luyện. Lần này nhớ nhưng khó lường, bất chi bất giác hắn một đường đi tới điểm điểm tích tích, bên người, mỗi một cái địch nhân, mỗi một sự kiện. Lớn đến sống còn, nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, một hoa một thảo vi vi, từ tiên giới chặng đường bắt đầu, đến thần giới, lại đến tiên giới, lúc sau tu chân giới, sơn hải giới, địa cầu. Tu luyện chi sơ, trường học, quê quán tiểu sơn thôn, vẫn luôn nghĩ tới nãi nãi. Cứ như vậy hắn lâm vào trong hồi ức, tâm càng ngày càng yên lặng. Thời gian cũng bay nhanh trôi đi, trăm năm ngay lập tức mà qua. 300 năm thời điểm, Dương Hoàn Vũ hoặc là nói Vân Môn cường đại lực ảnh hưởng phát huy đại tác dụng, một cái tiểu tông môn sau núi cấm địa phát hiện một chỗ bẩm sinh âm dương nơi. Đoạn thân mới vừa tiến đến hồi báo, lại là phát hiện Dương Nghị Vân còn tại chỗ tính toán chung. Tưởng tiến lên kêu to, nhưng trước người thần quang chợt lóe, màu thần nương nương xuất hiện ngăn trở đoạn thân mới vừa nói, hắn tiến vào lĩnh ngộ nói thiên địa tâm cảnh trạng thái. Này chờ tâm cảnh hiểu được khả ngộ bất khả cầu, trăm triệu không thể đánh gãy hắn. Đoạn thân mới vừa cổ co rụt lại, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn tự nhiên rõ ràng, tu vi đạt tới thiên đạo cảnh giới lúc sau, muốn tu luyện tiến bộ có bao nhiêu gian nan, đặc biệt là vẫn là hiểu được thiên địa tâm cảnh ngộ đạo trạng thái tu luyện, thật là khả ngộ bất khả cầu, có chút người cả đời đều không gặp được, nếu là hắn đánh gãy Dương Nghị Vân tu luyện, đoạn thân mới vừa không cam đoan Dương Nghị Vân tỉnh lại nhất định sẽ giết hắn. Còn hảo màu thần nương nương xuất hiện ngăn trở hắn, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, vội vàng đối màu thần nương nương khom mình hành lễ nói, đa tạ nương nương, nếu không ta liền tội đáng chết vạn lần. Không cần đa lễ, chính là có bẩm sinh âm dương nơi tìm được rồi. Màu thần nương nương ở Dương Nghị Vân trước mặt giống cái tiểu cô nương nghịch ngợm trêu chọc, nhưng ở những người khác trước mặt, chính là vô thượng uy nghiêm mặt, trực tiếp mở miệng hỏi đoạn thân cương. Đoạn thân mới vừa chính là biết vị này nương nương là thánh đạo đại lão. Cung cung kính kính nói, hồi bẩm nương nương đúng là. Hành, bố trí trận pháp ngươi đi theo ta đi, khiến cho hắn tiếp tục tu luyện đi, nếu là hắn phúc duyên thâm hậu, lần này ngộ đạo sợ là tiến vào thiên đạo quy tắc không nói chơi. Mầu thần nương nương nhìn thoáng qua nơi xa Dương Nghị Vân, lại là phất tay ở cả tòa thượng bày ra một đạo cấm, lúc này mới mang theo đoạn thân vừa ly khai, đi bẩm sinh âm dương nơi bày trận. Trận pháp tự nhiên là vì không chừng sẽ tìm tới âm dương kim cương hai người chuẩn bị. Là vì để ngừa vạn nhất. Thời gian quá thực mau, nhưng đối thần linh tới nói, 180 vạn năm thật đúng là búng tay vung lên chi gian sự. Dương Nghị Vân nhập định tu luyện hiểu được thiên địa đại đạo. Thật sự có thể nói là thời gian lưu chuyển mà không tự biết. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua vạn năm, nhưng trên người không hề pháp lực dao động, vạn năm qua đi, nhưng trên người hắn lại là một cái cho bụi đều không có rơi xuống, trên người quần áo sạch sẽ. Trong lúc màu thần nương nương cùng đoạn thân vừa tới quá, các nàng đã bày trận hoàn thành âm dương nghịch chuyển phiên thiên đại trận, liền chờ âm dương kim cương tiến đến, không đủ thiên tộc những người đó có thể hay không phản ứng lại đây Dương Nghị Vân ở tiên giới còn không nhất định, nhưng dựa theo đoạn thân mới vừa nói, nhất định sẽ phản ứng lại đây, sẽ hạ giới mà đến. Này vạn năm chung, cũng có thiên tộc tam sóng thiên thần phân thân hạ giới, muốn xem xét tiên giới rốt cuộc có cái gì thần thánh tồn tại, nhưng đi đều bị đoạn thân mới vừa cấp diệt. Từ nay về sau không còn có qua thiên thần hạ giới việc. Mà tiên giới còn lại là khôi phục vạn năm lúc sau, rốt cuộc hoãn qua kính đạo. Toàn bộ tiên giới sinh linh tu luyện một lần nữa tiến vào quỹ đạo. Vân Môn lúc trước hơn 20 cái tiên tôn, cũng ở vạn năm sau, bắt đầu lần lượt phi thân thần giới. Chỉ có Dương Hoàn Vũ áp chế thần kiếp chậm chạp không có phi thăng, hắn đang đợi ra tỉnh lại. Vạn năm lúc sau, màu thần nương nương cùng đoạn thân mới vừa tiến đến. Nhìn Dương Nghị Vân như cũ nhập định. Nương nương khả năng biết chủ nhân khi nào tỉnh lại. Đoạn thân mới vừa mang theo lo lắng nói, hắn xử lý tam sóng phân thân hạ giới thiên thần,
đánh giá thiên tộc nhất định sẽ có điều phát hiện, tiếp theo muốn tới, hoặc là thiên đạo cảnh bản tôn hạ giới, hoặc là khả năng chính là âm dương kim cương trực tiếp hạ giới. Mầu thần nương nương lắc đầu nói, hiểu được thiên đạo việc, không cái chuẩn số, nhưng là thời gian càng dài, cơ duyên thu hoạch càng lớn, như thế nào ngươi ở lo lắng thiên thánh điện người hạ giới. Đúng vậy, ta giết tam sóng thiên thần hạ phàm phân thân, tiếp theo tới hẳn là sẽ là âm dương kim cương, vạn năm thời gian trôi qua, khả năng nhanh, bọn họ sẽ tìm được tiên giới mà đến. Đoạn thân mới vừa đem chính mình lo lắng nói ra. Mầu thần nương nương khó được cười nói, tiểu gia hỏa yên tâm, thiên sụp không xuống dưới. Đoạn thân mới vừa sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn nhưng thật ra quên, trước mắt vị này mới là người đại lão, cũng không lo lắng, dù sao thiên sập xuống, có vóc dáng cao nhìn chằm chằm chính là. Hai người không lời nói, đều xem đem ánh mắt đặt ở Dương Nghị Vân trên người. Gì? Mầu thần nương nương nhìn Dương Nghị Vân đột nhiên kinh dị một tiếng. Nương nương nhưng có cái gì không ổn? Đoạn thân mới vừa hỏi. Dương Nghị Vân kia tiểu tử lần này sợ là được đến đại tạo hóa a, ngươi thả dùng thần thức cảm thụ một chút hắn quanh thân nơi. Mầu thần nương nương làm đoạn thân mới vừa đi dùng thần thức cảm thụ Dương Nghị Vân quanh thân biến hóa. Ngay sau đó đoạn thân mới vừa nhắm lại hai mắt, lại là thả ra thần thức đi cảm thụ. Hắn cả người bỗng nhiên đại chấn, mở mắt ra nói, sinh, chết, quang minh, hắc ám, thời không, năm đại quy tắc vẩn quanh thân, sao có thể. Đoạn thân mới vừa cảm nhận được Dương Nghị Vân bốn phía cư nhiên vẩn quanh năm đại quy tắc, tề tụ một người chi thân, này quả thực nghe sở nghe hỏi a. Năm đại quy tắc ngạc nhiên chính là đồng thời một thân chiếu cố năm đại tối cao quy tắc. Có cái này cơ sở, chẳng khác nào ngày sau Dương Nghị Vân hợp đạo đại thành đó là nắm chắc a. Mà muốn năm đại quy tắc tề tụ một thân, đó là muốn tu luyện đến thiên đạo năm trọng cảnh giới mới có thể làm được, giờ phút này Dương Nghị Vân như cũ là thiên đạo cảnh giới, quy tắc tu vi cảnh giới đều không có, cư nhiên thân tụ năm đại quy tắc. Đoạn thân mới vừa là thiệt tình ghen ghét. Hắn cái này chân chính thiên đạo năm trọng, tu luyện không biết nhiều năm, còn có hỗn nguyên lôi điện châu dưới tình huống, mới trước mặt tu tề năm đại quy tắc, Dương Nghị Vân trận này hiểu được liền hội tụ năm đại quy tắc, quả thực là biến thái yêu nghiệt. Mở to hai mắt nhìn, nhìn Dương Nghị Vân đoạn thân mới vừa nói không ra lời. Thật là thân thiên đạo năm đại quy tắc, nhưng là hắn tu vi vẫn là ở thiên đạo cảnh giới, bất quá về sau hắn chỉ cần chuyên chú pháp lực đi tu luyện, liền sẽ tiến triển cực nhanh. Ta đánh giá lần này hắn tu luyện tỉnh lại, bước vào thiên đạo quy tắc là không thành vấn đề, còn. Thật đúng là một cái lệnh nhân đố kỵ tiểu tử a, Mầu thần nương nương cũng vô cùng cảm khái. Dương Nghị Vân tự nhiên không biết Mầu thần nương nương cùng đoạn thân mới vừa đối thoại, giờ phút này hắn thật là tiến vào một loại huyền diệu hiểu được hoàn cảnh. Hắn phát hiện chính mình như đi vào cõi thần tiên mà ra, chu du thiên địa hoàn vũ. Như là nguyên thần xuất khiếu, nhưng hắn trong lòng rõ ràng. Này không phải nguyên thần xuất khiếu như đi vào cõi thần tiên, mà là một loại chính hắn cũng nói không rõ cảm giác. Nói như thế nào đâu? Cảm giác thực thần kỳ, thực kỳ diệu. Bất quá nói trở về, nói không phải nguyên thần xuất khiếu như đi vào cõi thần tiên đi, tựa hồ cũng không đúng, bởi vì thật là thực tương tự, hoặc là nói là nguyên thần xuất khiếu như đi vào cõi thần tiên một bộ phận, càng vì chuẩn xác mà nói là ý thức ở như đi vào cõi thần tiên thiên địa. Nguyên thần ý thức đi ra ngoài. Cảm thụ càng thêm rõ ràng. Hắn cảm nhận được vạn vật, cảm nhận được phong hoan hô, vân phiêu giật, cảm nhận được sơn xuyên thật lớn dày nặng, cảm nhận được một thảo một mộc sinh tử luân hồi. Đây là chân chính ý nghĩa thượng nào đó ngộ đạo. Dương Nghị Vân phiêu giật thật lâu, thấy được rất nhiều, cảm giác đến rất xa địa phương. Chạy ra khỏi phía chân trời, thượng cửu thiên, tiến vào biển sao, bay vọt mà thượng, đụng chạm tới rồi giới vách tường. Dương Nghị Vân cảm giác nói ở mỗi một khắc, bốn phương tám hướng đều là giới vách tường thời điểm hắn mới dừng lại tới, giờ phút này lại là mới phát hiện, toàn bộ tiên giới đều đã hiện ra ở hắn trong óc bên trong. Trăm triệu tiên giới sinh linh vạn vật đều ở hắn nhìn chăm chú dưới, hỉ nộ ai nhạc đều có thể cảm nhận được. Tứ phương toàn vì giới vách tường thời điểm, Dương Nghị Vân biết hắn ý thức hoặc là đã bao trùm toàn bộ tiên giới. Tiên giới đích xác to lớn. Nhưng giờ phút này hắn lại có một loại quan sát toàn tiên giới cảm giác, loại trạng thái này hạ, cũng không cảm thấy tiên giới vượt qua tưởng tượng như vậy đại. Đều ở ý thức trong vòng. Cũng chính là ở Dương Nghị Vân chạm vào tiên giới tứ phương giới vách tường lúc sau, hắn rốt cuộc từ cái loại này mê say trạng thái trung thức tỉnh lại đây. Giờ phút này mở hai mắt.
khóe miệng mang theo mỉm cười lẩm bẩm, quy tắc thì ra là thế, thiên địa đại đạo thì ra là thế. Tiểu tử ngươi rốt cuộc bỏ được tỉnh lại. Màu thần nương nương ở trước tiên mở miệng, phất tay chi gian triệt bỏ kết giới, nàng kỳ thật nội tâm cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Dương Nghị Vân vẫn luôn nhập định đi xuống, nàng cũng không thể mạnh mẽ đánh thức hắn, mà trong lúc nếu là thiên giới có cường giả xuống dưới, đến lúc đó nhưng chính là nàng đối mặt, không sợ cái gì âm dương kim cương, nhưng nàng cũng đích xác không đối Dương Nghị Vân nói hoảng, nàng là thật không thể ra tay. Không nói đến kẻ thù vấn đề, tự thân khôi phục cũng yêu cầu thời gian, nàng động thủ trăm không một lợi. Nhưng là Dương Nghị Vân không tỉnh lại, không ra tay cũng không được, còn hảo hiện tại hắn đã tỉnh. Mầu thần nương nương rốt cuộc không cần lo lắng chính mình vấn đề, có chuyện gì, tiểu tử này chính mình đi xử lý đi, lần này nhập định Dương Nghị Vân tiểu tử này thu hoạch rất lớn, đến tột cùng có bao nhiêu đại, khả năng chỉ có chính hắn biết. Mặt ngoài nhìn lại, là nhìn không ra cái gì tới, tâm cảnh thượng ngộ đạo mới là thiên đạo cảnh giới lúc sau đại căn bản. Làm nương nương lo lắng Dương Nghị Vân tỉnh lại sau tính hạ thời gian hảo ra hỏa vạn năm thời gian, cũng có thể đoán được mầu thần nương nương vì cái gì sẽ thủ tại chỗ này. Chỉ là cười cười chưa nói phá. Giây tiếp theo mầu thần nương nương lại là trực tiếp khai lưu, tiếp đón đều không đánh một cái, biến mất ở tại chỗ. Đoạn thân mới vừa lại là không dám trốn đi. Khom người nói, chủ nhân đại trận đã bố trí hoàn thành, ta mang ngài đi xem. Dương Nghị Vân dừng tay, ta đều biết vội vàng, người đem Hoàn Vũ cho ta tìm tới, ta công đạo một chút sự tình chúng ta đi đi, so sánh với 33 thiên điện người cũng nên tới. Là đoạn thân mới vừa theo tiếng biến mất tại chỗ, hắn rất tò mò Dương Nghị Vân lời nói mới rồi, rõ ràng lại lần nữa nhập định tu luyện, như thế nào chính là đã biết. Đương nhiên hắn cũng không hỏi, làm tốt chính mình sự liền hảo. Đến nỗi Dương mẫu nhân như thế nào sẽ biết, kỳ thật rất đơn giản, vạn năm tới hắn nguyên thần ý thức như đi vào cõi thần tiên tiên giới, toàn bộ tiên giới đều ở hắn hiểu được bên trong, lớn lớn bé bé sự đều rõ ràng. Chẳng qua không có đi can thiệp mà thôi. Hiện tại từ nhập định trạng thái trung tỉnh lại, hết thảy hắn muốn biết sự, đều ở trong óc bên trong. Hắn biết đoạn thân mới vừa cùng Tôn Nhi tìm được rồi bẩm sinh âm dương nơi, biết mầu thần nương nương đều không có quấy rầy chính mình, mang theo đoạn thân mới vừa tiêu phí trăm năm bày ra âm dương nghịch chuyển phiên thiên đại trận. Cũng biết đoạn thân mới vừa diệt tam sóng phân thân hạ giới thiên tộc, từ nay về sau thiên tộc liền không còn có động tác, thời gian cũng quá vạn năm. Hắn nghĩ 33 thiên điện thiên thánh điện người cũng nên nghĩ tới chính mình tránh ở hạ giới. Bước tiếp theo muốn tới khả năng liền thật đúng là âm dương kim cương. Lần này nhập định ngộ đạo với hắn mà nói là một lần linh hồn thăng hoa, thu hoạch vô lượng. Đương nhiên tu vi không tăng lên, là hiểu được thượng đại bay vọt. Hắn bước vào thiên đạo quy tắc năm trọng hiểu được viên mãn nông nỗi. Đến nỗi tu vi nhưng thật ra không nóng nảy, chỉ cần hắn tưởng, không có gì làm không được. Nếu nói trước kia hắn mỗi lần tu vi tăng lên là thân thể biến hóa, như vậy lần này là linh hồn thăng hoa biến chất, cả người đều khí chàng khí chất đều đã xảy ra đại biến. Biến càng thêm bình thường. Chính là một phàm nhân giống nhau. Đây cũng là Dương Nghị Vân lần này lý giải đại đạo. Hắn từ phàm mà đến, đi hướng tu luyện đại đạo, thế giới vạn vật đều có thể cho rằng là từ lúc bắt đầu, cuối cùng không ngừng diễn biến tiến hóa. Phàm đó là một chính là muôn vàn. Hóa phàm bất phàm, đây là hiện tại Dương Nghị Vân. Nhìn như bình phàm bình thường, nhưng bản chất lại là cường đại rồi. Không trong chốc lát đoạn thân mới vừa mang theo Dương Hoàn Vũ tiến đến. Ra, vạn năm qua đi, Dương Hoàn Vũ càng thêm trầm ổn, thống lĩnh Vân Môn vạn tái trong lúc, hắn thành vì tiên giới đệ nhất cường giả. Mà Vân Môn ở Dương Hoàn Vũ trong tay, chân chính làm được siêu nhiên. Toàn bộ tiên giới đối với Vân Môn thành một cái thần thoại từ ngữ, bên ngoài thượng Vân Môn đã sản với tiên giới bất luận cái gì tranh phong, hoàn toàn ẩn độn. Rất nhiều tiên giới tân xuất hiện tông môn cùng tân một thế hệ tiên nhân đều đã không biết Vân Môn tồn tại. Biết Vân Môn đều là ở vạn năm hôm trước Minh Chi loạn một lần nữa tổ kiến tông môn đạo thống sống sót lão tông môn, nhưng Vân Môn ở này đó lão tông môn trong mắt là đại siêu nhiên, là cấm kỵ tồn tại. Đây cũng là Dương Hoàn Vũ cố ý vì này. Trải qua thiên minh chi loạn, hắn minh bạch một đạo lý, Vân Môn cũng không cần nhiều ít môn nhân đệ tử, yêu cầu chính là ở tiên giới siêu nhiên địa vị cùng cường đại thực lực. Sở hữu Vân Môn tuyển chọn đệ tử càng thêm nghiêm khắc, thậm chí tới rồi hà khắc nông nỗi, sau lại Dương Hoàn Vũ hạ lệnh, dứt khoát không công khai tuyển nhận đệ tử, làm tiên giới rất nhiều tông môn đề cử tinh anh đệ tử tiến vào Vân Môn tu hành.
mà những cái đó cổ xưa tiên môn đều biết thần bí vân môn nội tình, thượng nhưng thông thiên, ước gì đem chính mình tông môn trung tinh anh đệ tử đưa vào vân môn. Kể từ đó, vân môn thế lực cùng cấp với trải rộng sở hữu tiên giới, chạm đến tiên giới nhiều nhất cường đại nhất tông môn. Cho nên vân môn chân chính thành siêu nhiên thánh địa. Bên trong cũng chỉ là chuyên chú tu đạo, gắng đạt tới phi thăng thần giới. Dương Nghị Vân vị này thủy tổ hạ giới, làm vân môn cao tầng nhân vật đều biết thần giới có vân môn căn cơ, đại gia ánh mắt không hề xúc ở tiên giới, mà là hoàn toàn phóng nhãn thần giới. Như thế vân môn không tham dự tiên giới bất luận cái gì sự, nhưng tiên giới lại tràn ngập vân môn truyền thuyết. Dương Nghị Vân nhìn Dương Hoàn Vũ cười nói, ngươi làm không tồi. Ngắn ngủn một câu, không có bất luận cái gì hoa lệ ca ngợi, nhưng lại làm Dương Hoàn Vũ cả người kích động, lão gia tử trong miệng một câu không tồi, là không dễ dàng. Tôn Nhi không dám tự mãn, mấy năm nay ít nhiều đoạn tiền bối dạy dỗ. Dương Hoàn Vũ còn không quên Đoạn Thân cương. Tiểu thiếu gia nghiêm trọng, Đoạn Thân mới vừa không nhiều lời, nhưng tâm lý cao hứng, mấy năm nay không bạch giáo Dương Hoàn Vũ, đáng giá, vị này tiểu thiếu gia một câu có thể làm hắn ở Dương Nghị Vân trong lòng thêm phân không ít. Lão Đoạn đích xác tân mệt. Dương Mỗ Nhân cười nói một tiếng. Đều là thuộc hạ nên làm. Hảo hảo, đều không cần hàn huyên, đại tôn tử ra ra làm ngươi ở tiên giới tiếp tục đợi ngươi có bằng lòng hay không. Dương Nghị Vân chuyện vừa chuyển đối Dương Hoàn Vũ nói. Vạn năm đảm đương năm kia một đám vân môn cao tầng đều đã phi thăng thần giới, chỉ có Dương Hoàn Vũ không phi thăng, liền bởi vì lão gia tử Dương Nghị Vân còn ở vân môn, nếu không cũng có thể sớm đã phi thăng. Vẫn luôn áp chế thần giới không có phi thăng thần giới. Hôm nay hắn không nghĩ tới lão gia tử ý tứ còn làm hắn đãi ở tiên giới, tuy rằng không rõ, nhưng Dương Hoàn Vũ không chút do dự nói, Tôn Nhi nguyện ý. Ngươi liền không hỏi xem vì cái gì? Dương Nghị Vân cười cười hỏi. Dương Hoàn Vũ nói, gia gia làm Tôn Nhi lưu lại tự nhiên có gia gia đạo lý. Dương Nghị Vân cười cười nói, ngươi phải nhớ kỹ, về sau nên cự tiếp thời điểm, cũng muốn cự tuyệt. Chẳng sợ ta là ngươi chí thân cũng muốn cự tuyệt, học được cự tuyệt mới có thể ăn ít mệt, không hiểu cự tuyệt người, thường thường sẽ rất mệt. Ân Dương Hoàn Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Dương Nghị Vân biết là thật thích cái này Tôn Nhi, ở tính cách phương diện cùng hắn thực tương tự, thiên phú cũng là đứng đầu cái loại này, làm hắn lưu tại thiên giới, tự nhiên cũng là vì hắn hảo. Tiếp tục nói, kỳ thật làm ngươi tiếp tục lưu tại thiên giới, là muốn cho ngươi tiếp tục củng cố tu vi. Phi thăng thần giới có lẽ chưa chắc sẽ là ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, thần giới là tam giới chi nhất, lực lượng từ từ đều là cao giai nhất, tu luyện chi lộ cũng tương đương bắt đầu từ con số 0, ở tiên giới thời điểm ngươi là tiên tôn, nhưng phi thăng thần giới lúc sau cái gì đều không phải, đây là hiện thực. Thần giới từ thần nhân bắt đầu đến thiên thần lại đến thần quân, thần vương. Đồng dạng là đi bước một hướng về phía trước mà đi, ra ra làm lưu tại tiên giới là muốn cho ngươi đánh hảo cơ sở. Tiên giới phi thăng thần giới giống như là lò xo bắn ngược, người ở tiên giới áp càng thực, phi thăng tới rồi thần giới tự nhiên cũng liền bắn ngược càng cao, này đối với người tu luyện đem có rất lớn chỗ tốt. Hiện giờ ngươi đã tiên tôn đỉnh, pháp lực tu vi không cần đi cố tình tu luyện, sau này phương hướng, ngươi thả nhớ kỹ, cẩn thận đi hiểu được thiên địa tự nhiên, nơi này ra ra để lại một ít tâm đắc hiểu được, ngươi liền tại đây hiểu được thiên địa đại đạo, ngày sau vân môn có kiệt xuất đệ tử cũng có thể tới nơi đây. Dương Nghị Vân nói chuyện, chỉ hắn nhập định quá địa phương, ở nơi nào có một khối vách đá. Mấy năm nay hắn nhập định hiểu được tâm đắc đều lưu tại kia tảng đá thượng, vân môn hậu bối con cháu có thể tìm hiểu nhiều ít liền xem bọn họ cá nhân tạo hóa. Đương nhiên đầu tiên cái thứ nhất được lợi người đó là Dương Hoàn Vũ. Giờ phút này Dương Hoàn Vũ còn lại là trong lòng kích động, hắn nghe minh bạch Dương Nghị Vân là ở vì hắn về sau tu luyện chi đường đi lự. Dương Hoàn Vũ biết đây là lão gia tử để lại cho hắn cùng vân môn đệ tử tạo hóa, lão gia tử hiện giờ là cái gì cấp bậc, những năm gần đây hắn đi theo Đoạn Thân mới vừa tu hành thời điểm, từ Đoạn Thân mới vừa trong miệng mới biết được lão gia tử hiện giờ ở thần giới cũng là một tôn đứng đắn đại thần. Lão gia tử lưu lại hiểu được ngồi ở Dương Hoàn Vũ nghĩ đến, ở tam giới sợ là đều là đại tạo hóa, hắn tự nhiên muốn lưu lại, phải bắt được lần này cơ hội, vội vàng kích động nói, đa tạ gia gia. Tôn Nhi định không phụ gia gia sở vọng, nhưng là có điểm phiền toái, Tôn không có biện pháp giải quyết. Theo sau một câu Dương Hoàn Vũ có điểm xấu hổ nói. Dương Nghị Vân cười cười nói, chính là áp chế phi thần việc. Đúng vậy, Tôn Nhi kỳ thật sớm tại mấy ngàn năm liền cảm ứng được thần kiếp tác động, vẫn luôn ở áp chế, nhưng mấy năm nay càng ngày càng cường đại, cảm giác mau áp không được.
Dương Hoàn Vũ biết lão gia tử khẳng định có biện pháp giải quyết. Việc nhỏ, Dương Nghị Vân cười, tùy ý đối với Dương Hoàn Vũ vung tay lên. Ngay sau đó Dương Hoàn Vũ liền cảm nhận được, một cổ ngũ hành chi lực tiến vào trong cơ thể, tức khắc thần kiếp tác động biến mất không thấy. Vạn năm trong vòng ở thần kiếp sẽ không tái xuất hiện, vạn năm lúc sau, gia gia ở thần giới chờ ngươi, đại tôn tử, gia gia đi rồi, tự giải quyết cho tốt. Dương Nghị Vân nói đi là đi, dứt lời lúc sau biến mất ở tại chỗ. Đoạn Thân mới vừa nhìn thoáng qua Dương Hoàn Vũ, lại là trong tay vừa lật, xuất hiện tam khối thần bài nói, tiểu tử thúi thần giới thấy, đây là ba đạo lôi pháp phù, để lại cho ngươi bảo mệnh chi dùng, đi rồi. Lưu lại ba đạo thần phù, Đoạn Thân mới vừa cũng biến mất ở tại chỗ. Năm đó Dương Nghị Vân làm Dương Hoàn Vũ đi theo hắn, kỳ thật Đoạn Thân mới vừa minh bạch chính là vì làm hắn chỉ đạo Dương Hoàn Vũ tu hành, vạn năm thời gian chung, Đoạn Thân mới vừa cũng là tỉ mỉ tận lực chỉ đạo Dương Hoàn Vũ, không có thầy trò danh phận lại là có thầy trò chi thật, kỳ thật hai người rất hợp ý. Hiện giờ phải đi, Đoạn Thân mới vừa lại là tùy tay để lại ba đạo thần phù cấp Dương Hoàn Vũ. Kỳ thật ba đạo thần phù cũng không phải là tầm thường thần phù, đây là Đoạn Thân mới vừa lấy ra Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu chung lực lượng, hao phí tinh huyết luyện chế mà thành thần pháp lôi phù, nói để lại cho Dương Hoàn Vũ bảo mệnh, thật sự là một chút đều không khoa trương. Đoạn Thân mới vừa cả đời độc lai độc vãng hành sự trường hợp đặc biệt, không có chịu quá đồ đệ, cả đời thu vi cũng coi như là thông thiên, trở thành đế tôn dưới tòa kim cương chi nhất, ở toàn bộ 33 thiên điện thế lực cũng là một nhân vật, hiện giờ thành Dương Nghị Vân người hầu. Nhân sinh tới một cái đại nghịch chuyển, đi theo Dương Nghị Vân hạ giới mà đến, lại là không nghĩ tới còn có thể làm người sư một hồi, kỳ thật hắn cảm giác rất không tồi. Dương Hoàn Vũ tu luyện tư chất thiên phú đều là hắn gặp qua đứng đầu, rất nhiều đồ vật một điểm liền thấu, vô cùng thông minh, thường thường có thể suy một ra ba, vạn năm thời gian chung Đoạn Thân mới vừa đem hắn suốt đời thần thông đều dạy cho Dương Hoàn Vũ, mặc kệ là có thể học không thể học đều truyền cho Dương Hoàn Vũ, cũng là đánh trong lòng thích đứa nhỏ này. Hiện tại phải đi cũng là có chút không tha, lưu lại ba đạo thần phù, coi như là kỷ niệm đi. Mà Dương Hoàn Vũ giờ phút này nội tâm lại cũng đồng dạng, vạn năm thời gian đi theo Đoạn Thân mới vừa, hai người ở chung xuống dưới, thật đúng là đem hắn trở thành sư phụ. Hắn sinh ra ở Vân Môn, không có sư phụ, bởi vì Vân Môn các loại bí pháp thần thông đều có, hệ thống dạy dỗ bậc cha chú từ từ nhiều sự. Hiện giờ cùng Đoạn Thân mới vừa một hồi, tuy rằng không phải thầy trò, nhưng tâm lý Dương Hoàn Vũ xác nhận. Nếu không phải biết Đoạn Thân mới vừa là gia gia dưới tòa người hầu, sợ bối phận loạn, hắn đã sớm bái sư. Hiện giờ phân biệt hết sức, Dương Hoàn Vũ trong tay cầm Đoạn Thân mới vừa lưu lại ba đạo thần phù, nhìn Đoạn Thân mới vừa cùng gia gia biến mất địa phương, hắn lại là bùm một tiếng quỳ xuống lớn tiếng nói cung tiễn gia gia. Dứt lời miệng, tại hạ quỳ đối với phía chân trời cất cao giọng nói, đệ tử Dương Hoàn Vũ lễ bái sư phụ. Cuộc đời này có sư Đoạn Thân mới vừa, thiên đạo làm chứng. Vững chắc ba quỳ chín lạy, trực tiếp bái sư. Dương Hoàn Vũ trong lòng rốt cuộc làm ra quyết định, tuy rằng Đoạn Thân mới vừa là gia gia người hầu, nhưng Đoạn Thân mới vừa cẩn thận dạy dỗ vạn tái năm tháng, hắn trong lòng đã sớm đương hắn là sư phụ, cứ việc gia gia không lên tiếng, nhưng hắn không thể không mở miệng, tin tưởng gia gia sẽ đồng ý. Nhân sinh trên đời có điều gọi có việc không nên làm. Dương Hoàn Vũ biết hôm nay lễ bái Đoạn Thân mới vừa vi sư, là hắn cần thiết phải làm, phân biệt hết sức, chuyện này không làm, về sau liền không cơ hội. Cửu thiên tầng mây, Dương Nghị Vân cùng Đoạn Thân mới vừa huyền phù ở mây mù. Đoạn Thân mới vừa nghe được Dương Hoàn Vũ nói chuyện thanh thấy được hắn tại hạ phương lễ bái, khẩu hô sư phụ, cả người đều là chấn động, cũng có kích động, cũng có thấp thỏm. Kích động chính là Dương Hoàn Vũ bái sư khẩu hô sư phụ. Đối hắn cái này không có bất luận cái gì truyền thừa người tới nói, đây là khác tình cảm. Thấp thỏm chính là, hắn hiện tại là Dương Nghị Vân người hầu, mà Dương Hoàn Vũ còn lại là Dương Nghị Vân đích trưởng tôn, xem như hắn tiểu chủ nhân, sợ Dương Nghị Vân không cao hứng, thân phận kém cách xa, hít sâu một hơi Đoạn Thân mới vừa liền phải mở miệng ngăn cản. Nhưng mà lúc này Dương Nghị Vân lại là đối với phía dưới mở miệng nói, ra ra chuẩn, cho các ngươi sư phụ làm chứng kiến. Hôm nay Dương Hoàn Vũ bái sư Đoạn Thân mới vừa. Trên 9 tầng trời truyền đến gia gia lời nói, Dương Hoàn Vũ đại hỉ, đa tạ gia gia thành toàn. Hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, liền sợ gia gia không đồng ý. Giờ phút này mây mù chung, Đoạn Thân mới vừa sửng sốt, đôi mắt có chút đỏ lên, không nghĩ tới Dương Nghị Vân cư nhiên đồng ý. Đoạn Thân mới vừa mở miệng chủ nhân ta.
Dương Nghị Vân cười đánh gãy hắn nói thẳng, lão Đoạn chúc mừng ngươi được một cái đệ tử, đây cũng là ngươi cùng Hoàn Vũ duyên pháp, được rồi, chúng ta đi thôi. Là, đa tạ chủ nhân, Đoạn Thân mới vừa khom người nói tạ. Ngay sau đó đối với phía dưới Dương Hoàn Vũ mở miệng nói, Si Nhi, tu luyện cho tốt, vi sư ở thần giới chờ ngươi. Dương Nghị Vân cùng Đoạn Thân cương trực kế đó tới rồi tiên giới một chỗ tiên sơn, nơi này tương đối bên cạnh, ở tiên giới phương Bắc, vốn dĩ có cái tiểu tông môn tồn tại, bất quá phát hiện bẩm sinh âm dương nơi sau, Vân Môn ra cửa trực tiếp đem nơi này tiểu tông môn cấp rời. Hiện tại này tòa tiên sơn thế giới chính là trống không, toàn bộ tiên sơn thế giới đều là một tòa đại trận. Này tranh công quy về mầu thần nương nương, nàng tự mình bày trận, đem nơi này cải tạo thành một tòa bẩm sinh âm dương nghịch chuyển phiên thiên đại trận. Liền chờ có một ngày, 33 thiên điện thiên thánh điện âm dương kim cương hạ giới, cho bọn hắn một cái hố to nhảy. Dương Nghị Vân tin tưởng ngày này không xa, hắn có cảm giác bọn họ mau hạ giới. Mà hắn hạ giới tránh né mục đích đã đạt tới, hiện tại cũng không nóng nảy rời đi, liền chuẩn bị ở chỗ này chờ, nếu không thực xin lỗi này tòa đại trận. Chủ nhân mầu thần nương nương không hô qua tới sao? Đoạn Thân mới vừa hỏi. Không cần quấy rầy nàng, chúng ta liền ở chỗ này chờ đó là. Dương Nghị Vân lắc đầu nói, mầu thần nương nương ở tiên giới mỗ mà tu luyện, hắn biết, không tính toán quấy rầy vị nào đại lão, nhân gia đều giúp hắn bố hảo trận pháp, hắn tự nhiên ngượng ngùng ở quấy rầy hắn, bất quá nên xuất hiện thời điểm có thể nàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Đại trận giờ phút này không có mở ra, tưởng mở ra cũng chính là nhất niệm chi gian chuyện này. Trận pháp khởi động bí quyết mầu thần nương nương đều cho hắn, hiện tại liền xem âm dương kim cương đến đây lúc nào vấn đề. Dương Nghị Vân lựa chọn một chỗ cao điểm, khoanh chân mà ngồi, hắn bắt đầu tu luyện, lần này tu luyện vận chuyển chính là công pháp, đương nhiên cùng với nói là tu luyện không bằng nói là phóng xuất ra chính mình hơi thở. Như thế hắn tin tưởng 33 thiên điện người nếu là tìm hắn, tất nhiên có thể có điều cảm, đến lúc đó chờ chính là. Đi vào tiên giới vốn chính là vì chữa thương tu luyện. Tạm lánh mũi nhọn, sớm hay muộn vẫn là phải về đến thần giới đi, tu vi bất đồng, độ cao cách cục tự nhiên bất đồng, hắn hạ giới chỉ là một cái quá độ mà thôi. Trung quy muốn giải quyết cùng thiên tộc đế tôn chi gian mâu thuẫn, hắn mới có thể làm đi tìm luân hồi nhập u minh. Vốn dĩ trước kia trong lòng nghĩ, từ vĩnh hằng thần giới trở về lúc sau, đi trước tìm luân hồi tiến vào u minh đi, nhưng thiên tộc đế tôn không có cho hắn thời gian, cũng sẽ không cho hắn thời gian. Liền tính là hắn có thể mở ra luân hồi, đế tôn cũng sẽ cho hắn tìm phiền toái. Cho nên chỉ có giải quyết cùng thiên tộc đế tôn chi gian mâu thuẫn, mới có thể an tâm đi u minh giới. Bất quá thiên tộc thiên tôn dưới tòa cao thủ đông đảo, muốn giải quyết đế tôn, tan rã 33 thiên điện, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước lại nói. Dựa theo Đoạn Thân mới vừa cách nói, chỉ cần giải quyết âm dương kim cương vợ chồng. Kế tiếp hắn là có thể an ổn một đoạn thời gian, tuy rằng 33 thiên điện thiên thánh điện còn có tam đại hợp đạo một tầng pháp tôn, nhưng tam đại pháp tôn sẽ không dễ dàng ra tay, trừ phi là gặp phải 33 thiên điện sinh tử tồn vong việc, tam đại pháp tôn mới có thể ra tay. Đến nỗi đế tôn đang ở cuối cùng hợp đạo mấu chốt kỳ, liền càng sẽ không ra tay. Nói cách khác, chỉ cần hắn đem âm dương kim cương vợ chồng thu phục, trong khoảng thời gian ngắn liền không ai tìm hắn phiền toái. Tiếp theo đế tôn muốn tìm hắn phiền toái, chỉ có hai loại điều kiện hạ mới có thể. Thứ nhất đó là đế tôn hợp đạo thành công, đến lúc đó đế tôn thân tự ra tay, cho đến lúc này, phỏng chừng hắn chính là đại phiền toái, không hợp nói đỉnh, cũng chỉ có tử lộ một cái. Thứ hai đó là, hắn chủ động đánh thượng 33 thiên điện đi, đến lúc đó căn cứ tam đại pháp tôn cùng đế tôn chi gian ước định, chính là 33 thiên điện sinh tử tồn vong, tam đại pháp tôn tất nhiên đối hắn ra tay. Dương Nghị Vân cũng nghĩ, để lại cho hắn lộ có lẽ chỉ có đệ nhị điều. Chờ đem âm dương kim cương vợ chồng xử lý, đến lúc đó hắn sẽ điên cuồng tăng lên tu vi, bước vào hợp đạo lúc sau, chủ động đánh thượng 33 thiên điện đi, cùng đế tôn một trận tử chiến, quyền chủ động vẫn là ở chính mình năng thủ trung hảo. Một là gần nhất hắn kỳ thật là bị 33 thiên điện bị bắt mà đi. Đương nhiên kế hoạch là như thế này, đến lúc đó cụ thể sẽ là cái dạng gì? Là hắn chủ động xuất kích 33 thiên điện, vẫn là nói đi trước u minh từ từ, đều là không biết bao nhiêu, trung tâm vấn đề là còn phải xem hắn tự thân thực lực mới được. Có cường đại tu vi thực lực, như thế nào làm đều hảo thuyết. Không có thực lực, chung quy hắn sẽ bị đế tôn cấp diệt sát. Dương Nghị Vân biết hắn không thể ngừng lại, hiện tại hắn sau lưng còn có càn khôn thần điện tồn tại, có rất nhiều phi thăng nhất tộc đều phải hắn bảo hộ,
càng là không dám ngã xuống, hắn một đảo, toàn bộ càn khôn thần điện thế giới sinh linh đều phải chết. Thần giới đối hắn mà nói, hiện tại phi thường nguy hiểm. Đây cũng là hắn làm tôn nhi Dương Hoàn Vũ tạm thời đãi ở tiên giới đừng phi thăng nguyên nhân, đi thần giới ngược lại càng thêm nguy hiểm. Dương Nghị Vân khoanh chân mà ngồi, Đoạn Thân mới vừa đứng ở bên người hộ pháp. Chỉ chớp mắt 3 năm qua đi. Ngày này trên 9 tầng trời thiên lôi cốc cuồn cuộn dựng lên. Dương Nghị Vân bỗng nhiên mở hai mắt, lẩm bẩm, rốt cuộc tới sao? Chủ nhân ta cảm nhận được, là âm dương kim cương vợ chồng hơi thở. Đoạn Thân mới vừa ở một bên nói. Chuẩn bị sẵn sàng đi, kế tiếp sẽ là một hồi ngạnh chiến. Dương Nghị Vân chậm rãi nói. Đoạn Thân mới vừa sắc mặt túc mục nói, chủ nhân ngài nhưng có nắm chắc đối phó một tôn kim cương. Dương Nghị Vân cười cười nói, không biết, nhưng có thể thử xem. Đoạn Thân cương trực trợn trắng mắt, phun ra một ngụm chọc khí, giảm bớt trong lòng áp lực nói, thuộc hạ chỉ có thể bám trụ trong đó một cái, hơn nữa không thắng mặt. Hắn là ăn ngay nói thật, hắn cùng âm dương kim cương vợ chồng đều là đế tôn dưới tòa thiên thánh điện tam đại kim cương, tự nhiên đối hai vị hai cái thực lực là quen thuộc. Tuy rằng đều là thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi, nhưng là Đoạn Thân mới vừa rất rõ ràng, hắn không phải âm dương kim cương vợ chồng bất luận cái gì một người đối thủ, thật sự đánh lên tới, hắn chỉ có thể đi bám trụ trong đó một cái, đua thượng mạng ra kết quả cuối cùng, có thể là hắn ngã xuống, trong đó một cái bị thương nặng kết cục. Này còn chỉ là trong đó một cái mà nói, nếu là đối thượng hai cái, hắn không có bất luận cái gì nắm chắc. Cảm nhận được trên 9 tầng trời biến hóa, Đoạn Thân mới vừa trong lòng có áp lực, nhịn không được hỏi Dương Nghị Vân. Mà Dương Nghị Vân trở lại, còn lại là làm hắn khóe miệng thẳng trừ trừ, vị này chủ nhân đến nay mới thôi nhìn qua đều vẫn là thiên đạo cảnh trung cấp tu vi, tuy rằng dựa theo vị nào nương nương đại lão cách nói, Dương Nghị Vân hiểu được thiên địa đại đạo vạn tái năm tháng, tất nhiên có thật lớn thu hoạch, nhưng Đoạn Thân mới vừa không rõ ràng lắm Dương Nghị Vân rốt cuộc thu hoạch cái gì, dù sao tu vi không tăng lên. Hiện giờ sắp muốn đối mặt hai đại kim cương, Đoạn Thân mới vừa áp lực rất lớn. Hắn là phó, Dương Nghị Vân là chủ, ở trong lòng hắn, kế tiếp chiến đấu khả năng đều phải hắn thượng. Như thế dưới tình huống, không phải tử lộ một cái sao. Đương nhiên còn có vị nào nương nương đại lão tồn tại, chính là vị nào đại lão nói rõ, nàng không thể ra tay, liền tính có thể cũng sẽ không ra tay. Dựa hắn cùng Dương Nghị Vân chính mình thu phục. Dương Mỗ Nhân trả lời làm Đoạn Thân mới vừa rất bất mãn, duy nhất có điểm vui mừng, khả năng chính là Dương Mỗ Nhân trên mặt một mảnh đạm nhiên, không hề có khẩn trương. Chỉ nghe Dương Nghị Vân mở miệng nói, này không phải còn có mầu thần nương nương đại trận tồn tại sao, đừng khẩn trương, ta đều không khẩn trương, ngươi liền càng không nên, hai tôn kim cương, nói toạc thiên, vẫn là thiên đạo quy tắc cấp bậc, ha ha, người chủ nhân ta vạn tái hiểu được không phải bạch hiểu được, quy tắc. Nhưng thật ra chờ mong a. Đoạn Thân mới vừa nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, vốn dĩ trong lòng tưởng khinh bỉ một phen, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Dương Mỗ Nhân vị này chủ nhân, có lẽ thật là có môn đạo đi. Dù sao ván đã đóng thuyền, đều phải đối mặt, khẩn trương cũng vô dụng, vậy đến đây đi. Người bám trụ trong đó một cái không thành vấn đề đi. Dương Nghị Vân hỏi. Nửa canh giờ, Đoạn Thân mới vừa nhìn chằm chằm phía chân trời nói. Dương Nghị Vân lẩm bẩm, kia hẳn là đủ rồi. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên động địa vang vọng toàn bộ tiên giới. Như là thiên sập xuống giống nhau. Ngay sau đó, trên 9 tầng trời lưỡng đạo thần quang tia chớp mà xuống, xuất hiện ở Dương Nghị Vân cùng Đoạn Thân mới vừa nơi tiên sơn thế giới. Chợt lóe tới. Ngay sau đó, quả nhiên hai người xuất hiện ở tiên sơn trên thế giới không. Nhất bạch nhất hắc. Nhìn qua là thanh niên diện mạo. Nhưng là Dương Nghị Vân biết đây mới là chân chính lão quái vật. Còn rất có đặc điểm, nam một thân tóc bạc lông mày đều là bạch, cùng hắn có điểm giống, nữ một thân hắc, môi vành mắt đều phát thanh. Cái này làm cho Dương Nghị Vân một chút nghĩ tới 4 chữ, hắc bạch song sát. Khí thế bức người, dừng lại ở 100 mét trời cao, đối hắn cùng Đoạn Thân mới vừa là nhìn xuống tư thái. Chủ nhân bọn họ chính là âm dương kim cương vợ chồng. Đoạn Thân mới vừa nhỏ giọng nói. Đã nhìn ra, ta tuyệt đối bọn họ kêu hắc bạch song sát càng thích hợp. Dương Nghị Vân còn trêu ghẹo một câu. Nói chuyện thời điểm híp mắt nhìn bầu trời tế, tựa hồ trừ bỏ hai vị này song sát, cũng không có những người khác tiến đến. Dương Mỗ Nhân lo lắng chính là có hợp đạo pháp tôn tiến đến. Không có liền hảo. Đoạn Thân mới vừa là thật phục,
đều cái này thời điểm vị này chủ nhân cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn, tâm cũng thật đại a. Sao tưởng a? Đương nhiên Đoạn Thân mới vừa cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói ra tới. Dương Nghị Vân đâu? Giờ phút này híp mắt, xem chính là một khắc cũng chưa rời đi hắc bạch song sát, nga không đúng, âm dương kim cương vợ chồng trên người. Hắn tâm thái hảo về hảo, nhưng lại là biết này nhất nhất hắc một bạch, đích xác khó đối phó, nhưng từ hơi thở thượng là có thể cảm nhận được, đích xác so với Đoạn Thân kiên cường đại. Hắn ở đánh giá hắc bạch song sát, âm dương kim cương vợ chồng, này đối vợ chồng cũng ở đánh giá Dương Nghị Vân. Còn có Đoạn Thân cương. Hoặc là nói Dương Nghị Vân phát hiện, kỳ thật này hai hắc bạch người, đối hắn chỉ là nhìn quét liếc mắt một cái, lúc sau ánh mắt liền gắt gao dừng ở Đoạn Thân mới vừa trên người, nửa ngày một câu cũng chưa nói. Hai bên liền như vậy nhìn chằm chằm xem, tựa hồ đối phương trên người đều có hoa giống nhau. Chung quy Dương Nghị Vân phát hiện vẫn là Đoạn Thân mới vừa không vững vàng, về phía trước đi một bước mở miệng nói, đại ca nhị tỷ đã lâu không thấy. Ha ha! Một tiếng cười lạnh. Lại là từ thân xuyên hắc y nữ nhân hoặc là nói âm nhu kim cương trong miệng ra tới, tức khắc làm bốn phía không khí đều vì này lãnh, Dương Nghị Vân nghe đều cả người khởi nổi da gà. Thật sự là đối phương thanh âm quá mức quỷ dị, rất kỳ quái không thể nói tới cái loại này âm chắc chắc thanh âm. Trách không được kêu âm nhu kim cương. Tam đệ a, vốn đang cho rằng ngươi đã chết, không thể tưởng được ngươi còn sống, thật đáng mừng, ngươi có phải hay không hẳn là đối chúng ta nói điểm cái gì đâu. Âm nhu kim cương mở miệng nói chuyện. Ngữ khí là âm nhu khiếp người, nghe cả người đều khởi nổi da gà. Nhị, nhị tỷ ta, các ngươi coi như ta đã chết đi. Đoạn Thân mới vừa trả lời mang theo một tia âm dung. Dương Nghị Vân nhìn Đoạn Thân mới vừa liếc mắt một cái, này một tiếng nhị tỷ có chuyện xưa a. Chủ nhân chúng ta ba người ở thiên thần điện đều là đế tôn ngồi xuống kim cương, ở bên nhau vượt qua dài lâu năm tháng, cho nên lấy huynh muội tương xứng. Đoạn Thân mới vừa cảm nhận được Dương Nghị Vân khác thường ánh mắt sau nhìn không được giải thích một câu. Ngươi khẩu vị thật trọng, Dương mẫu nhân bĩu môi. Lúc này âm nhu kim cương thanh âm lại lần nữa vang lên, tam đệ cái này lý do. Ngươi lưu chữ đối đế tôn giải thích đi, hiện tại ta muốn biết ngươi như thế nào cùng ngươi muốn giết mục tiêu ở bên nhau. Hôm nay nói không rõ, đã có thể đừng trách nhị tỷ ta vô tình. Dương Nghị Vân lúc này dừng tay đánh gãy còn muốn giải thích Đoạn Thân mới vừa. Trực tiếp hướng về phía âm nhu kim cương mở miệng nói, cái kia hắc nữ nhân, Đoạn Thân mới vừa hiện tại là người của ta, thiếu lải nha lải nhải, các ngươi nếu đuổi tới hạ giới, vậy không phải tới ôn chuyện, muốn đánh liền nhanh lên, bản thần tôn thời gian có thể so các ngươi quý giá nhiều. Tiểu tử ngươi một giới thiên đạo trung kỳ con kiến ngươi, cứ như vậy cấp chết sao? Rốt cuộc một con không mở miệng thuần dương kim cương mở miệng, thanh như chuông lớn tựa tiếng sấm, thẳng vào trái tim, lỗ tai đều ong ong áp nổ vang. Dương Nghị Vân híp mắt nhìn lại, trên mặt như cũ nhẹ nhàng, nhưng tâm lý rồi lại nghiêm túc vài phần, âm dương kim cương đích xác không phải dễ dàng hạng người, hai người ngay cả nói chuyện phát ra tiếng đều mang theo công kích. Âm nhu kim cương thanh âm quấy nhiễu tâm thần, thẳng đánh nguyên thần, nhiễu loạn đạo tâm, vô cùng âm trầm, mà thuần dương kim cương thanh âm vừa lúc tương phản, công kích này đối thần thể thân thể. Này một đôi, thật đúng là khó đối phó a. Dương Nghị Vân trong lòng phạm nói thầm. Nếu muốn biện pháp đưa bọn họ tách ra mới được, nếu không âm dương hợp nhất công kích, chính là sẽ thực đầu đại, điểm này phía trước Đoạn Thân mới vừa cũng nhắc nhở quá, nói qua âm dương kim cương trước nay đều là như hình với bóng, liền tính là công kích giết địch cũng là không xa rời nhau, hai người âm dương hợp nhất công kích thủ đoạn, có thể nói thiên đạo quy tắc năm trọng vô địch. Đối với Dương Nghị Vân âm dương kim cương vợ chồng, tự nhiên là đã khác ở trong đầu, bởi vì Dương Nghị Vân ở thần giới nháo ra động tính quá lớn. Thiên Thánh Điện trước sau hai đại sáu người đi sát Dương Nghị Vân, kết quả đều một đi không quay lại. 20 danh thiên đạo cảnh giới cường giả, đều chết ở Dương Nghị Vân trong tay. Đặc biệt là vạn năm nhiều trước, Thiên Thánh Điện đệ tam kim cương Đoạn Thân mới vừa tự mình dẫn người đi sát Dương Nghị Vân, kết quả Đoạn Thân mới vừa đều biến mất. Lúc này đế tôn tức giận, tự mình truyền âm hạ lệnh bọn họ vợ chồng hai người diệt sát Dương Nghị Vân, kết quả là, bọn họ vợ chồng rời núi mãn thần giới tìm kiếm Dương Nghị Vân. Nhưng lại vẫn luôn cũng chưa tin tức, tựa hồ tìm không thấy. Thẳng đến mấy ngàn năm 33 thiên điện nhất hạ tầng một điện truyền ra một tin tức, nói là 33 thiên điện phái ra thiên thần phân thân hạ tiên giới, kết quả mấy sáu người đều bị diệt, hạ điện người đăng báo, thỉnh cầu thiên thánh điện thiên đạo cường giả tự mình hạ giới điều tra, tiên giới là người phương nào diệt sát thiên tộc thiên thần phân thân.
Vốn dĩ chuyện này đối bọn họ âm dương kim cương tới nói đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, lý đều sẽ không lý, nhưng ở bọn họ tìm kiếm Dương Nghị Vân mấu chốt thượng, xuất hiện tin tức này, tức khắc khiến cho vợ chồng hai người nghĩ tới một vấn đề. Toàn bộ thần giới đều mau tìm khắp không có Dương Nghị Vân rơi xuống, như vậy Dương Nghị Vân có thể hay không trốn đến tiên giới đi. Nghĩ như thế còn thật có khả năng. Vì thế vợ chồng hai người động bí pháp mà tác động thiên địa tìm kiếm Dương Nghị Vân hơi thở, quả nhiên ở hôm nay cảm giác tới rồi tiên giới truyền đến Dương Nghị Vân hơi thở. Như thế bọn họ vợ chồng lập tức hạ giới mà đến. Quả nhiên phát hiện Dương Nghị Vân tồn tại, trọng điểm là vốn tưởng rằng bị Dương Nghị Vân diệt sát đệ tam kim cương đoạn thân mới vừa, cư nhiên cũng ở Dương Nghị Vân bên người, này liền có ý tứ. Tránh ở hạ giới, đoạn thân mới vừa thoạt nhìn còn đối Dương Nghị Vân có kính sợ. Này nhưng làm âm dương kim cương vợ chồng giật mình, chẳng lẽ đoạn thân mới vừa bị Dương Nghị Vân khống chế? Vô cùng có khả năng. Không sốt ruột động thủ, hai người thương lượng trước thử thử, nhưng đừng lật thuyền trong mương, Dương Nghị Vân này tiểu là cái gì bối cảnh, bọn họ thái thanh rồi chứ, đừng nhìn hiện tại Dương Nghị Vân vẫn là cái thiên đạo cảnh giới trung cấp tu vi, ở bọn họ trong mắt bình thường dưới tình huống, thật là con kiến, thật đúng là con kiến sao? Ở âm dương kim cương vợ chồng trong lòng. Đáp án là phủ định, nếu không phái ra 20 danh thiên đạo cấp bậc, như thế nào cũng chưa tin tức, đều bị Dương Nghị Vân cấp giết. Trong đó liền bao gồm thiên đạo quy tắc 5 trọng đoạn thân mới vừa, giờ phút này đoạn thân mới vừa tuy rằng không chết, nhưng đứng ở Dương Nghị Vân bên người, này trong đó có vấn đề lớn. Hai vợ chồng trong lòng giật mình vô cùng, ngay từ đầu liền cố ý không xử lý Dương Nghị Vân, coi rẻ hắn, ý đồ chọc giận Dương Nghị Vân thử một chút. Hiện tại xem ra quả nhiên tiểu tử này không phải đèn cạn dầu. Dương Nghị Vân nheo lại mắt thấy thuần Dương Kim Cương coi rẻ để ánh mắt, kỳ thật hắn đã nhận ra như vậy một tia có ý tứ sự. Hắn phát hiện này đối âm Dương Kim Cương vợ chồng, từ bắt đầu xuất hiện đến nay, trước sau cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, tuy rằng trong lời nói có các loại coi rẻ khinh thường, nhưng lại trước sau không có gần chút nữa. Này chỉ có thể thuyết minh, bọn họ là có kiêng kỵ. Kiêng kỵ cái gì? Vẫn là hắn mà thôi. Sốt cuộc thiên thánh điện như vậy nhiều người đều bị hắn cấp xử lý, hơn nữa đoạn thân mới vừa hiện tại đều ở hắn bên người, dựa theo đoạn thân mới vừa hiện tại biểu hiện tới xem, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra tới, giờ phút này đoạn thân mới vừa ở hắn bên người là một loại thực câu nệ thần sắc. Nếu là này đối âm dương vợ chồng đôi mắt không có mù lời nói, đoán đều có thể đoán được này trong đó tồn tại ẩn tình, mà cái này ẩn tình đó là hắn Dương Nghị Vân. Như thế dưới tình huống đổi làm là bất luận kẻ nào đều mắt có điểm cố kỵ. Đối này Dương Nghị Vân là thích nghe ngóng, có thể làm đối phương có điều cố kỵ này thuyết minh còn có nói, kỳ thật đi, thứ tử này đối vợ chồng xuất hiện bắt đầu hắn liền có loại xúc động, làm này đối vợ chồng quỳ gối chính mình trước mặt sướng chinh phục xúc động. Nếu nói, sẽ yêu nhau có thể lại nhiều hai cái thiên đạo năm trọng kim cương này cũng chính là một kiện mỹ sự. Cũng không biết có thể hay không thành, mọi việc sao đều có khả năng. Dù sao cũng phải đi thử thử, Dương Mỗ Nhân lúc này tâm tư sinh động lên. Đối mặt thuần Dương Kim Cương khiêu khích, hắn một chút đều không thèm để ý, cười hắc hắc nói, nhị vị chạm như vậy cao, không sợ rơi xuống sao, không bằng đại gia ngồi xuống nói chuyện như thế nào. Giờ phút này Dương Mỗ Nhân trên người tản ra một cổ tử bĩ hư. Hắn nhìn chằm chằm âm Dương Kim Cương vợ chồng ánh mắt không hề có sợ hãi, ngược lại như là ở đánh giá thú vị con mồi giống nhau. Cái này làm cho phía chân trời phía trên âm dương kim cương vợ chồng cảm thấy thực không thoải mái. Bất quá âm dương kim cương vợ chồng đối Dương Nghị Vân thật đúng là có kiêng kỵ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Dương Nghị Vân tiểu tử này chính là một cái ngôi sao chổi, 33 thiên địa tiền trước sau phái ra đi tìm hắn phiền toái người, tựa hồ đều đã chết, không có ngoại lệ. Đương nhiên cũng có, tỷ như tam đệ đoạn thân mới vừa. Nhưng giờ phút này đoạn thân mới vừa thoạt nhìn xinh đẹp chính là Dương Nghị Vân bên người tay đấm giống nhau, này thuyết minh đoạn thân mới vừa tuy rằng không chết, nhưng vô cùng có khả năng đã chịu Dương Nghị Vân khống chế. Dương Nghị Vân nhìn qua chỉ là một cái thiên đạo cảnh giới trung cấp tu vi, có cái gì thủ đoạn có thể khống chế một vị thiên đạo quy tắc 5 trọng cường giả? Nhất định là có bàn tay to đoạn. Đây là âm Dương Kim Cương vợ chồng trong lòng suy nghĩ, càng là như thế. Bọn họ vợ chồng liền càng là không dám tùy tiện ra tay. Đều là tu luyện vô số năm tháng lão quái vật, có thể có hôm nay thành tựu, cũng không phải là tùy tiện hạng người. Dương Nghị Vân thoạt nhìn tu vi ở bọn họ trong mắt chính là biểu hiện giả dối, càng là bực này nhân vật, thường thường là càng nguy hiểm người. Một cái làm không hảo chính là cống ngầm lật thuyền kết quả. Một khi đã như vậy,
kia liền hảo hảo sờ sờ đế. Tìm cơ hội xuống tay. Kỳ thật tới phía trước, âm dương kim cương vợ chồng là tin tưởng 10 phần, mà khi bọn họ nhìn đến đoạn thân mới vừa còn sống, hơn nữa như tôi tớ giống nhau đứng ở Dương Nghị Vân bên người sau, âm dương kim cương vợ chồng cảnh giác lên. Đoạn thân mới vừa là thiên đạo năm trọng A. Đây là đại quỷ gì? Dương Nghị Vân tiểu tử này là càn khôn thần tôn truyền nhân, muốn thân phận có thân phận, muốn bối cảnh có bối cảnh, tuyệt đối không phải tiểu hoa nhi. Luận địa vị, Dương Nghị Vân hiện tại là càn khôn thần điện tân một thế hệ thần tôn, cùng đế tôn vô thượng là một cấp bậc bối phận. Xem thực lực thiên đạo cảnh giới trung cấp, nhưng này tuyệt đối là biểu hiện giả dối. Có thể trở thành càn khôn thần điện tân một thế hệ thần tôn vô thượng, lại há có thể không có điểm báo danh thủ đoạn. Cho nên âm dương kim cương vợ chồng, giờ phút này trước sau cùng Dương Nghị Vân vẫn duy trì khoảng cách. Đánh khẳng định là muốn đánh, bọn họ nhiệm vụ chính là tru sát Dương Nghị Vân. Khá vậy không thể mù quáng động thủ, muốn sờ sờ tình huống. Nhiều ít cường giả hạng người đều là cống ngầm lật thuyền. Trước mắt đoạn thân mới vừa vị này tam đệ còn sống, cho bọn họ lớn nhất cảnh kỳ. Cùng đoạn thân mới vừa đích xác có giao tình, ba người cộng vì kim cương, ở bên nhau vô số tuế nguyệt, nói không điểm tình cảm đó là giả. Hiện tại bọn họ muốn từ đoạn thân mới vừa trên người tìm đột phá khẩu, ngay từ đầu liền như thế, cố ý không để ý tới Dương Nghị Vân, không nghĩ tới Dương Nghị Vân tiểu tử này lại là chủ động đáp lời. Nhìn qua liền Dương Nghị Vân trên mặt không có một chút ít khẩn trương, thậm chí còn giờ phút này đánh giá bọn họ vợ chồng thời điểm, hai tròng mắt giữa dòng lộ ra một loại đối đãi con mồi thần sắc, cái này làm cho âm dương kim cương vợ chồng, lại là tức giận lại là kinh hãi. Bọn họ là thiên đạo năm trọng đứng đầu người trước, vợ chồng liên thủ, hoàn toàn được xưng ở thiên tộc là hợp đạo dưới đệ nhất, nhiều ít năm tháng, lại có ai đưa bọn họ trở thành quá con mồi giống nhau đánh giá. Dương Nghị Vân là đệ nhất nhân. Cũng thật là như thế, liền càng là thuyết minh, Dương Nghị Vân tiểu tử này tất nhiên liền có dựa vào. Âm dương kim cương vợ chồng đối mặt Dương Nghị Vân mang theo trêu chọc lời nói, trong lòng vô ngữ a. Chưa thấy qua như vậy không ấn kịch bản ra bài tiểu tử, cái này làm cho chúng ta vợ chồng như thế nào tiếp? Mọi người đều là cớ có mặt người hảo phạt. Ngươi có thể hay không đứng đắn điểm, nghiêm túc điểm. Dương Nghị Vân, ngươi đối ta tam đệ làm cái gì? Âm nhu kim cương mở miệng. Dương Nghị Vân ha hả cười nhìn thoáng qua đoạn thân mới vừa nói, lão đoạn A, các ngươi thoạt nhìn đối với ngươi thực quan tâm A. Chủ nhân, quan tâm chưa nói tới, chúng ta ba người quan hệ chính là xưng hô thượng quan hệ, kỳ thật. Kỳ thật rất nhiều năm tới nay bọn họ hai đều áp chế ta tình huống. Đoạn thân mới vừa thở dài nói. Dương Nghị Vân nghe ra tới đoạn thân mới vừa trong lời nói mang theo một ít câu oán hận A, hắn cái gọi là áp chế khả năng chính là khi dễ. Cười cười không nói chuyện, mà là buồn bã nói, ta muốn cho bọn họ quỳ xuống sướng chinh phục. Nga không kêu chủ nhân, có hay không khả năng. Đoạn thân mới vừa sửng sốt, thiếu chút nữa liền không có tới một câu, người có phải hay không điên rồi. Âm dương kim cương vợ chồng cũng không phải là dễ dàng hạng người. Đoạn thân mới vừa dứt khoát trầm mặc không nói. Người Dương mỗ nhân nhiều bức. Dương Nghị Vân mắt thấy âm dương kim cương vợ chồng không xuống dưới, cũng tràn ngập cảnh giác, biết bọn họ muốn tìm chính mình sơ hở. Vốn dĩ nghĩ đi trước thử xem thân thủ thực lực, nhưng người ta không phối hợp, một khi đã như vậy vậy chỉ có thể ngạnh thượng. Ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời âm dương kim cương vợ chồng, Dương Nghị Vân phía sau thần quang chợt lóe, âm dương cánh chim triển khai. Ngay sau đó trực tiếp xuất hiện ở phía chân trời, cùng âm dương kim cương vợ chồng mặt đối mặt. Nhếch miệng nói, cho các ngươi một cái lựa chọn, cùng đoạn thân mới vừa như cũ làm huynh đệ như thế nào. Âm dương đem kim cương vợ chồng nhìn Dương Nghị Vân nghe hắn nói chuyện, giờ phút này ngược lại tan đi không ít áp lực, bởi vì Dương Nghị Vân vừa mới thúc giục cánh chim thời điểm pháp khí phát ra, ở bọn họ cảm giác chung chính là một cái thiên đạo cảnh tu vi thực lực. Điểm này bọn họ sẽ không cảm giác sai. Như thế đảo cũng không có gì sợ quá. Cũng nghĩ tới bốn phía còn có cái gì cường giả mai phục, nhưng thần thức chung toàn bộ tiên sơn thế giới đều không có những người khác tồn tại, cái này yên tâm. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, thuần dương kim cương nói, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Rất đơn giản, các ngươi hai cái ta ăn định rồi, ta, muốn, làm, của các ngươi, chủ nhân. Dương mỗ nhân ghế dựa câu nói mang theo ý cười. Tìm chết. Chẳng sợ âm dương kim cương vợ chồng lại cẩn thận, lúc này cũng tức giận. Dương Nghị Vân lá gan quá lớn, vẫn là thứ này chính là cái kẻ lỗ mãng, đối mặt bọn họ vợ chồng dám như thế nói chuyện. Cuối cùng là có điểm hỏa khí sao,
vậy đến đây đi. Dương Nghị Vân tự nói lại là trong tay một phen, trận pháp xuất hiện nơi tay, không chút do dự thúc giục. Tức khắc trong tay trận pháp bùng nổ thần quang, oanh một chút bộc phát ra tới một đạo dòng khí nháy mắt khuếch tán mở ra. Âm dương nghịch thiên, đại trận mở ra. Dương Nghị Vân quát nhẹ, mở ra đại trận. Toàn bộ tiên sơn thế giới đều là một tòa đại trận, giờ phút này khách khí lại là nháy mắt đại biến. Trận răng, bẩm sinh âm dương nghịch chuyển phiên thiên trận. Trọng ở nghịch chuyển phiên thiên. Khoảnh khắc chi gian, đổi thiên địa, nghịch âm dương, thiên địa quay cuồng. Thiên là địa, mà vì thiên địa, chỉ ở mây mù thay đổi gian. Dương Nghị Vân cũng không biết màu thần nương nương đại trận đến tột cùng uy lực như thế nào, dù sao trước mở ra lại nói, đại trận mở ra, nơi này chính là hắn sân nhà. Tiên sơn thế giới ý vì đại trận, ngăn cách ngoại giới. Tương đương chặt đứt âm dương kim cương vợ chồng cùng ngoại giới liên hệ. Kế tiếp liền xem ở cái này đại trận chung, đại gia ai càng cường đại rồi. Tiên giới nào đó trong sơn cốc. Màu thần nương nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía chân trời, lẩm bẩm, muốn bắt đầu rồi a, tiểu tử như thế đại trận ở trong tay ngươi, nếu là bắt không được hai cái thiên đạo năm trọng, vậy ngươi liền phế xài nhược kê. Nói xong màu thần nương nương nhắm hai mắt tiếp tục tu luyện hiểu được, chút nào không thèm để ý. Giờ phút này Dương Nghị Vân nơi tiên sơn thế giới hẳn là phát sinh biến đổi lớn. Đầu đương trong đó âm dương kim cương vợ chồng, sắc mặt đại biến, bọn họ chỉ là cảm giác thiên địa chi gian chấn động. Rồi sau đó sương mù che mắt, cái gì đều nhìn không tới, vừa muốn có điều động tác thời điểm, hết thảy lại khôi phục bình thường. Nhưng là định thần vừa thấy, như thế nào cảm giác không thích hợp. Bọn họ phía trước tuy rằng cũng là huyền phù ở không, nhưng đỉnh đầu là thiên, dưới chân là mà, hiện tại lại là đảo lại, đỉnh đầu là sơn xuyên đại địa, hạ giới còn lại là phía chân trời. Chỉ chớp mắt Dương Nghị Vân nhìn không thấy. Lại đi xem đoạn thân mới vừa. Lại là nhìn đến đoạn thân mới vừa cùng Dương Nghị Vân đều ở một khối, hai người vẫn là ở phía trước ngọn núi mang theo. Không đủ giờ này khắc này lại là ở bọn họ đỉnh đầu, là đảo. Theo bản năng vợ chồng hai người liền đổ lại đây. Cái này nhìn lại rốt cuộc bình thường, đỉnh đầu là phía chân trời, dưới chân là sơn xuyên. Chính là tổng cảm giác địa phương nào có chút không đúng, lại nói không lên, cẩn thận cảm thụ một chút, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Đến nỗi Dương Nghị Vân lúc này còn lại là khóe miệng giơ lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, hắn thấy được âm dương kim cương vợ chồng thay đổi thân thể lúc sau, trong lòng liền kiên định. Dựa theo trận phù truyền đến tin tức, bọn họ vợ chồng đã nhập hố. Tưởng nhảy ra nhưng không dễ dàng như vậy. Trận pháp mở ra nháy mắt, Dương Nghị Vân phải tới rồi trận phù truyền đến tin tức, trận này sở hữu hết thảy đều hiện ra ở hắn trong đầu, như thế nào sử dụng từ từ có cái gì công năng tất cả đều ở hắn trong óc. Hoặc là nói liền ở hắn nhất niệm chi gian mà thôi. Đối này, Dương Nghị Vân là rất là vừa lòng, màu thần nương nương tuy rằng không xuất hiện, nhưng cái này trận pháp lại là nàng thân thủ bố trí, biết được trận pháp uy lực lúc sau, Dương Nghị Vân mới rõ ràng màu thần nương nương giúp hắn phần lớn vội. Có trận này, liền tính màu thần nương nương không xuất hiện, cũng giống nhau. Nếu khống chế này chờ đại trận hắn còn bắt không được âm dương kim cương vợ chồng, kia hắn cũng đừng lăn lộn. Chỉ có hắn trong lòng mới rõ ràng, cái này trận pháp uy lực ý nghĩa cái gì. Đa tạ nương nương. Mặc kệ màu thần nương nương có thể hay không nghe được, Dương Nghị Vân vẫn là nói thầm một câu nói lời cảm tạ. Chủ nhân bọn họ, là chuyện như thế nào? Đoạn thân mới vừa nhìn không được hỏi. Kỳ thật lão đoạn là biết rõ cố hỏi, vừa rồi trận pháp khởi động thời điểm hắn cũng trong nháy mắt mất hướng, mà khi lại lần nữa mở hai mắt là lúc, lại là phát hiện âm dương kim cương vợ chồng. Đứng chồng ngược với thiên một màn, mặt khác đoạn thân mới vừa đoán được là Dương Nghị Vân khởi động đại trận lúc sau kết quả. Lúc này đoạn thân mới vừa trong lòng đối vị nào màu thần nương nương chính là có kính sợ ba phần, trận này hắn cư nhiên chút nào không thấy xuất quỹ tích tới, này cũng đã nói lên, âm dương kim cương vợ chồng cũng đồng dạng nhìn không ra cái gì manh mối. Trong lòng vì hai vị này lão người quen đổ mồ hôi, cũng là nhìn không được hỏi Dương Nghị Vân một tiếng. Dương Nghị Vân nhìn hắn một cái cười hắc hắc, ngươi nói đi. Đoạn thân mới vừa xấu hổ cười, không nói. Lời này vô pháp tiếp. Ở Dương Nghị Vân cùng đoạn thân mới vừa trong mắt, kỳ thật cái gì cũng chưa biến. Dương Nghị Vân chỉ là ở khởi động trận pháp lúc sau thay đổi cái địa phương, vẫn là phi rơi xuống đi đứng ở đỉnh núi cùng đoạn thân mới vừa cùng nhau. Chỉ có âm dương kim cương vợ chồng đang ở kết thúc chung không tự biết. Bọn họ tưởng Dương Nghị Vân động cái gì tay chân.
đưa bọn họ hai người cấp đảo ngược qua đi, kỳ thật tiến vào đại trận bên trong. Là biến hóa, cũng không biến hóa. Như thế một hồi thật lớn chiến sắp dựng lên, chẳng qua chủ đạo quyền tới rồi Dương Nghị Vân trong tay. Lão Đoạn Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, Dương Nghị Vân nhìn phía chân trời phía trên âm dương kim cương vợ chồng nói. Ách, là, kỳ thật Đoạn Thân mới vừa thực không muốn cùng hai vị quen biết đã lâu đánh nhau, nhưng là không có biện pháp, ai làm hắn hiện tại là Dương mẫu nhân người hầu đâu. Chủ nhân nói cái gì hắn đều đến nghe. Lại nói lấy hắn đối âm dương kim cương vợ chồng hiểu biết, bọn họ hai vợ chồng mang theo đế tôn ý chỉ mà đến, nhìn đến hắn cùng Dương Nghị Vân ở bên nhau, tất nhiên hắn là tại đây đối quen biết đã lâu chu sát trong phạm vi, trận này chiến đấu, không ra tay đều không được, hắn không giết bọn họ, nhân ra giết hắn. Không đến tuyển. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có căng ra đầu thượng. Hắn nghĩ có thể đi bám trụ một cái liền hảo. Nhảy dựng lên, bay thẳng mà thượng. Hơn nữa lớn tiếng mở miệng nói, đại ca nhị tỷ đắc tội, tiểu đệ ta hiện tại là thân bất do kỷ. Đoạn Thân mới vừa chung quy là tâm tồn một ít cũ tình, mở miệng đánh một tiếng tiếp đón. Hừ, âm nhu kim cương hừ lạnh một tiếng, giờ này khắc này các nàng vợ chồng cũng đã nhìn ra, tam đệ Đoạn Thân mới vừa là quyết tâm đi theo Dương Nghị Vân, đại gia hiện tại là địch nhân, các vị này chủ, không lựa chọn, vậy chỉ có một trận chiến. Bất quá ở âm dương kim cương vợ chồng trong mắt, giờ phút này Đoạn Thân mới vừa lại là từ phía dưới bay vọt mà đến. Trên thực tế bởi vì đại trận quan hệ, là âm dương điên đảo thiên địa, bọn họ cho rằng là từ dưới bay vọt mà đến, trên thực tế là từ bọn họ đỉnh đầu mà đến. Công kích cũng sẽ là âm dương đỉnh phương pháp. Dương Nghị Vân khiến cho Đoạn Thân mới vừa tiến đến đánh đệ nhất thương, chính là muốn nhìn một chút đại trận uy lực. Hắn đến lúc đó tìm cơ hội bổ đao. Híp mắt, Dương mẫu nhân trong tay hỗn độn trung lập lòe mà ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm Đoạn Thân mới vừa cùng âm dương kim cương vợ chồng nhìn lại. Tùy thời mà động. Thực mau Đoạn Thân mới vừa khoảng cách âm dương kim cương vợ chồng 30 mét khoảng cách thời điểm, hắn ra tay, trực tiếp thúc giục hỗn nguyên lôi điện châu. Hỗn nguyên chi lôi, mất đi. Ầm ầm ầm, răng rắc sát. Vô số đạo lôi điện bùng nổ mà ra, thẳng đến âm dương kim cương vợ chồng cuốn tịch mà đi. Nhưng mà có ý tứ một màn xuất hiện, âm dương kim cương vợ chồng hừ lạnh ra tay. Lại là đối với Đoạn Thân mới vừa một người ra quyền một người vì trưởng, quyền trưởng hợp lực dưới, cũng là bộc phát ra một âm một dương cường đại thần quang, một đen một trắng mà đi. Chính là bọn họ công kích phương hướng sai rồi. Vừa lúc điên đảo lại đây, căn bản là không có đánh hướng Đoạn Thân mới vừa, mà là đánh hướng về phía chân trời. Đương nhiên đang ở đại trận bên trong bọn họ trong mắt là không sai, chỉ có Dương Nghị Vân biết đây là có chuyện gì. Dương mỗ nhân thúc giục hỗn độn chung. Chuẩn bị ra tay, đại trận nghịch chuyển âm dương điên đảo thiên địa chi uy, quả nhiên cường đại, trong lòng tức khắc tin tưởng tăng nhiều. Ầm ầm ầm, răng rắc, đầy trời lôi điện chi lực bùng nổ, cuốn tịch âm dương kim cương vợ chồng. Mà âm dương kim cương vợ chồng còn lại là vào giờ phút này có chút há hốc mồm, bởi vì bọn họ công kích rõ ràng dừng ở Đoạn Thân mới vừa trên người, nhưng lại là không có một chút ít ngăn trở Đoạn Thân mới vừa lôi điện chi lực. Trong nháy mắt bọn họ bị lôi điện thí bổ vào trên người. Lúc này hai vợ chồng mới cảm giác không thích hợp, thực hiển nhiên bọn họ công kích thất bại. Bị đầy trời lôi điện cuốn tịch tư vị cũng không dễ chịu. Bất quá lần này cũng không làm khó được bọn họ vợ chồng. Âm dương nghịch chuyển đại chiến uy lực bày ra, ở âm dương kim cương vợ chồng trong mắt thế giới là bình thường, nhưng trên thực tế là điên đảo, cho nên bọn họ công kích cũng là điên đảo. Nhìn như là chính diện nghênh địch xuất kích. Trên thực tế đánh vào không ra. Mà trái lại ở Dương Nghị Vân cùng Đoạn Thân mới vừa trong mắt thiên địa lại là bình thường, công kích chi lực cũng là bình thường, cho nên chiếm cứ bẩm sinh ưu thế. Âm dương kim cương vợ chồng công kích căn bản đánh không đến Đoạn Thân mới vừa trên người, mà là đánh vào tương phản nơi, trái lại Đoạn Thân mới vừa cùng Dương Nghị Vân công kích lại là có thể đối âm dương kim cương vợ chồng hữu hiệu đả kích. Đây mới là đại trận mang đến lợi hại chỗ. Rốt cuộc đây là Mầu Thần Nương Nương ra tay tự mình bày ra đại trận, thánh đạo chi trận pháp, tự nhiên không giống bình thường, xa xa không phải thiên đạo cấp bậc có thể lý giải. Lúc này hai bên chiến đấu ngay từ đầu, âm dương kim cương vợ chồng liền không lôi điện bao phủ, ăn một cái không lớn không nhỏ mệt. Mà Dương mẫu nhân còn lại là lúc này ra tay, trực tiếp thúc giục hỗn động chung. Đông, một thanh âm vang lên triệt thiên địa du dương tiếng chuông, cùng với lôi điện tiếng động tề minh. Dương Nghị Vân đem hỗn độn chung trực tiếp đối với âm dương kim cương vợ chồng tế ra,
hóa thành một ngụm che trời đại trung, bao phủ mà đi, hắn nếu muốn thử xem có thể hay không trấn áp trụ này đối âm dương kim cương vợ chồng. Nhưng là, không có ngẫm lại trung thuận lợi vậy. Đầu tiên là âm dương kim cương vợ chồng, cư nhiên ở hắn tiếng chuông vang lên hết sức, từ đoạn thân mới vừa lôi điện trung mà ra. Thoạt nhìn có chút chật vật, lại là thực mau ra đây, này thuyết minh, đích xác có thực lực. Bất quá Dương Nghị Vân hỗn độn trung cũng ở thời điểm này hoàn thành thúc dục, trực tiếp mà đi. Cửu U địa sát, vì Ngô sử dụng, âm sát ngập trời. Thuần Dương chi bổn, vạn vật làm gốc, chí Dương khai thiên địa. Âm nhu kim cương cùng thuần dương kim cương thanh âm, trầm giọng vang vọng ở thiên địa. Bọn họ sắc mặt âm trầm đáng sợ, đến bây giờ cũng không biết vừa rồi là như thế nào sẽ là, công kích không hề có hiệu quả không nói, ngược lại ở hai người hợp lực dưới, còn có hại. Tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, khá vậy ở thời điểm này phản ứng lại đây, này một phương thiên địa sợ là bị Dương Nghị Vân làm cái gì tay chân. Hai vợ chồng giận dữ. Nhiều ít năm tháng, từ khai không như thế ăn qua mệt. Chủ yếu cảm giác thực nghẹn khuất, bị hai cái tu vi không bằng bọn họ tính kế, khẩu khí này mà khi thật là khó có thể nuốt xuống. Đoạn thân mới vừa lôi điện tuy rằng cường đại, nhưng ở âm dương kim cương vợ chồng hợp lực dưới, vẫn là không đủ xem, phá chi mà ra. Nhưng là không nghĩ tới vừa ra tới, liền nhìn đến một ngụm đại trung từ trên trời giáng xuống. Lúc này hai người bùng nổ, thi triển ra từng người thủ đoạn. Có một lần có hại, liền rõ ràng bình thường đấu pháp tuyệt đối không thích hợp. Lúc này đây bọn họ không có trực tiếp công kích, mà là đem từng người pháp lực thủ đoạn thả ra khai, bùng nổ hướng về phía tứ phương nơi. Các ngươi không phải làm chúng ta thủ đoạn thất bại sao? Hảo, chúng ta đây liền tới cái tứ phía nở hoa, nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có cái gì thủ đoạn. Đây là âm dương kim cương vợ chồng vô số tuế nguyệt trung tích lũy mà ra ăn ý, căn bản quản không cần phải nói ra tới, trực tiếp hợp lực bùng nổ tứ phương. Bọn họ hai cái cường đại nhất công kích đó là hợp lực ở bên nhau ăn ý, tách ra ngược lại sẽ trở thành nhược điểm, cho nên giờ phút này lưng tựa lưng xuất kích. Ở bọn họ trong mắt một ngụm cổ xưa đại trung bao phủ thiên địa trực tiếp từ bọn họ đỉnh đầu rơi xuống. Có vừa rồi có hại, hai vợ chồng liền biết, đỉnh đầu công kích, chưa chắc chính là thật sự, càng biết này một phương thiên địa bị Dương Nghị Vân động tay chân, hư thật chi gian, khó có thể phân rõ, sở hữu liền tứ phía nở hoa, bất luận cái gì thần thông đều có sơ hở. Ở bọn họ cái này cấp bậc, muốn tìm ra một ít sơ hở không phải việc khó. Một đen một trắng lưỡng đạo dòng khí từ âm dương kim cương vợ chồng trong tay bùng nổ mà ra, lại là đón gió mà biến hóa, một hóa nhị, nhị hóa tam. Càng ngày càng nhiều, như là hai cây che trời đại thụ, điên cuồng tăng trưởng vô số chi nhánh. Từ phía tám pháp mà đi, đồng dạng che đậy thiên nhật. Oanh! Ngay sau đó, hiệu quả. Ở một tiếng nổ vang chung. Bọn họ vợ chồng dưới chân lại là không gian chấn động lên. Mà một ngụm cổ chung còn lại là bao phủ sớm bọn họ đỉnh đầu. Giờ phút này bọn họ rõ ràng, đỉnh đầu chưa chắc là thật, phía dưới mới là sát chiêu. Cũng may hai người liên thủ dưới uy lực vô cùng, kia sợi áp bách cổ chung hơi thở không còn có tới gần mảy may, dừng lại ở 30 mét ở ngoài. Thật đúng là, Ngưu Ích A. Dương Nghị Vân giờ phút này một thân rồi biến mất, trực tiếp xuất hiện ở hỗn động trung thượng. Hắn đối âm dương vợ chồng thủ đoạn cũng là kính nể, bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thịch thịch thịch. Giây tiếp theo Dương Mỗ Nhân thúc dục hỗn động chung, một tiếng tiếp theo một tiếng, một kích so với một kích cường đại hơn. Hỗn độn chung vận chuyển 9 lần, một tiếng sẽ so một tiếng cường đại, tiếng chuông nhiễu loạn đạo tâm, khắc văn phát ra chí dương chí cương cường đại pháp lực, đều là công kích, hắn đảo cũng nhìn xem, này hai vợ chồng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Ầm vang, răng rắc. Giờ phút này đoạn thân mới vừa không có lười biếng, lại lần nữa thúc giục hỗn nguyên lôi điện châu, đem hết toàn lực công kích âm dương kim cương vợ chồng, từng đạo màu tím lôi điện tràn ngập khủng bố hơi thở, thực sự cũng là đại uy lực. Phía chân trời phía trên, bốn người vung tay đánh nhau. Dương Nghị Vân hỗn độn trung tiếng chuông rung trời, chín đại khắc văn kim quang lộng lẫy. Đoạn thân mới vừa hỗn nguyên lôi điện đại pháp, màu tím lôi điện đầy trời hóa thành du long. Âm dương kim cương vợ chồng hai người một đen một trắng bùng nổ mà ra chính là chí âm chí cương âm dương chi lực. Toàn bộ tiên sơn hóa thành một tòa đại trận, điên đảo âm dương. Giờ phút này tứ đại cường giả bùng nổ đan chéo ở cùng nhau. Có kinh thiên địa quỷ thần khiếp hỗn tạp tiếng động. Toàn bộ thế giới đều ở rung chuyển. Đáng giá nhắc tới chính là, Dương Nghị Vân cùng đoạn thân mới vừa trước sau chiếm cứ trận pháp bẩm sinh ưu thế,
thao tác đại trận công kích, làm cho bọn họ hai cái ở vào nguy hiểm ở ngoài. Mà âm dương kim cương vợ chồng còn lại là, chân chính lâm vào thiên địa điên đảo âm dương đại trận trong vòng, lúc này Dương Nghị Vân cùng Đoạn Thân mới vừa công kích, chính là thật đánh thật đối với bọn họ trên người rơi đi. Công kích mà đi, chạm vào nhau ở bên nhau. Hắc bạch, tử kim quang mang hóa thành năng lượng bùng nổ thái dương. Một thân nặng nề lúc sau. Dương Nghị Vân cùng Đoạn Thân mới vừa đều ở nháy mắt chói mắt. Chỉ nghe được một tiếng, âm dương hợp nhất, thượng thông thiên, hạ thông mà, âm dương đại đạo, vạn vật mất đi. Đây là âm nhu kim cương thanh âm. Biểu hiện là bị bức bách đến phóng đại chiêu nông nỗi. Liền như vậy một chút, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy một cổ căn bản không kịp tránh né khí lãng khuếch tán, trực tiếp tới rồi trên người hắn. Phốc! Phốc! Trong nháy mắt hắn cùng Đoạn Thân mới vừa đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Theo sát Dương Nghị Vân cảm nhận được hỗn độn rụt trở về. Lại là bị phá pháp. Dương Nghị Vân cùng Đoạn Thân mới vừa khóe miệng đều có chút vết máu, Đoạn Thân mới vừa nhưng thật ra bình tĩnh, tựa hồ đối kết quả này sớm đã có đoán trước, Dương Nghị Vân còn lại là cảm nhận được hai đại kim cương thực lực. Không nghĩ tới ở hắn cùng Đoạn Thân mới vừa chiếm cứ trận pháp bẩm sinh ưu thế dưới tình huống, vẫn như cũ còn có như vậy thực lực. Lau khóe miệng vết máu Dương Mỗ Nhân lẩm bẩm, thực lực tu vi chênh lệch quả thực vẫn là có điểm đại a. Chủ nhân ta đã sớm nói qua, âm dương kim cương vợ chồng hợp lực dưới, nhìn hợp đạo dưới mạnh nhất tồn tại, khó đối phó a, ta muốn đi kiềm chế bọn họ trong đó một cái, hiện tại xem ra là không được, bọn họ cảnh giác, sợ là sẽ không dễ dàng tản ra. Đoạn Thân mới vừa cười khổ nói. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, Đoạn Thân mới vừa có áp lực, hắn lại làm sao không phải. Bất quá, này cũng ở hắn đoán trước bên trong, nếu là đế tôn ngồi xuống cường đại hai đại kim cương, cứ như vậy bị bọn họ cấp xử lý kia mới là không bình thường. Liền vào giờ phút này, âm nhu kim cương thanh âm mang theo châm biếm vang lên, còn tưởng rằng có cái gì thủ đoạn, xem ra chúng ta nhưng thật ra xem trọng ngươi Dương Nghị Vân, ha ha, chung quy là con kiến, thiên đạo quy tắc cũng chưa bước vào, liền vọng tưởng cùng chúng ta vợ chồng đấu, ngươi quá coi thường chúng ta, tiểu tử đừng lăn lộn, ngoan ngoãn đền tội, cho ngươi một cái thống khoái. Âm dương kim cương vợ chồng đang nói chuyện hết sức, lại là đi bước một mà đến. Dương Nghị Vân nghe âm nhu kim cương nói chuyện, nhếch miệng cười nói, hiện tại nói loại này lời nói còn hãy còn sớm, nói muốn cho các ngươi quỳ, không có điểm thủ đoạn, ta Dương Nghị Vân cũng không dám nói bốc nói phét. Đích xác các ngươi rất mạnh, nhưng, ta cũng không phải không chuẩn bị, cái này tiên sơn thế giới, chính là chuyên môn cho các ngươi vợ chồng chuẩn bị, đều chờ vạn năm các ngươi mới đến, nói thật ta thật đúng là sợ các ngươi không tới. Bạch bạch lãng phí ta một phen tính kế, đáng tiếc này âm dương nghịch chuyển phiên thiên trận. Chê cười ta không đến thiên đạo quy tắc tu vi a. Hành, vậy cấp nhị vị nhìn xem, còn không phải là thiên đạo quy tắc sao, cũng không có gì ghê gớm. Dương Nghị Vân mang theo ý cười dứt lời, lại là cả người chấn động, phát ra từng tiếng nổ vang, khẽ quát một tiếng, cửu thiên thập địa, tới. Tức khắc từng đạo dòng khí ở trên người hắn sinh ra. Vô hình bên trong từng đạo thần lực từ xa xôi mà đến, tiến vào hắn thể lực. Ầm ầm ầm, từng tiếng nặng nề ở trong thân thể hắn vang lên, tùy theo mà đến chính là Dương Nghị Vân tu vi ở bò lên. Thiên đạo cảnh trung cấp đến hậu kỳ, lại đến thiên đạo quy tắc một trọng, lại là trực tiếp ca tiến vào thiên đạo quy tắc một trọng lúc này mới xong việc. Đối diện âm dương kim cương vợ chồng trợn tròn mắt, không nghĩ tới còn có người có thể như thế thiên tăng lên tu vi thực lực. Liền nhảy bốn cái tiểu cảnh giới. Thiên, tiểu tử này là cái quái vật a. Hắn quanh thân có phải hay không năm đại quy tắc? Âm nhu kim cương nhìn Dương Nghị Vân quanh thân bày ra tới năm đạo nhan sắc khác nhau quang hoàn, có chút nói lắp hỏi thuần dương kim cương. Thuần dương kim cương còn lại là sắc mặt xưa nay chưa từng có ngưng trọng nói, là, hắn năm đại quy tắc viên mãn, thật là một cái quái vật, rõ ràng tu vi pháp lực là thiên đạo một trọng, chính là quy tắc lại viên mãn. Trước đây chưa từng gặp, hắn là như thế nào tu luyện. Những lời này thuần dương kim cương nhìn như ở đối âm nhu kim cương nói chuyện, kỳ thật là ở đối chính mình nói chuyện. Âm nhu kim cương tiếp thượng lời nói, nhìn không chớp mắt chăm chú vào Dương Nghị Vân trên người nói, hắn thiên phú dị bẩm, hiểu được thiên đạo đường đi ở phía trước, pháp lực nhìn như lạc hậu, kỳ thật không phải bất luận vấn đề gì, ngày sau tu luyện chỉ có toàn lực hấp thu pháp lực, thực mau là có thể thiên đạo năm đoàn tụ mãn. Người này không hổ là càn khôn thần tôn lựa chọn truyền nhân, ta cảm giác lần này chúng ta muốn bị té nhào. Nàng trong thanh âm mang theo âm dung.
trước nay chưa thấy qua Dương Nghị Vân bực này người. Nhìn đến Dương Nghị Vân quanh thân võ năm đại quy tắc viên mãn, đối với hắn vừa mới từ thiên đạo cảnh trung cấp một chút bước vào thiên đạo quy tắc một trọng tăng lên cũng liền không kỳ quái, nhân gia đã sớm là năm đại quy tắc viên mãn trạng thái, nhanh chóng như vậy biến thái tăng lên tu vi cũng liền bình thường. Đối với chính mình âu yếm đạo lữ lo lắng, Thuần Dương Kim Cương ra tiếng an ủi nói, cũng không cần lo lắng, chúng ta hai cái đều là thiên đạo quy tắc năm trọng, hắn tưởng chiến thắng chúng ta nhưng không dễ dàng như vậy, lại nói hắn pháp lực tu vi vẫn là dừng lại ở thiên đạo một trọng thượng, chung quy cùng chúng ta kém quá lớn, kế tiếp xuất toàn lực giết hắn. Âm Nhu Kim Cương còn lại là gật gật đầu, lại là không nói chuyện, nàng trong lòng tuy rằng nhận đồng đạo lữ nói, nhưng chung quy trong lòng cảm giác có chút không ổn, lại còn có một phương diện là, nàng không nghĩ nói ra, nhưng lại có thể ảnh hưởng bọn họ nhân tố. Có tam phương diện, đoạn thứ nhất thân mới vừa cái này bọn họ ngày xưa tam đệ hiện tại là đi theo Dương Nghị Vân, mà đoạn thân mới vừa tu vi tuy rằng nhược bọn họ một đường, nhưng cũng là thật đánh thật thiên đạo quy tắc năm trọng, đây là biến số. Đặc biệt là tại đây loại cục diện hạ, đoạn thân mới vừa có thể ảnh hưởng đến bọn họ quá nhiều. Thứ hai, Dương Nghị Vân là càn khôn thần tôn truyền nhân, là đương đại thần tôn vô thượng, tất nhiên có độc đáo chỗ, vừa rồi giao thủ cũng đã bày ra ra cường đại thực lực, vừa mới Dương Nghị Vân vẫn là cái thiên đạo cảnh giới trung cấp là có thể cùng bọn họ đối kháng, đủ để thuyết minh tiểu tử này thực lực không giống bình thường, tuyệt đối không thể coi khinh, huống chi hiện tại Dương Nghị Vân càng là tu vi bước vào thiên đạo năm trọng, hơn nữa là năm đại quy tắc viên mãn tồn tại, thoạt nhìn ở đối đại đạo hiểu được phương diện. So với bọn họ vợ chồng đều phải thâm hậu. Thứ ba cũng là trọng trung chi trọng. Bên kia là này một phương tiên sơn thế giới hoàn toàn bị Dương Nghị Vân cải biến, hẳn là cái gì đại trận, liền bọn họ đều nhìn không ra cái gì manh mối lợi hại đại trận, làm cho bọn họ công kích có thể công kích đến hư ra, trái lại Dương Nghị Vân cùng đoạn thân mới vừa hai người công kích lại là có thể công kích đến bọn họ hai cái. Trận này cho bọn họ vợ chồng phi thường đại áp lực, Âm Nhu Kim Cương trong lòng dự cảm bất hảo, kỳ thật càng nhiều là đến từ này một phương thế giới hoặc là này nói là đại trận đi. Các loại lo lắng đều có. Nhưng hiện tại đã không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Bọn họ vợ chồng là đế tôn dưới tòa kim cương, là thiên thánh điện cường giả, là toàn bộ 33 thiên điện cùng thiên tộc cường giả, bọn họ có chính mình tôn nghiêm, bất chiến mà chạy không phải bọn họ phong cách, lại nói chính là muốn chạy trốn sợ là cũng trốn không thoát. Này một phen thế giới đã bị thay đổi, nàng có thể cảm nhận được, trên trời dưới đất đều có một cổ vô hình chi lực ở bao phủ, loại này vô hình chi lực đối kháng không được. Không thể không nói thân là nữ nhân, Âm Nhu Kim Cương đích xác nhạy bén, đích xác này một phương tiên sơn thế giới có vô hình chi lực tồn tại, làm nàng cảm thấy tim đập nhanh không thể địch chắn, đó là bởi vì là mầu thần nương nương vị này đại lão thân thủ bày ra đại trận, là thánh đạo đại trận, căn bản không phải bọn họ cái này cấp bậc có thể lý giải đại trận. Bên kia Dương Nghị Vân một hơi tăng lên tới thiên đạo quy tắc một trọng sau, lúc này mới dừng lại. Hắn cảm thụ một chút trong cơ thể ngoại biến hóa. Cảm giác quanh mình thiên đạo chi biến sau, thực vừa lòng, kỳ thật đã sớm có thể bước vào thiên đạo quy tắc giai đoạn, chỉ là hắn không sốt ruột, hiểu được vạn tái năm tháng nguyên thần ý thức như đi vào cõi thần tiên thiên địa thể ngộ vạn vật luân hồi lúc sau, hắn cảnh giới thượng thật là đạt tới một cái chính mình cũng không biết độ cao, tưởng tiến vào thiên đạo quy tắc chi cảnh với hắn mà nói thật đúng là không phải việc khó. Dương Nghị Vân vốn dĩ có thể lại lao xuống đi tiến vào thiên đạo nhị trọng tam trọng, thậm chí càng cao, chính là không có biện pháp. Gần nhất nơi này chung quy là tiên giới tương đối tới nói thiên địa chi gian năng lượng không đủ, hắn vừa rồi là trực tiếp từ giới vách tường rút ra thần lực, có thể tăng lên tới thiên đạo một trọng đã là cực hạn. Đệ nhị cho dù có cũng đủ năng lượng chống đỡ, hắn cũng không dám ở đi tăng lên tu vi, bởi vì là đại cảnh giới vượt qua, tu luyện tăng lên quá nhanh, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên hắn dừng lại ở thiên đạo quy tắc một trọng. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, hẳn là cũng đủ cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng một trận chiến. Rốt cuộc hắn bên người còn có một cái thiên đạo quy tắc năm trọng đoạn thân mới vừa, càng có mầu thần nương nương thân thủ bày ra thánh đạo đại trận, bẩm sinh âm dương nghịch chuyển phiên thiên trận. Đối với cái này trận pháp uy lực hắn giờ phút này tu vi tăng lên tới thiên đạo quy tắc cảnh giới sau, lại có một cái hoàn toàn mới nhận thức, lúc này mới minh bạch trận này là cỡ nào đáng sợ. Đối với mầu thần nương nương vị này đại lão thủ đoạn, hoặc là đối với thánh đạo có một cái càng vì rõ ràng nhận thức. Hắn có loại cảm giác là, nếu đối thượng chân chính thánh đạo thánh nhân, khả năng nhân ra một cái đối mặt là có thể một ngón tay đầu nghiền chết chính mình. Thánh đạo đáng sợ khủng bố. Hô! Thu công lúc sau,
Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí đột nhiên hỏi bên người Đoạn Thân mới vừa một câu ở Đoạn Thân mới vừa sờ không được đầu óc nói. Lão Đoạn âm Dương Kim Cương vợ chồng ngày thường quan hệ thế nào? Ân ái không ân ái đâu. Đoạn Thân mới vừa sửng sốt, hắn đến bây giờ đều có điểm không phục hồi tinh thần lại, Dương Nghị Vân vị này chủ nhân biến thái tăng lên, nghe được hắn hỏi chuyện lúc sau, lúc này mới hoàn hồn nói, phi thường ân ái, thuần Dương Kim Cương đem âm nhu Kim Cương trở thành trong lòng bàn tay bảo, là phàm nhân giới cái loại này hàm ở trong miệng phao hóa, phùng ở trong tay sợ toái ân ái. Thời trẻ nghe âm nhu Kim Cương nói chuyện, các nàng là sinh tử hoạn nạn kinh nghiệm khảo nghiệm đạo lữ, bọn họ là thiên tộc tầng dưới chót trung thiên phú dị bẩm thoát khỏi thiên đạo trói buộc sau có thể tu luyện tiến hóa thần linh, khá vậy đúng là như thế, bọn họ tu luyện chi lộ so rất nhiều người muốn gian nan nhiều. Hai người tu luyện công pháp độc đáo, tính cách đều thực quái gở, bị rất nhiều người sở bất dung, từ nhỏ thiên thần giai đoạn liền quen biết yêu nhau, một đường đi tới hiện tại, cho nên bọn họ quan hệ phi thường hảo, lẫn nhau đều có thể vì đối phương trả giá sinh mệnh. Đoạn Thân mới vừa cũng là vang lên qua đi cảm khái mà ra, bất quá hắn nói xong lúc sau lại nhìn không được nói, ta nói chủ nhân a, này đều khi nào, ngươi như thế nào còn quan tâm nhân gia ân ái không ân ái vấn đề, không phải ta dội nước lã, chẳng sợ ngài hiện tại tu vi bước vào tới rồi thiên đạo một trọng, ta như cũ cảm giác chúng ta đối thượng bọn họ quá sức, bọn họ vợ chồng ăn ý trình độ có thể nói đạt tới tâm thần hợp nhất nông nỗi, hai người liên thủ thực đáng sợ. Lão Đoạn a, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là từ trong xương cốt đối bọn họ có sợ hãi, cho nên ngươi tu vi vẫn luôn đều tại chỗ đạp bộ, chẳng sợ ngươi có được Hỗn Nguyên Lôi Điện Châu bực này chí bảo, có thể tâm tồn sợ hãi chi tâm, vĩnh viễn cũng khó tiến nửa bước. Ngươi phải biết rằng một chút, tu đạo chính là tu tâm, tâm ý tưởng có đôi khi lớn hơn ngươi tu vi thực lực, ở quê quán của ta có cách ngôn là oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, đồng dạng là đế tôn dưới tòa Tam Đại Kim Cương, đồng dạng là thiên đạo năm trọng. Ngươi vì cái gì danh liệt đệ tam lót đế không phải không nguyên nhân, bởi vì ngươi tâm tồn sợ hãi, khuyết thiếu dũng giả chi tâm, cho nên ngươi chính là cái túng hóa, thành không được đại khí, càng đừng nói tương lai hợp đạo. Nhà ngươi chủ nhân ta mới là cái gì tu vi, phía trước thiên đạo trung cấp đều dám cùng bọn họ vợ chồng vặn cổ tay, đây là vì cái gì? Bởi vì ta ngốc sao? Đương nhiên không phải, đó là bởi vì ta có dũng giả chi tâm, đừng nói hôm nay tới chính là âm dương kim cương vợ chồng. Cho dù là tới đế tôn, ta muốn dám ra tay, không sợ giả không sợ, gan ngày thiên, khụ khụ. Dám đâm thủng thiên, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều phải dám lên, người mới có thể lập với bất bại chi địa, đã hiểu sao? Dương Mỗ nhân một phen lời tuy nhiên thô giáp, nhưng là tự rơi vào Đoạn Thân mới vừa trong tai, làm hắn nội tâm đều vì này chấn động. Đích xác hắn nội tâm khuyết thiếu dũng khí, đối thượng cường giả luôn có sợ hãi, không đơn giản là đối mặt âm dương kim cương vợ chồng. Nhưng phàm là cường giả, đều có sợ hãi. Đây là bởi vì hắn thời trẻ tao ngộ, gặp phải quá tu vi cảnh giới cường đại quá người khác sau lưu lại di chứng, hoặc là nói tâm ma chấp niệm. Hắn vẫn luôn cũng không dám bán ra trong lòng nào một bước. Nhưng hiện tại bị Dương Mỗ Nhân tự dừng ở trong lòng, thật sự làm hắn cả người phát run, đặc biệt là Dương Mỗ Nhân một câu túng hóa, làm hắn tâm thái tạc nứt. Nhịn không được trầm thấp gào giống nói, ta không túng. Ha ha, muốn chính là này sợi khí thế, nếu không phải túng hóa, vậy chứng minh chính ngươi, ta đối phó nữ, ngươi đối phó nam, hiện tại. Cho ta sát. Dương Mỗ Nhân cười lạnh đối Đoạn Thân mới vừa một giống, ngay sau đó là biến mất tại chỗ, trực tiếp xông ra ngoài, sau lưng phong vân cánh chim chớp động, trong tay hỗn độn loại mà ra. Sát liền sát. Ầm vang, răng rắc sát. Giờ phút này Đoạn Thân mới vừa bị Dương Nghị Vân dẫn phát ra chôn ở đáy lòng kia sợ yếu đuối lúc sau. Đôi mắt hồng thấu, cơ hồ cùng Dương Nghị Vân đồng thời mà động nhằm phía thuần Dương Kim Cương. Hắn không để ý Dương Nghị Vân làm hắn đi đối phó thuần Dương Kim Cương, lúc này trong lòng chỉ nghĩ ba chữ, ta không túng. Lão Đoạn chính mình cũng không biết hắn như thế nào sẽ như thế, dù sao giờ khắc này hắn bất cứ giá nào. Chỉ có Dương Mỗ Nhân khóe miệng hơi hơi dơ lên, kỳ thật Đoạn Thân mới vừa vấn đề hắn đã sớm biết, là cái nhược điểm, cũng là tu luyện thượng nhược điểm, đương nhiên không phải hắn nhìn ra tới. Mà là Mầu Thần nương nương ở năm đó hắn thu phục Đoạn Thân mới vừa lúc sau nói cho hắn, Đoạn Thân mới vừa nhược điểm, đối này Dương Nghị Vân thỉnh giáo như thế nào giải quyết, nương 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 đại lão liền một câu, ở thời cơ chín muồi thời điểm, thẳng chọc nhược điểm của hắn, dùng phép khích tướng. Vì thế có vừa rồi hắn mắng túng hóa. Còn đừng nói, chân linh nghiệm. Đối với nương nương đại lão, Dương Nghị Vân là thiệt tình chịu phục. Có thể hắn đi ra ngoài,
đối đoạn thân mới vừa về sau tu luyện đều có chỗ lợi, càng đối lập tức chiến đấu có chỗ lợi, đạp không ra đi, đoạn thân mới vừa cũng cứ như vậy. Đến nỗi hắn vì cái gì muốn ở đại chiến là lúc, hỏi đoạn thân mới vừa âm dương kim cương vợ chồng có ân hay không ái, tự nhiên là có hắn tính toán. Hắn mục tiêu, âm nhu kim cương. Hắc hắc, chỉ cần bắt lấy cái này bà nương, sẽ không sợ thuần dương kim cương không phải phạm. Bọn họ vợ chồng không phải ân ái sao? Vậy nhìn xem có phải hay không thật sự ân ái. Thịch 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 thịch. Một đợt tao thao tác, thúc giục 9 lần hỗn độn chung, đều không ngừng nghỉ. Tiếng chuông nhiễu loạn tâm thần, khắc văn đại tác phẩm hóa thành chí dương chí cương kim cương chi đánh âm nhu kim cương. Trong lòng ở động 7 màu long lân hóa thành một đạo quang mang, lập lòe mà đi, thao tác dưới đánh lén âm dương kim cương. Sau lưng cánh chim chấp động dương mẫu nhân giờ phút này ở không gian không ngừng nhảy lên, thân ảnh vô pháp cân nhắc. Hắn tu vi cường đại lúc sau, mặc kệ là thao tác trí bảo vẫn là pháp lực dùng làm đều là thành lần tăng trưởng. Đoạn thân mới vừa hóa thành một đạo tia chớp hung mãnh như thú, tất nhiên trực tiếp gần người nhào hướng thuần dương kim cương, toàn thân tản ra một cổ tử lệ khí giống nhau lôi điện chi lực, bỗng nhiên dưới thật đúng là làm thuần dương kim cương không chống đỡ, khoảnh khắc hai người đánh ra vài trăm thước. Dương Nghị Vân công kích cũng cuốn tịch hướng âm nhu kim cương. Giờ phút này thành công đem này đối vợ chồng cách ly mở ra, thành công bước đầu tiên. Nhưng là Dương Nghị Vân lĩnh giáo qua thực lực của bọn họ, tự nhiên biết không sẽ như vậy dễ dàng là có thể áp chế hạ âm dương kim cương. Nhưng hắn một thân thủ đoạn, cũng vào giờ phút này điên cuồng mà ra. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh một trận. Dương Nghị Vân có đại át chủ bài ở trong tay, hắn chính là chút nào không thèm để ý, âm dương kim cương vợ chồng thật đúng là có thể phiên thiên. Giờ này khắc này hắn liền tưởng thống khoái đánh một trận lại nói. Bên kia đoạn thân mới vừa nổi điên giống nhau tiến lên lúc sau, thật đúng là làm thuần dương kim cương có chút trở tay không kịp, giờ phút này đoạn thân mới vừa trong lòng chấp niệm bị Dương Nghị Vân câu ra tới sau, thật là đã chịu rất lớn kích thích. Cho nên thuần dương kim cương tựa hồ đụng phải một cái chó điên giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn thật là có điểm khó có thể chống đỡ. Dù sao Dương mẫu nhân mục đích đạt tới. Hắn bên này động thủ lúc sau, âm nhu kim cương nữ nhân này, cũng đích xác không phải cái người lương thiện, chỉ thấy nàng túc mục vô cùng trong miệng nhắc mãi ra tối nghĩa chi âm, toàn thân toát ra mặc giống nhau hắc khí. Ô thanh trên mặt hiện ra từng đạo đen nhánh khắc văn. Ngay sau đó, oanh, hắc khí vần quanh, âm nhu kim cương toàn thân hắc khí hóa thành 9 điều cự mãng, kỳ thật là cực âm chi lực thể hiện. Nhìn không hảo sống chung. Bất quá Dương Nghị Vân cũng không sợ nàng. Đối cái này đàn bà, Dương mẫu nhân là trí tại tất đắc, Nga không đúng, là chấn áp nàng, làm nàng quỳ xuống sướng chinh phục. Khí thế cùng khí tức thượng, này đàn bà nhìn đều dọa người. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng giết không được ngươi không thành. Âm nhu kim cương nhìn Dương Nghị Vân âm trầm trầm nói chuyện. Ha ha, ngươi cứ việc thử xem. Dương Nghị Vân cười lạnh, dứt lời lúc sau, lại là trực tiếp thao tác 7 màu long lân chém về phía âm nhu kim cương. Oanh! 7 màu long lân công kích càng thêm quỷ dị vô tung, vô thanh vô tức dưới, trực tiếp rơi xuống âm nhu kim cương phần lưng. Một tiếng nổ vang chung, âm nhu kim cương phát ra một tiếng ăn đau kêu thảm thiết. Lại là có một cái hắc mãng khí bị một kích chặt đứt. Tìm chết! Âm nhu kim cương giận dữ, trong lòng lại cũng là run lên, vừa rồi một kích nàng không có chút nào cảm giác, trực tiếp làm nàng tổn thất một cái đại đạo hắc mãng, đây chính là nàng tu luyện nhiều năm tẩm bổ ra đại đạo hắc mãng. Đã cụ bị linh tính, giả lấy thời gian tất nhiên có thể khai hóa, đến lúc đó uy lực sẽ tăng nhiều. Hiện tại lại là một kích bị Dương Nghị Vân chặt đứt một cái, làm hắn giận tím mặt. Cũng đối Dương Nghị Vân thủ đoạn trong lòng càng thêm cảnh giác lên, tiểu tử này quả nhiên không phải tỉnh đèn dầu, như thế thủ đoạn nàng đều không có phát hiện, cũng không chặn lại, thật sự là mau chuẩn tàn nhẫn. Quỷ dị khẩn, gầm lên giận dữ, âm nhu kim cương cả người chấn động, như là một tôn đại ma. Dư lại 8 điều hắc mãng tia chớp nhào hướng Dương Nghị Vân. Trong không khí độ ấm tại đây một khắc kịch liệt giảm xuống. Dương Nghị Vân sắc mặt căng thẳng, sau lưng phong vân cánh chim chớp động ngay lập tức biến mất tại chỗ. Ầm vang, âm nhu kim cương một kích thất bại, chính là nàng sau lưng 8 điều hắc mãng nổ tung. Cư nhiên biến mất không thấy. Dương Nghị Vân lần thứ 2 xuất hiện, hỗn độn chung trực tiếp đối với âm nhu kim cương ném qua đi. Muốn đem cái này âm nhu lão nương nhóm cấp vây khốn. Khắc văn đại tác phẩm dưới. Lại là mắt thấy muốn dừng ở âm nhu kim cương trên người trực tiếp,
trong giây lát thiên địa tối sầm lại. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trong lòng một tiếng vụ thảo. Bất chi bất giác cư nhiên phát hiện, bốn phía thiên địa bị tám điều hắc mãng hắc bao vây lên. Hình thành một cái phạm vi mấy ngàn mét đen nhánh không gian, hắn có thể cảm nhận được, tựa hồ. Thuốc phiên. Đây là nào đó phong tỏa không gian. Trong lòng thẳng hô đại ý. Âm nhu kim cương tám điều hắc mãng ly thể lúc sau hiển nhiên chính là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Ha ha, tiểu tử xem ngươi hiện tại như thế nào càn rỡ. Âm nhu kim cương âm chắc chắc thanh âm vang lên. Giờ phút này Dương Nghị Vân phát hiện hắn sau lưng cánh chim cư nhiên không thể không gian nhảy lên, này liền tỏ vẻ, kế tiếp là chính diện dỗi cục diện. Thiên địa bị phong tỏa, cây số phạm vi hoạt động không gian, cũng nhảy lên không được không gian tránh né. Như thế chỉ có thể ngạnh dỗi. Bất quá hắn đảo cũng có chuẩn bị tâm lý, vốn dĩ chính là muốn thử xem thực lực của chính mình cùng âm nhu kim cương chi gian kém bao lớn. Đảo cũng không xem như quá không xong. Hắn trước nay đều là vượt cấp chiến đấu, trước kia thiên đạo cảnh sơ cấp đều có thể đại chiến thiên đạo quy tắc cường giả, hiện tại hắn thành tựu thiên đạo quy tắc một trọng, hơn nữa năm đại quy tắc viên mãn hiểu được, liền càng không sợ cái gì. Nói đến cùng âm nhu kim cương là thiên đạo quy tắc năm trọng, lại không phải hợp đạo cấp bậc. Dương mẫu nhân tu luyện 10 đại đạo loại chi lực cũng không phải bài trí, đặc biệt là ở hiện giờ tu vi tăng lên dưới tình huống, 10 đạo đạo chủng chi lực cũng là thành lần tăng cường, bất đồng ngày xưa, đây cũng là chính hắn sáng tạo cải tiến công pháp chỗ tốt. Một khi đã như vậy vậy thử xem. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng lại là trực tiếp nhào hướng âm nhu kim cương. Hắn muốn cận chiến đấu. Thúc dục đạo chủng chi lực, toàn thân phát ra ngũ quang thập sắc. Mà độc mặt âm nhu kim cương còn lại là khóe miệng cười lạnh, tưởng cận chiến đấu không biết lượng sức. Ở tu vi thực lực kém 3 cái cấp bậc dưới tình huống, âm nhu kim cương xem Dương Nghị Vân tới gần chiến, thật tốt tùy nàng ý. Tự tin trở tay là có thể đem hắn chấn áp. Ngay lập tức chi gian hai người giao thủ. Dương Nghị Vân giơ lên nắm tay, liền thúc dục càn khôn đạo chủng công giống to, 10 đạo hợp nhất, cho ta chết tới. Một quyền dưới không gian dung chuyển. Ngũ quang thập sắc 10 đại đạo loại chi lực hợp nhất, hội tụ nắm tay, chí dương chí cương, vừa lúc khắc chế âm nhu kim cương âm nhu chi lực. Hừ, xem ta diệt ngươi, âm nhu kim cương cười lạnh, âm sát chi nguyên. Nàng quát nhẹ trung đồng dạng một quyền đón nhận, không đủ âm nhu kim cương một bàn tay lại là trực tiếp hóa thành màu trắng ngà, hàn khí đại tác phẩm. Đây là nàng tu luyện cực âm căn nguyên chi lực. Cùng tay một cái tay khác vừa lật, lại là xuất hiện một kiện thủy tinh giống nhau bộ xương khô pháp khí. Đây là hỗn nguyên bạch lô, là nàng cơ duyên đoạt được, chính là đồng dạng siêu việt thiên đạo trình tự trí bảo. Ầm vang, đông, âm nhu kim cương cách không một trường, lại là trực tiếp đem Dương Nghị Vân hỗn độn trung cấp đánh bay đi ra ngoài, dây tiếp theo đối mặt Dương Nghị Vân khí thế như hồng một quyền, nàng giơ lên trong tay bạch cốt bộ xương khô, đối với Dương Nghị Vân vung lên. Tức khắc chói mắt bạch quang đại tác phẩm, âm phong từng trận. Bạch cốt bộ xương khô như là sống lại giống nhau. Trong miệng thốt ra một đạo bạch quang, nháy mắt đánh ở Dương Nghị Vân trên nắm tay. Chạm vào. Một tiếng nặng nề, Dương Nghị Vân lại là sắc mặt một bên, chỉ cảm thấy một cổ không thể địch lại được, nhưng có hàn khí bức người thật lớn chi lực va chạm ở trên nắm tay. Hắn cả người đều vì này chấn động, lùi lại mấy chục mét mới dừng lại. Giờ phút này hắn tay đều ở phát run, toàn bộ cánh tay phải đều thành màu trắng, lại là kết băng. Dựng lên một cổ hàn khí thông qua nắm tay trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, nhìn hắn như truy hầm băng. Vội vàng thúc giục công ngăn cản hóa giải, lại là phát hiện này sợi hàn khí cực kỳ khó chơi, trực tiếp muốn vọt vào hắn thần hạch chung đi. Hừ, 10 đạo. Một tiếng hừ lạnh, thần hạch đạo chủng trong vòng 10 đại đạo thụ chi lực từ thần hạch mà ra, nháy mắt bao vây chủ nói hàn khí. Giờ phút này mới cảm giác toàn thân không như vậy lạnh, cũng ngăn cản xuống dưới, nhưng là... Hắn phát hiện một chốc càng vốn là luyện hóa không được. Dương Nghị Vân biết nói, âm nhu kim cương trong tay bạch cốt bộ xương khô không phải phàm vật, tất nhiên là nàng chí bảo, từ hơi thở cảm giác tựa hồ đồng dạng là hỗn nguyên cấp bậc. Vừa rồi một phen giao thủ hắn tự hành có thể cùng nàng đối kháng, chính là hiện giờ âm nhu kim cương trong tay bạch cốt bộ xương khô xuất hiện, hơn nữa nàng tu luyện công pháp quỷ dị, Dương Nghị Vân biết chính mình không phải đối thủ. Vốn dĩ nghĩ thống khoái đánh một trận, nhưng hiện tại xem ra vẫn là kém một bậc. Trong lòng ám đạo xem ra bất động dùng màu thần nương nương đại trận thật đúng là không được.
Bất quá giờ phút này chiếm cứ thượng phong Âm Nhu Kim Cương lại là mang theo một tia tự đắc nói, tiểu tử bổn tọa hỗn nguyên bạch cốt chi lực tư vị như thế nào? Ha ha, nửa canh giờ trong vòng định làm ngươi hóa thành một tôn khắc băng, rồi sau đó ta một quyền đem ngươi oanh sát thành băng ti a tử. Ha ha, chẳng ra gì. Dương Nghị Vân cười, đích xác đổi cá nhân khả năng thật đúng là sẽ so cái này âm hiểm lão nương nhóm cấp chỉnh chết. Nhưng là trong thân thể hắn 10 đại đạo thụ chi lực dung hợp lúc sau, vậy không phải 10 đạo chi lực, mà là không thua gì thế gian bất luận cái gì thần lực lực lượng. Đích xác Âm Nhu Kim Cương bạch cốt chi lực quỷ dị âm lãnh, nhưng hiện tại tạm thời bị hắn 10 đại đạo thụ chi lực cấp bao vây lên. Nhưng lời nói lại nói trở về, Dương Nghị Vân cũng rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn này cổ âm nhu vô cùng lực lượng ở trong thân thể hắn, hắn cũng không có biện pháp luyện hóa rớt, trước sau chính là tai họa ngầm. Hiện tại lại là không thể kéo. Cuối cùng át chủ bài muốn lượng ra tới, mau chóng kết thúc chiến đấu, nếu không chẳng khác nào Âm Nhu Kim Cương cái này điên bà nương ở trong thân thể hắn chôn một viên lôi, không chừng sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, hắn không nghĩ mạo hiểm. Vài lần giao thủ có một sự thật Dương Nghị Vân không thừa nhận, đó chính là thực lực của hắn đích xác còn không đạt được cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng chính diện đối chạm vào cấp bậc. Thiên đạo năm đoàn tụ mãn Kim Cương thật là không giống bình thường. Bất quá Dương Nghị Vân tin tưởng hắn nếu là tu luyện đến thiên đạo tam trọng định có thể nghiền áp này đối vợ chồng. Giờ phút này đối mặt Âm Nhu Kim Cương khiêu khích giống nhau ngôn ngữ, Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, không chơi. Không chơi. Những lời này làm Âm Nhu Kim Cương sửng sốt, ngay sau đó giận dữ, hóa ra tiểu tử ngươi vẫn luôn ở chơi lão nương không thành. Nàng cả người chấn động dưới bốn phía tám điều hắc mãng bắt đầu co rút lại, hiển nhiên là thật tức giận, muốn thu thập Dương Nghị Vân. Trong tay bạch cốt bộ xương khô đại phóng chói mắt bạch quang, hóa thành một đạo màu trắng mãng xà càng cụ linh tính, nếu muốn Dương Nghị Vân tiến công. Lúc này Dương Mẫu Nhân còn lại là, chậm rãi mở miệng nói, trời đầy mây nghịch chuyển, phiên thiên đỉnh. Nói chuyện hết sức trong tay lấy ra màu thần nương nương lưu lại trận phù, trực tiếp thúc giục, bắt đầu vận dụng đại trận. Hắn vẫn luôn nói át chủ bài đó là đại trận. Mới đầu đối cái này đại trận uy lực không thế nào hiểu biết. Chính là phía trước tu vi tăng lên tới thiên đạo một trọng lúc sau, lại là mới chân chính lý giải cái này đại trận khủng bố chỗ. Cho nên hắn rất có tin tưởng. Rốt cuộc đây là xuất từ thánh đạo thánh nhân đại trận. Cũng không phải là tầm thường thần trận có thể so. Dương Nghị Vân cảm thấy màu thần nương nương cái này bẩm sinh âm dương nghịch chuyển phiên thiên đại trận, đừng nói là hai cái thiên đạo năm trọng kim cương, chính là hợp đạo lên sợ cũng phải uống một hồ. Thực sự thực điếu. Tay cầm trận phù liền có thể tùy tâm sử dụng thao tác đại trận. Khẩu quyết cùng nhau, tức khắc bắt đầu âm dương nghịch chuyển. Nguyên bản Âm Nhu Kim Cương thúc giục hắn tám điều hắc mãng cùng trong tay bạch cốt bộ xương khô bắt đầu co rút lại công kích Dương Nghị Vân. Nhưng theo Dương Nghị Vân dứt lời, toàn bộ thiên địa đều vì này chấn động, ngay sau đó Âm Nhu Kim Cương liền cảm nhận được vô số làm nàng kinh hồn táng đảm hơi thở từ bốn phương tám hướng mà đến. Không gian bắt đầu chấn động dựng lên. Ngay sau đó như vạn kiếm từ bốn phía bùng nổ. Ầm vang. Từng tiếng tạc nứt vang lên sau, nàng tám điều hắc mãng cư nhiên ngay lập tức bốc hơi biến mất. Khủng bố chính là, này cư nhiên còn không có xong. Vô hình bên trong Âm Nhu Kim Cương có thể cảm nhận được cường đại vô cùng hơi thở như vạn kiếm quy tông hướng về nàng hội tụ. Không. Không có biện pháp, ở Âm Nhu Kim Cương cảm thụ chung nàng căn bản vô pháp địa phương như thế cường đại uy lực, đáng sợ chính là còn nhìn không tới. Hoặc là nói cảm giác tới rồi, nhưng lại đến từ bốn phương tám hướng, trốn đều không thể đi tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Vội vàng thúc giục trong tay hỗn nguyên bạch cốt bộ xương khô, vạn đạo chói mắt bạch quang từ trong tay bạch cốt bộ xương khô bùng nổ mà ra, chính là đâu? Âm Nhu Kim Cương rõ ràng cảm nhận được, nàng xưa nay đều lấy làm tự hào hỗn nguyên bạch cốt bộ xương khô sở bộc phát ra tới lực lượng, ở bốn phương tám hướng mà đến vô hình chi lực hạ, cư nhiên không có chút nào chống cự chi lực, trực tiếp tan vỡ. Nàng liền cảm giác chính mình như là một cái ba tuổi hài đồng đối mặt một cái thành niên người khổng lồ giống nhau lực lượng, cảm thấy phi thường vô lực. Nháy mắt thực mau cổ lực lượng này dừng ở trên người nàng. A! À, kêu thảm thiết vang lên, như là toàn bộ thế giới lực lượng đều nện ở nàng thân. Âm Dương Kim Cương nháy mắt cảm nhận được toàn thân xương cốt gân mạch đều đứt từng khúc, nàng thất khiếu đổ máu, không thở nổi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, hai tròng mắt chung tràn đầy sợ hãi. Nàng tu đạo đến nay trải qua vô số sinh tử, lại là chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy sợ hãi. Muốn chết. Đây là Âm Dương Kim Cương nội tâm thanh âm. Mí mắt càng ngày càng nặng,
nàng biết chính mình sẽ bị bực này lực lượng ngạnh sinh sinh cấp áp nổ tan xác. Liền ở âm dương kim cương sắp tuyệt vọng hết sức, mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một chương mang theo nhàn nhạt mỉm cười gương mặt tươi cười, nhưng còn không phải là Dương Mỗ Nhân sao. Bất quá giờ phút này Dương Nghị Vân lại là vươn trắng nõn tay, nắm nàng cổ. Ngay sau đó, âm nhu kim cương cảm giác toàn thân kia đáng sợ lực lượng tức khắc tiêu tán không còn. Hô, hô hô hô, a, à, hô hô. Từng ngụm thở dốc, nhưng là thực cố hết sức xuyên bất quá tới. Bởi vì nàng cổ bị Dương Nghị Vân nhéo, thực khẩn. Nhưng cuối cùng là hảo quá vừa rồi, nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ trực tiếp bạo liệt. Không nghĩ tới Dương Mỗ Nhân nắm nàng cổ một khắc thiên địa bên trong lực lượng tiêu tán vô hình. Lúc này chẳng sợ nàng lại bổn cũng biết vừa rồi kia chờ đến từ bốn phương tám hướng khủng bố lực lượng là Dương Nghị Vân thủ đoạn, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng thật là như thế. Thật là đáng sợ. Dương Mỗ Nhân đâu? Lúc này trong lòng lần sảng, mầu thần nương nương đại trận chi vị, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, trực tiếp đỉnh thiên địa chi lực, phá âm nhu kim cương một thân thần thông, hơi kém không lộng chết nàng. Cũng may hắn khống chế đại trận, để lại âm nhu kim cương một mạng. Duỗi ra tay trực tiếp phong ấn bị thương nặng âm nhu kim cương, nắm nàng cổ. Mạng ra trực tiếp bị Dương Nghị Vân khống chế ở trong tay. Hắc hắc, kim cương đại nhân ngươi không phải thực cuồng sao? Tiện hề hề Dương Mỗ Nhân cười hỏi âm nhu kim cương. Đổi lấy chính là âm nhu kim cương thẳng trợn trắng mắt, tưởng nói chuyện nhưng là... Bị Dương Mỗ Nhân nhéo cổ thẳng trợn trắng mắt, căn bản nói không nên lời. Hảo đi, không đùa ngươi, đi thôi, đi tìm phu quân của ngươi nói chuyện, ha ha ha. Dương Mỗ Nhân nhéo âm nhu kim cương cổ như là bóp chết cẩu giống nhau, một cái lắc mình xuất hiện ở mấy ngàn ở ngoài, đoạn thân mới vừa cùng thuần dương kim cương nơi chiến trường. Như hắn sở liệu, lão đoạn vẫn là không địch lại, bất quá coi trọng khởi hắn cùng thuần dương kim cương đều là tràn đầy vết thương chồng chất. Liền biết lão đoạn bị hắn kích thích không nhẹ, cho nên liều mạng dưới, tuy rằng vẫn là dừng ở hạ phong, nhưng thuần dương kim cương cũng không chịu nổi. Lão đoạn dừng lại cái kia ai, ngươi cũng dừng lại, ở không dừng tay, ta cũng đừng đoạn ngươi tức phụ bạch cổ a. Giờ phút này Dương Mỗ Nhân chính là vô cùng khoe khoang a. Một thuận gian, đoạn thân mới vừa cùng thuần dương kim cương dừng, bọn họ cũng đánh mệt mỏi. Ngươi, buông ra nàng. Thuần dương kim cương dừng tay. Vừa chuyển đầu phát hiện tức phụ bị Dương Mỗ Nhân nhéo cổ, nhìn qua vô cùng thê thảm, hai tròng mắt đều tại đây một khắc đỏ bừng. Nhưng là, thuần dương kim cương không dám động a. Bởi vì Dương Mỗ Nhân uy hát yêu ta thực dùng được, hắn đích xác thực để ý đạo lữ âm nhu kim cương. Dương Mỗ Nhân hắc hắc cười xấu xa nói, hắc hắc, quả nhiên là ân ái a, đáp ứng ta một điều kiện, ta liền thả nàng, nếu không răng rắc một chút bóp gãy nàng cổ. Thuần dương kim cương bị Dương Mỗ Nhân uy hát yêu ta. Đã bao nhiêu năm, người nào như thế uy hát yêu ta quá hắn. Đường đường đế tôn dưới tòa đệ nhất kim cương, thiên đạo năm đoàn tụ mãn cường giả, thiên tộc đại kim cương, cư nhiên bị uy hát yêu ta. Giờ phút này thuần dương kim cương song quyền nắm chặt, niết tí tách vang lên, lưỡi đao giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân. Ngay sau đó gần từng chữ, ta thừa nhận tiểu tử ngươi rất mạnh, nhưng là... Ngươi coi thường ta thuần dương kim cương, hiện tại ngươi buông ra nàng, chúng ta bỏ chạy, việc này chúng ta vợ chồng sẽ không ở nhúng tay, ngày sau cũng sẽ không cùng ngươi là địch, ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề, ngươi nếu là thương nàng, ta thề bất cứ giá nào trăm vạn năm tu vi cũng nhất định phải làm ngươi hình thần đều diệt. Ha ha, ta chính là ở uy hát yêu ta ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Ta có thể đem ngươi tức phụ chết cẩu giống nhau niết ở trong tay, chỉ cần ta vui. Một ý niệm là có thể nàng lập tức tan thành mây khói, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ta lộng bất tử ngươi không thành. Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải bản tôn tưởng lưu trữ các ngươi, giờ phút này các ngươi sớm chết 100 lần, ngươi. Tốt nhất đừng nhúc nhích, nghe ta, vạn sự đại cát, lưu trữ ngươi tức phụ, bằng không, ta bảo đảm ở ngươi động thủ phía trước, làm ngươi tức phụ hóa thành cho tàn. Dương Mỗ Nhân cũng buông lời hung ác, hắn kỳ thật đã nhìn ra, thuần dương kim cương cũng có kia mệnh uy hát yêu ta thành phần. Nhưng là hắn cố tình sẽ không ăn này một bộ. Thậm chí dùng càng thêm tàn nhẫn lời nói đáp lại thuần dương kim cương. Quả nhiên Dương Nghị Vân này một phen dứt lời, thuần dương kim cương cả người chấn động, nắm chặt nắm tay lại là buông ra, rồi sau đó nhìn Dương Nghị Vân nói, điều kiện gì? Dương Nghị Vân cười hắc hắc nói, rất đơn giản, ta muốn các ngươi vợ chồng thần phục với ta. Thuần dương kim cương tức khắc sát khí bùng nổ,
đường đường thiên đạo năm trọng cường giả, thần phục. Vui đùa cái gì vậy? Nhưng là... Giây tiếp theo liền nhìn đến Dương Nghị Vân trong tay nhéo âm nhu kim cương dùng tới một phân lực, tức khắc làm nàng thẳng trợn trắng mắt. Rồi sau đó liền nghe được Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng nói, mười tức trong vòng, giao ra ngươi bản mạng thần hồn, nếu không nàng chết, ngươi cũng chết, ta có thể bắt lấy ngươi tức phụ, tự nhiên liền có thực lực bắt lấy ngươi, hoặc là có thể nói, ta một giây giết ngươi, điểm này ngươi có thể hỏi một chút ngươi tức phụ. Dương mẫu nhân giờ phút này lại là tự tin. Mà thuần dương kim cương còn lại là theo bản năng nhìn về phía âm nhu kim cương, âm nhu kim cương bị Dương Nghị Vân nắm cổ căn bản là phát không ra thanh âm, nhưng là ánh mắt lại có thể giao lưu. Thuần dương kim cương từ âm nhu kim cương trong ánh mắt thấy được đại sợ hãi, này liền thuyết minh, Dương Nghị Vân thật đúng là không có khoác lác, đích xác có thực lực giết hắn, đương nhiên thuần dương kim cương trong lòng cũng là như thế tưởng, bằng không tức phụ như thế nào sẽ bị Dương Nghị Vân bắt lấy. 19-8-76 năm. Lúc này cấp Dương Nghị Vân bắt đầu đếm ngược, nói 10 tức chính là 10 tức thời gian. Theo Dương Nghị Vân đếm ngược, mỗi hô lên một số, thuần dương kim cương trong lòng chính là nhảy dựng, hắn biết Dương Nghị Vân không nói giỡn, 10 tức trong vòng hắn nếu là không thần phục, Dương Nghị Vân thật sự sẽ giết hắn tức phụ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn thần phục với hắn không thành? Không cam lòng a? Chính là không thần phục, Dương Nghị Vân sẽ giết tức phụ. Tam. Nhị. Cuối cùng một khắc, Dương Nghị Vân trong tay thần quang đại tác phẩm. Thuần dương kim cương còn lại là cái trán đổ mồ hôi, thấy được Dương Nghị Vân có điều động tác, hắn chung quy vẫn là khuất phục. Ta thần phục. Thuần dương kim cương lớn tiếng hô ra tới. Ngay sau đó Dương Nghị Vân trên tay thần quang tan đi, nhe răng mỉm cười. Kết quả này ở trong dự liệu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn phía trước hỏi đoạn thân mới vừa âm dương kim cương vợ chồng cảm tình vấn đề. Liền đoan chắc chỉ cần bắt lấy một phương, một cái khác liền sẽ thỏa hiệp. Bất quá cũng là hắn một cái phán đoán, hoặc là nói đánh cuộc một chút. Nếu là thuần dương kim cương không khuất phục, hắn thật sự giết âm nhu kim cương, đó chính là không chết không ngừng, chẳng sợ hắn có thể mượn dùng đại trận một trận chiến, đến lúc đó sợ là cũng sẽ không dễ chịu. Cũng may cuối cùng một khắc thuần dương kim cương rốt cuộc thỏa hiệp. Dương Nghị Vân buông lỏng ra âm nhu kim cương. Nhưng lại mạnh mẽ ở nàng nguyên thần trong vòng đánh hạ ấn ký, chỉ cần hắn nguyện ý, một ý niệm liền có thể làm nàng hồn phi phách tán. Ong! Ngay sau đó thuần dương kim cương giữa mày bay ra nguyên thần ấn ký giao cho Dương Nghị Vân. Bái, bái kiến chủ nhân. Đến tận đây âm dương kim cương vợ chồng thu phục. Dương mẫu nhân dưới tòa có tam đại thiên đạo năm trọng cường giả. Đế tôn dưới tòa tam đại kim cương, tất cả đều đổi chủ. Dương mẫu nhân mở miệng nói, đứng lên đi, nơi đây thế giới chi lực chính là thánh đạo thủ đoạn các ngươi không oan. Hắn trong lòng thực sảng, trong óc nghĩ nếu là đế tôn biết hắn dưới tòa tam đại kim cương đều thành chính mình kim cương, không biết sẽ là cái gì biểu tình, nghĩ đến nhất định rất có ý tứ đi. Một tháng sau, tam đại kim cương thương thế khôi phục, Dương mẫu nhân biết là thời điểm rời đi. Đã ở tiên giới vạn năm nhiều, thần giới là cái bộ dáng gì, hắn cũng không biết. Bất quá hiện giờ thu phục âm dương kim cương lúc sau, quyền chủ động chung quy tới rồi trong tay hắn. Hiện tại 33 thiên điện, thiên thánh điện tam đại kim cương đều thành thủ hạ của hắn, thiên thánh điện duy nhất có thể đối phó hắn đó là tam đại pháp tôn, nhưng tam đại pháp tôn sẽ không dễ dàng ra tay, trừ phi gặp được 33 thiên điện sinh tử tồn vong, tam đại pháp tôn mới có thể rời núi. Nói cách khác hắn hiện tại trở lại thần giới, chỉ cần không chủ động đánh thượng 33 thiên điện đi. Tam đại pháp tôn liền sẽ không đối phó hắn, mà đế tôn vội vàng hợp đạo, càng sẽ không ra tay. Toàn bộ 33 thiên điện không còn có người có thể uy hát yêu ta đến hắn. Cho nên hiện tại rốt cuộc có thể trở về thần giới. Trước kia hắn ở thần giới, luôn là bị thiên tộc 33 thiên điện đuổi giết, kỳ thật căn bản không dám chính đại quang minh ở thần giới hành tẩu, từ giờ trở đi, rốt cuộc có thể đường đường chân chính ở thần giới hành tẩu. Trừ phi đế tôn dưới tòa hợp đạo cường giả không biết xấu hổ tới giết hắn. Nhưng này tạm thời không quá khả năng. Đế tôn lão nhị ngươi chờ xem, chờ ta bước vào hợp đạo lúc sau, dẫn người sát thượng 33 thiên điện đi, chung có một ngày ta sẽ xử lý ngươi. Dương Nghị Vân ngẩng đầu nhìn phía chân trời tự nói. Phía sau là tam đại kim cương mà đứng. Phải đi tự nhiên không thể quên màu thần nương nương vị nào đại lão, Dương Nghị Vân hiện tại chính là đem vị này đại lão trở thành bảo. Thánh đạo A. Đó là siêu việt thiên đạo tồn tại, tuy rằng không khôi phục đến đỉnh,
khá vậy như cũ là thánh đạo, sớm hay muộn cũng sẽ khôi phục đến đỉnh. Đối với không trung, Dương Nghị Vân mở miệng nói, nương nương chúng ta cần phải đi. Hắn biết màu thần nương nương có thể nghe được. Quả nhiên ngay sau đó một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, vèo một chút xuất hiện ở Dương Nghị Vân bên người. Đúng là màu thần nương nương. Đi thôi. Đối với vị này đại lão, Dương Nghị Vân hiện tại là phát ra từ phế phủ kính sợ. Một cái bẩm sinh âm dương nghịch chuyển phiên thiên đại trận, thỏa thỏa liền thu phục âm dương kim cương vợ chồng, cho hắn giải quyết đại phiền toái. Từ nay về sau trở về thần giới rốt cuộc sẽ có một đoạn bình tĩnh nhật tử. Tại đây đoạn thời gian nội, Dương Nghị Vân lại là còn muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, hắn biết muốn đánh thượng 33 thiên điện đi, cần thiết đến có hợp đạo tu vi, muốn xử lý đế tôn, liền yêu cầu hòa hợp nó trình tự cùng đế tôn không sai biệt nhiều. Khai! Dương Nghị Vân một tiếng quát nhẹ, phất tay chi gian pháp lực kích động, tức khắc một cái môn hộ xuất hiện. Năm người lần lượt bước vào đi vào, biến mất không thấy. Thần giới! Hô! Rốt cuộc đã trở lại. Dương Nghị Vân năm người thông qua cánh cửa không gian xuyên thấu giới vách tường, nháy mắt liền xuất hiện ở thần giới. Sở bất đồng chính là hắn hao phí thần lực có điểm đại. Nhưng đây là đại thần thông, chính là tu sĩ cấp cao đặc quyền, phất tay chi gian mở ra cánh cửa không gian, xuyên qua giới vách tường. Trừ bỏ hao phí thần lực ở ngoài, mặt khác còn hảo, đối với hắn cái này cấp bậc tu vi tới nói, thật đúng là chính là đặc quyền. Kế tiếp Dương Nghị Vân mang theo mấy người trực tiếp tới rồi Càn Khôn Thần Điện thế giới, nơi này hiện tại là đại bản doanh, phía trước phía sau đi ra ngoài vạn nhiều năm, cũng nên trước tiên trở về nhìn xem, rốt cuộc người nhà bằng hữu đều ở chỗ này. Năm đó đi ra ngoài thời điểm, lẻ loi một mình, hiện giờ trở về, hắn đã bước vào thiên đạo quy tắc một trọng, bên người nhiều tam tôn thiên đạo năm trọng đại kim cương, cùng một người vốn là thánh đạo xuất thân màu thần nương nương, không thể không nói thu hoạch thật lớn. Trở về lúc sau trước tiên lão nhân trời cao tà tới tìm. Thần điện thứ 9 tầng. Tiểu tử thúi ngươi cái gì tu vi? Trời cao tà phát hiện nhìn không thấu đồ đệ tu vi, mấy năm nay tới nay hắn cũng không đình chỉ quá tu luyện, trước sau vài vạn năm qua đi, cũng liền tu luyện nói thiên đạo cảnh sơ cấp đỉnh, khoảng cách đột phá trung cấp còn kém một đường đâu. Mà hắn cái này đồ đệ là thật vượt quá hắn tưởng tượng, hiện giờ lại lần nữa trở về cư nhiên nhìn không thấu hắn tu vi. Trời cao tà nội tâm vô cùng cảm thán. Nhưng càng có rất nhiều cao hứng. Có thể có một cái như vậy đệ tử, với hắn mà nói cuộc đời này không uổng. Dương Nghị Vân đối lão nhân là không có giấu giếm, cười cười nói, cũng là may mắn, ta bước vào thiên đạo quy tắc một trọng. Nghe được Dương Nghị Vân trả lời, trời cao tà cứ việc trong lòng có chuẩn bị, nhưng cũng là nhìn không được nội tâm chấn động. Đều bước vào thiên đạo quy tắc cấp bậc. Nhưng tưởng tượng đảo cũng bình thường. Rốt cuộc cái này đồ đệ là Càn Khôn Thần Tôn truyền nhân, ở trên người hắn phát sinh bất luận cái gì sự tình, nào đều là có khả năng. Hảo 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 trời cao tà liền nói mấy cái hảo. Trong nhà thế nào? Dương Nghị Vân hỏi. Hết thảy đều hảo, thiên tộc cường giả tìm kiếm quá Càn Khôn Thần Điện nơi, nhưng Càn Khôn Thần Điện là thần vực thế giới, không dễ dàng như vậy tìm được, đều không có việc gì, đến lúc đó tiểu tử ngươi thật sự là ở thần giới nổi danh. Ngươi làm chuyện gì, nhường nhịn làm cho cả thiên tộc phát động thế lực, mãn thế giới tìm ngươi. Trời cao tà ngẫm lại tượng gần vạn năm tới, thiên tộc 33 thiên điện thế lực điên rồi giống nhau toàn bộ tinh thần giới tìm Dương Nghị Vân chính là nghĩ lại mà sợ, cũng không biết tiểu tử này làm cái gì thương thiên hại lý sự, làm thiên tộc 33 thiên điện người điên cuồng. Dương Nghị Vân cười cười nói, ta trước sau giết bọn họ 20 danh thiên đạo cường giả, trong đó có 9 đại thiên đạo quy tắc, một người thiên đạo năm trọng bị ta thu phục. Lúc sau ta trốn đến tiên giới. Dương Nghị Vân đem những năm gần đây phát sinh sự giảng thuật cho sư phụ nghe. Sau khi nghe xong trời cao tà là vô cùng thổn thức. Cái này đồ đệ đã đi rồi rất xa, tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút cô đơn, nhưng hắn cần thiết thừa nhận, hắn cái này đồ đệ, đã mở họp đi hướng thần giới cường giả kim tự tháp đứng đầu giai đoạn. Đặc biệt là trời cao tà nghe được Dương Nghị Vân giảng thuật màu thần nương nương là cái thánh đạo lúc sau. Kia thật sự là trong lòng chấn động, hắn kiếp trước kiếp này đều chỉ thấy quá một cái thánh đạo chính là Càn Khôn Thần Tôn, hơn nữa nghiêm khắc tới nói Càn Khôn Thần Tôn là mạnh mẽ hợp đạo, tính lên là ngụy thánh đạo. Mà Dương Nghị Vân trong miệng thần tài nương nương cư nhiên là chân chính thánh đạo chuyển tu giả, tuy rằng không có khôi phục đến thánh đạo đỉnh đi. Nhưng kia cũng là chân chính thánh đạo tồn tại. Càng thần kỳ chính là đi theo Dương Nghị Vân đi tới Càn Khôn Thần Điện. Nếu không phải không hảo đi quấy giày. Hắn thật muốn đi bái phỏng một chút.
Đương nhiên đi vào Càn Khôn Thần Điện thế giới sau, Dương Nghị Vân làm Mầu Thần Nương Nương cùng Đoạn Thân mới vừa, Âm Dương Kim Cương vợ chồng, tự do hoạt động, hắn còn lại là cùng sư phụ đi vào Càn Khôn Thần Điện thứ 9 tầng. Lão nhân nói có chuyện quan trọng thương nghị. Đúng rồi, lão nhân ngươi nói có chuyện gì? Dương Nghị Vân hỏi. Trời cao tà chính xác lên nói, liền ở 6.000 năm trước, Lôi Đình Tôn giả truyền đến quá tin tức. Dương Nghị Vân cả người chấn động, nhìn về phía lão nhân, đối với Lôi Đình Tôn giả Thỏ Gia, Dương Nghị Vân vẫn là thật quan tâm, đương nhiên hắn chú ý điểm còn ở, Thỏ Gia mang đi hắn một số lớn tiểu đồng bọn, tỷ như Điêu Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Kỳ Lân Từ Từ. Năm đó hắn từ Vĩnh Hằng Thần Giới ra tới thời điểm, Thỏ Gia liền mang theo Tiểu Phượng Hoàng bọn họ biến mất. Ai cũng không biết đi địa phương nào, dựa theo lão nhân cách nói, Thỏ Gia mang theo một chúng thần thú dị thú đi cái gì thần bí nơi tu luyện đi, nói là muốn cho này đó thần thú dị thú phát huy ra bản sắc tới. Nhưng là cũng không biết đi phương nào. Hiện giờ đi qua mấy vạn năm, rốt cuộc có tin tức. Bọn họ ở đâu, cái gì tin tức, Dương Nghị Vân vội vàng hỏi. Trời cao tà cười khổ nói, chúng thần khởi nguyên chi thần vực, tên gọi tắt chúng thần vực, kỳ thật trước kia ta cũng không biết. Nếu không phải lần này Lôi Đình Tôn giả đưa tin mà đến, ta cũng không biết thần giới cư nhiên còn có một cái chúng thần vực tồn tại. Toàn bộ thần giới đại gia biết đến là 33 thiên điện cùng chúng ta Càn Khôn Thần Điện hai đại chúng thần vực, không nghĩ tới còn có cái thứ ba chúng thần vực tồn tại. Bất quá dựa theo Lôi Đình Tôn giả nói, chúng thần vực mới là toàn bộ thần giới lớn nhất nhất cổ xưa thần vực. Chính là viễn cổ thần giới chúng thần nơi cổ thần vực, to lớn vô cùng, cổ xưa vô cùng, cũng có một cái khác tên là Chư thần hoàng hôn chiến trường, phần mộ. Nhưng là cụ thể cái dạng gì, ta liền không rõ ràng lắm, bất quá có một ngày có thể hố định chính là, tiến vào chúng thần vực điều kiện phi thường cao, hơn nữa mở ra thời gian cũng có quy luật từ từ, yêu cầu ít nhất thiên đạo cảnh giới mới có thể tiến vào chúng thần vực. Trước kia nói là ngàn vạn năm mới mở ra một lần, nhưng là Thỏ Gia truyền đến tin tức, cận đại kỷ nguyên chúng thần vực nội đã xảy ra dị biến, hiện tại tựa hồ có thể đi vào, làm ngươi tiến đến. Nhưng cũng không phải tùy tiện tiến đến, thần giới cổ xưa một ít thế lực, mới biết được như thế nào tiến vào chúng thần vực, Lôi Đình Tôn giả ý tứ là, cho ngươi đi tìm thần tộc mấy đại cổ xưa gia tộc, liên hợp tiến vào chúng thần vực. Mấy đại cổ xưa gia tộc, Dương Nghị Vân nhìn về phía lão nhân. Trời cao tà mở miệng nói, là phi thăng giả nhất tộc cổ xưa thần tộc, cụ thể có những cái đó, ta cũng không rõ ràng lắm, Lôi Đình Tôn giả nói ngàn năm sau, cho ngươi đi người hoàng đảo, đến lúc đó tự nhiên sáng tỏ. Người hoàng nói a, Dương Nghị Vân biết, đó là Phục Hy thần hoàng đạo tràng, cái này nhưng thật ra không khó. Hắn hiện tại tò mò là, thần giới toát ra một cái nghe tới thực nghiêu ích chúng thần vực. Hơn nữa là Thỏ Gia truyền đến tin tức, nghe tới Thỏ Gia đã sớm mang theo Tiểu Phượng Hoàng bọn họ đi chúng thần vực. Sư phụ chúng thần vực có phải hay không thiên tộc cường giả cũng có thể đi vào? Dương Nghị Vân hỏi. Ân, ta cũng tìm người hỏi thăm quá. Chúng thần vực là chính xác thần giới lớn nhất cổ xưa thần vực, thiên tộc, phi thăng nhất tộc cùng cổ xưa thế lực tiếp tổ từ từ, đều nhưng đi vào. Chẳng qua trước kia là mở ra thời gian rất dài, mỗi lần đi vào đều là khắp nơi thế lực một hồi tàn khốc đấu tranh, thiên tộc 33 thiên điện cầm đầu người cầm đầu, nhưng là hiện tại sợ là muốn biến đổi. Trời cao tà sâu kín nói. Cân nhắc lúc sau, Dương Nghị Vân mở miệng nói, vậy chuẩn bị, ngàn năm lúc sau. Càn Khôn Thần Điện thế giới thiên đạo cấp bậc tất cả đều đi thôi. Dương Nghị Vân biết Thỏ Gia nếu đưa tin mà đến, vậy không sai được, này có lẽ là Càn Khôn Thần Điện một lần toàn diện thực lực tăng lên. Thỏ Gia truyền đến đưa tin, Dương Nghị Vân hạ lệnh vân môn thiên đạo cấp bậc tất cả đều chuẩn bị đi trước chúng thần vực. Hắn biết này có thể là cái cơ duyên. Đối chỉnh vân môn cao tầng thần linh có thể sinh ra ảnh hưởng cơ duyên. Bởi vì hắn biết Thỏ Gia mang theo Tiểu Phượng Hoàng cùng Điêu Nhi đi tăng lên tu vi rèn luyện, mới đầu không biết đi địa phương nào, hiện tại mới biết được là chúng thần vực. Hơn nữa dựa theo Thỏ Gia tin tức, ngàn năm sau chúng thần vực sẽ lần thứ hai mở ra, hoặc là nói có thể đi vào, bất quá như thế nào đi, ở địa phương nào, làm hắn đi người hoàng nói, hiển nhiên là làm đi tìm Phục Hy thần hoàng. Trừ cái này ra, khả năng còn có thần giới rất nhiều cổ xưa gia tộc cùng thế lực cũng sẽ tham dự, bao gồm thiên tộc. Này cũng đã nói lên, này đi chắc chắn sẽ có đấu tranh chém giết, một khi đã như vậy, kia hắn liền mang lên thần điện thiên đạo cấp bậc trở lên toàn bộ đi, người nhiều lực lượng đại, liền tính là xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo, đi cướp đoạt cũng có nhân thủ. Ở một cái mang theo đại gia, có lẽ cũng là một cái tu luyện cơ hội.
Lại nói tiếp Vân Môn hiện tại có 16 cái thiên đạo cấp bậc, hơn nữa lần này hắn mang về tới Tam Đại Kim Cương, đã là 19 danh, nhưng lại là không có một cái là hợp đạo cường giả. Đây cũng là hắn hạ lệnh sở hữu đạt tới thiên đạo cảnh giới cùng đi nguyên nhân. Kế tiếp thời gian Dương Nghị Vân tự nhiên là đem thời gian hoa ở người nhà trên người. Có ngàn năm thời gian, với hắn mà nói khó được tìm cái khe hở, cấp giao lưu vẫn là phải có, tựa như lần này hạ giới đi Vân Môn mới biết được hắn cư nhiên đều có tôn tử, nhưng đại nhi tử bao quanh cư nhiên không có nói, này kỳ thật là hắn vấn đề. Mấy cái đồ đệ hài tử tu vi tu luyện, một chúng nữ nhân tu luyện từ từ, đều chuẩn bị hỏi đến một lần. Thượng một lần là hắn tiến giai thiên đạo cảnh giới, khí chàng tương đối cường đại, dùng lão nhân nói, người khác sợ hắn xa cách hắn chính là bởi vì hơi thở mũi nhọn quá cường đại, chính mình cảm thụ không đến, nhưng những người khác đều có thể cảm nhận được. Cũng khó trách sẽ có xa cách. Mà hiện tại hắn tu vi lần thứ hai tiến nhanh, nhưng lại là đối đại đạo lý giải cùng hiểu được càng cường đại hơn, hắn hiện tại hơi thở nội liếm vô cùng, chỉ cần có ý thu liếm không ngoài phóng, liền như phàm nhân không có gì hai dạng. Ngược lại càng dễ dàng tiếp xúc người. Cái thứ nhất Dương Nghị Vân tìm chính là cha mẹ, ở trong lòng hắn trời đất bao la vĩnh viễn là cha mẹ lớn nhất. Phụ thân Dương Quốc Trung cùng mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi, hiện giờ cũng tu luyện tới rồi thiên thần cảnh giới, ở Càn Khôn Thần Điện thế giới, lựa chọn một chỗ đạo tràng, cho tới nay đều không có tách ra quá. Điểm này Dương Nghị Vân rất hâm mộ, hai vợ chồng già từ Sơn Hải giới tương ngộ lúc sau, không còn có tách ra, mãi cho đến hiện tại, thật sự cũng là mẫu mực phu thê. Tuy rằng tu luyện thành thần, nhưng trong xương cốt truyền thống như cũ vẫn duy trì. Phương diện này hắn làm thực thất bại, nhưng cha mẹ làm thực hảo. Hai vợ chồng già nơi chính là một chỗ dạ ấm hoa khai sơn cốc, thanh tĩnh khẩn, có thừa ở Càn Khôn Thần Điện thế giới, nơi này thần nguyên lực muốn so với thần giới nồng đậm nhiều, càng là một phương thần vực thế giới, một hoa một thảo nhưng đều là có linh tính. Dương Nghị Vân đi vào sơn cốc khẩu, lại là nhìn đến có một khối tấm bia đá, kể trên Trung Uyển Cốc. Vừa thấy liền biết tên là lấy tự cha mẹ tên các một chữ. Hắn đứng ở cửa cốc cười khổ, này một đợt cẩu lương đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Nhưng trong lòng lại là mạc danh áy náy, bất quá hắn áy náy là đối một chúng nữ nhân. Trong lòng nghĩ cha mẹ còn có thể làm được như thế ân ái, hắn đâu. Tựa hồ từ tiên giới tách ra lúc sau, liền không còn có đi chân chính đối mỗ một nữ nhân như thế thượng quá tâm. Nhưng là nói trở về, hắn một đường đi tới tao ngộ. Cũng đích xác không chấp nhận được hắn đi nhi nữ tình trường, hắn nếu là đi nhi nữ tình trường liền không phải sẽ không có hiện tại mọi người an ổn tu luyện hoàn cảnh, thậm chí khả năng tiên giới Vân Môn người có thể hay không phi thăng đến thần giới đều là một vấn đề. Mọi việc có lợi có tệ chính là như vậy. Tóm lại Dương mẫu nhân biết hắn thẹn với một chúng nữ nhân cùng hài tử. Theo đuổi đại đạo vĩnh vô cuối, không tiến tắc lui, đây cũng là không có biện pháp sự. Hắn biết có thể làm chỉ có tận lực đền bù một chút. Cũng may cùng thiên tộc 33 thiên điện đế tôn chi gian ân oán, rốt cuộc ở bắt lấy âm dương kim cương vợ chồng lúc sau, có một cái giảm sóc thời gian. Kế tiếp 1.000 năm thời gian, Dương Nghị Vân chuẩn bị toàn bộ để lại cho người nhà. Ngàn năm lúc sau chúng thần vực hành trình, là cần thiết, không đến tuyển. Bởi vì trước mặt nhìn như cùng đế tôn chi gian ân oán có một cái giảm sóc, nhưng lại cũng là bão táp tiến đến trước yên lặng mà thôi. Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu, chính là hắn cùng đế tôn chi gian vẽ hình người. Tiếp theo xung đột liền không phải thiên đạo quy tắc năm trọng cấp bậc va chạm, mà sẽ biến thành hợp đạo cấp bậc chiến đấu, kia mới là chân chính chém giết, đổ máu chém giết. Không phải hắn chủ động đánh thượng 33 thiên điện đi, đó là đế tôn hợp đạo sau khi thành công, tiến đến diệt hắn. Là quyết định sinh tử thời điểm. Cho nên hắn bước chân dừng không được tới, cũng không dám dừng lại. Này ngàn năm với hắn mà nói, thật sự là đáng quý thời gian, phải hảo hảo quý trọng. Trong lòng nghĩ những việc này nhi, Dương Nghị Vân đi vào sơn cốc. Vài trăm thước lúc sau, trong tầm mắt liền xuất hiện một tòa tiểu viện. Hoặc là nói chính là tam gian cỏ tranh phòng, bên ngoài là đầu gỗ rào che tường, ngoài tường có nào đó tường vi giống nhau hoa tươi. Nhìn qua phi thường có ý thơ. Ở đi phía trước xem, 30 mét chỗ chính là một cái sông nhỏ lưu. Bờ sông hai bên thần hoa nở rộ. Phòng sau là một mảnh tử trúc lâm, bên trái có một khối đồng ruộng. Có một người múa may cái cuốc. Nếu là hắn không biết nói, còn tưởng rằng đi nhầm phim trường. Này, Định Nhãn vừa thấy, đồng ruộng người không phải phụ thân Dương Quốc Trung là ai? 3.
Dương Nghị Vân đi đến điền đầu hô một tiếng, lấy hắn hiện tại nội liếm hơi thở, còn đừng nói, thực sự có vài người có thể cảm giác đến hắn tồn tại. Đang ở mồ hôi như mưa hạ ở ngoài ruộng làm cỏ Dương Quốc Trung, nghe được có người kêu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, lại là phát hiện đúng là đã biến mất vạn nhiều năm nhi tử. Trong tay cái cuốc từ trong tay chảy xuống, Dương Quốc Trung cũng là đôi mắt đỏ, tuy rằng hiện giờ cũng phi thăng thành thần, nhưng lại là rất ít có thể thấy Sơn nhi tử một mặt. Đương nhiên hắn cũng biết nhi tử Dương Nghị Vân hiện giờ là Càn Khôn Thần Điện chi chủ, là cái gì tân một thế hệ thần tôn vô thượng, càng là phi thăng nhất tộc đại biểu. Nhìn như phong cảnh vô hạn, kỳ thật hắn nhiều năm như vậy cũng ở Càn Khôn Thần Điện nghe nói một ít việc nhi, biết con hắn lưng đeo kiểu gì áp lực cực lớn. Cùng nhi tử chi gian tu vi khác nhau như trời với đất, nhưng ở Dương Quốc Trung trong lòng, Dương Nghị Vân vĩnh viễn là con hắn. Này một tiếng ba, làm hắn trong lòng đều là run lên. Đã bao nhiêu năm, cũng chưa nghe được qua. Cũng chờ đợi nhiều ít năm, hy vọng nhi tử có thể trở về. Càng hy vọng hắn đi ra ngoài có thể bình an. Nhiều năm như vậy, kỳ thật bọn họ vợ chồng cũng chưa tu luyện, ngày đêm cầu nguyện nhi tử có thể bình bình an an. Biết tử chi bằng phụ, Dương Quốc Trung rõ ràng con hắn này một đường đi tới có bao nhiêu không dễ dàng, có bao nhiêu kinh tâm động phách, hắn đi tìm trời cao tả hiểu biết quá nhi tử tình huống. Hiện giờ xem ra Dương Nghị Vân đứng ở trước mặt, Dương Quốc Trung đôi mắt hồng, có chút nức nở nói, trở về liền hảo. Liền như vậy ngắn ngủn bốn chữ, làm Dương Nghị Vân lại là nghe ra, phụ thân đối hắn có cỡ nào lo lắng, tức khắc cũng là đôi mắt đỏ lên, ba thực xin lỗi làm ngươi lo lắng. Hắn cũng đoán được phụ thân khả năng trở về tìm lão nhân hiểu biết chính mình tình huống, mà lão nhân đối ai không nói, nhưng là đối phụ thân Dương Quốc Trung sẽ không giấu giếm hắn hết thảy. Dương Nghị Vân nói chuyện bên trong quỳ xuống, tu vi tới rồi hắn cái này trình tự, có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này phụ thân nội tâm cảm xúc dao động có bao nhiêu đại, là tràn ngập lo lắng, nhìn đến chính mình bình an trở về lúc sau, một cái cục đá rơi xuống đất sau cảm xúc, là bao hàm nồng hậu tình cảm dao động. Mau đứng lên! Dương Quốc Trung nâng Dương Nghị Vân đứng dậy, vỗ vỗ Dương Nghị Vân bả vai nói, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Dương Nghị Vân vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm chua xót, lại là lắc lắc đầu nói sang chuyện khác nói, ta mẹ đâu? Nàng nha, phòng sau tử trúc lâm uy gà đâu? Dương Quốc Trung nở nụ cười. Dương Nghị Vân sửng sốt, này đều cái gì cùng cái gì a? Lão nhân giống cái lão nông giống nhau đào đất trồng rau, mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi cư nhiên ở uy gà, này vẫn là thần nhân sao? Nhìn đến kinh ngạc Dương Nghị Vân, Dương Quốc Trung cười nói, là nguyên thanh kia hài tử, không biết từ chỗ nào cho ngươi mẹ chộp tới thần gà. Nàng thực để bụng, đặt ở rừng trúc, mỗi ngày đều đi uy. Dương Nghị Vân biết phụ thân trong miệng Nguyên Thanh chính là tiểu nhi tử, đảo cũng không đang nói cái gì, chỉ cần cha mẹ vui vẻ, bọn họ làm cái gì đều là đúng. Trong lòng cũng đối nhi tử Dương Nguyên Thanh có như vậy một ít vui mừng, còn biết hiếu kính ra ra nãi nãi, đảo cũng khó được. Mấy cái hài tử đều nghe lời không tồi, Dương Quốc Trung tựa hồ biết Dương Nghị Vân trong lòng tưởng cái gì. Dương Nghị Vân chưa nói cái gì. Cũng không biết đối đãi mấy cái hài tử có thể nói cái gì, dù sao nhiều năm như vậy cũng chưa quản quá, đại bộ phận thời gian đều là cha mẹ chăm sóc. Đi qua đi xem mẹ ngươi, nàng. Nhiều năm như vậy, nàng lo lắng ngươi nhiều nhất, Dương Quốc Trung nói. Dương Nghị Vân trong lòng run lên gật gật đầu, phụ tử hai hướng về rừng trúc đi đến. Đối với mẫu thân Dương Nghị Vân đích xác cũng là quan tâm thiếu, lần trước từ Vĩnh Hằng Thần Giới ra tới, cũng chính là cùng cha mẹ ở bên nhau đãi không đến 10 ngày mà thôi. Hiện tại nghĩ đến thật là không nên. Phụ tử hai đi vào rừng trúc thời điểm, cách thật xa liền nghe được, từng tiếng lảnh lót thầm thì tiếng kêu. Dương Nghị Vân tin tưởng còn nghĩ là cái gì thần gà, cư nhiên như thế lảnh lót. Đi vào rừng trúc sau, Dương Quốc Trung hô, Uyển Nhi nhi tử đã trở lại. Dương Nghị Vân lần này trở về Vân Môn đại đa số cũng không biết. Cái thứ nhất thấy đó là sư phụ trời cao tà, sau đó liền tới rồi cha mẹ nơi này. Vèo. Một đạo thần quang cơ hồ là theo Dương Quốc Trung lời nói tới. Dương Nghị Vân thấy được rõ ràng, đúng là mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi. Nhi, nhi tử. Đoan Mộc Uyển Nhi thanh âm đều đang run rẩy, hai mắt đỏ bừng xuất hiện ở Dương Nghị Vân trước mặt. Vạn năm hôm trước tộc 33 thiên điện mãn thần giới tìm kiếm Dương Nghị Vân sự, nháo ồn ào huyên náo, nàng tự nhiên đã biết, lúc ấy mới biết được nhi tử muốn đối mặt chính là thiên tộc đế tôn thế lực, là toàn bộ thần giới cường đại nhất tồn tại. Cho nên Dương Nghị Vân biến mất lúc sau, nàng không có một ngày một khắc không lo lắng.
Trước kia Dương Nghị Vân đối sở hữu vân môn phi thăng người đều không có nói qua, hắn ở thần giới địch nhân là 33 thiên điện là đế tôn vô thượng, nhưng từ 33 thiên điện mãn thần giới tìm kiếm Dương Nghị Vân sự tình bị vân môn đi ra ngoài rèn luyện đệ tử biết sau, Đoan Mộc Uyển Nhi tự nhiên cũng sẽ biết. Khi đó nàng mới biết được chính mình nhi tử trên vai áp lực có bao nhiêu đại. Muốn đối mặt cái gì địch nhân? Thân là mẫu thân, Đoan Mộc Uyển Nhi không biết trộm đã khóc bao nhiêu lần. Phi thăng thần giới lúc sau tự nhiên cũng biết thần giới tu luyện hệ thống, đã biết đế tôn, đã biết 33 thiên điện là cỡ nào cường đại thế lực, cũng biết con hắn cùng 33 thiên điện chi gian có kiểu gì sai biệt. Nàng vô cùng lo lắng, thậm chí là lo lắng. Mà nay cuối cùng là nhìn đến nhi tử bình an đã trở lại, rốt cuộc nhìn không được, mắt lả tả đi xuống lạc. Nghẹn ngào hô một tiếng nhi tử. Mẹ ta đã trở về. Nhi tử. Đoan Mộc Uyển Nhi một chút đem Dương Nghị Vân ôm ở trong lòng ngực, sợ nàng là ảo giác là sai mộng, giây tiếp theo con trai của nàng sẽ biến mất. Vạn nhiều năm a, các nàng vợ chồng lo lắng chỉ có chính mình trong lòng biết. Nửa giờ chờ Dương Nghị Vân rốt cuộc trần an hảo mẫu thân. Một cái kính nói chính mình rất cường đại, trong lòng cũng biết, chính mình trước kia chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu ý tưởng sai rồi, cha mẹ thân nhân nên lo lắng nên vướng bận vẫn là sẽ có. Hiện tại ngẫm lại hẳn là đem thực lực của hắn cùng toàn bộ Càn Khôn Thần Điện thực lực đều nói cho cha mẹ thân nhân, ít nhất có thể làm cho bọn họ yên tâm một ít. Uyển Nhi buông ra đi, nhi tử này không phải đã trở lại sao? Dương Quốc Trung nhìn Đoan Mộc Uyển Nhi sưng đỏ đôi mắt, nhìn không được nói. Ta này không phải cao hứng sao? Đoan Mộc Uyển Nhi rốt cuộc buông ra, xoa nước mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Quốc Trung, người sau cổ co rụt lại. Xem đến Dương Nghị Vân muốn cười, hắn kỳ thật nhìn ra được tới. Cha mẹ tình cảm phi thường hảo, phụ thân như cũ sủng mẫu thân, trong lòng thầm nghĩ, thần tiên quyến lữ nói khả năng chính là cha mẹ như vậy đi. Nhi tử đi, mẹ hôm nay cho ngươi hầm thần gà. Đoan Mộc Uyển Nhi vung tay lên, dừng chúc chỗ sâu trong một con bảy màu thần gà liền thầm thì mà gọi vào nàng trong tay. Ngươi đi đào đồ ăn a. Ngay sau đó Đoan Mộc Uyển Nhi trừng mắt nhìn Dương Quốc Trung liếc mắt một cái. A nga hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Dương Quốc Trung phục hồi tinh thần lại, vèo một chút liền biến mất. Chỉ có 5 đến 60 bình tiểu viện, Dương Nghị Vân giúp đỡ mẫu thân giết thần gà, tẩy hảo rau dưa, lúc này mới dừng tay, mẫu thân cũng không cần hỗ trợ, vui mừng đi phòng bếp bận việc. Lúc này hắn mới cùng phụ thân Dương Quốc Trung ngồi ở tiểu viện trúc tía bàn. Tiểu tử ngươi mặt mũi cũng thật đại, ta nhớ thương vài ngàn năm mẹ ngươi dưỡng thần gà, nhưng nàng trở thành bảo bối dưỡng, rất một cây lông gà đều phải nhắc mãi đã nhiều năm. Hôm nay trực tiếp giết một con, ta cũng coi như là dính ngươi hết, ha ha. Dương Quốc Trung trêu ghẹo trong tay dẫn theo một sạp rượu đi tới ngồi xuống, cấp Dương Nghị Vân đảo thượng nói, thường thường, đây là ta chính mình sản xuất. Dương Nghị Vân không khách khí cười bưng lên uống lên một ly, vốn tưởng rằng cái gì thần rượu, không nghĩ tới phụ thân sản xuất ra tới lại là rượu trắng, hắn một chút liền nghĩ tới địa cầu. Trong lòng cảm khái muôn vàn, cha mẹ ở chỗ này một cái trồng rau một cái dưỡng gà. Đều là thiên thần tu vi, cư nhiên còn mỗi ngày nấu cơm. Còn đây là độc đáo, bất quá hắn cũng hâm mộ loại này sinh hoạt. Nhiều ít vạn năm, hắn không có ăn cơm xong. Bưng chén rượu, Dương Nghị Vân có như vậy một cái chớp mắt ra, cảm giác thực kỳ diệu, trong lòng nghĩ có lẽ đây cũng là một loại nói. Đại đạo muôn vàn sở cầu bất đồng, chưa chắc mỗi người đều nghĩ tăng lên tu vi thực lực, mới là tu đạo đi. Dương Quốc Trung nhìn lâm vào trầm tư nhi tử, tựa hồ biết suy nghĩ cái gì. Mở miệng nói, ta lúc trước biến mất ở sa mạc, mẹ ngươi mặt sau lại đi tìm ta, ở sơn hải giới chúng ta trải qua trắc trở, sau lại ngươi xuất hiện chúng ta mới đoàn tụ, ta sở cầu nói, chính là mụ mụ ngươi. Trải qua sinh tử vốn định sẽ không còn được gặp lại mụ mụ ngươi cùng các ngươi huynh muội, nhưng sau lại chúng ta người một nhà đoàn tụ, lúc ấy bắt đầu ta liền biết, ta cầu chính là nói chính là người nhà, đến nỗi tu luyện, đã thành tựu thần linh, thọ nguyên vô hạn, chúng ta đều thấy đủ. Chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, một ngày kia chúng ta một nhà có thể dưỡng dưỡng gà trồng rau, vậy càng tốt, kia mới là chân thần chi đạo, nhi tử, ngươi đáp ứng chúng ta, tương lai mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải kiên cường, hảo hảo sống sót được chứ. Oanh! Dương Nghị Vân nghe phụ thân nói chuyện, tự đều tiến vào hắn trong lòng, trong đầu càng là nổ vang một tiếng, hắn nguyên thần tại đây một khắc đều run rẩy, có một loại nguyên thần từ đần độn trung thanh tỉnh cảm giác, rất là kỳ diệu. Ở tiên giới thời điểm kia một hồi hiểu được, làm hắn quy tắc viên mãn, nhưng đối năm đại quy tắc bản chất là cái gì,
kỳ thật vẫn là ở vào mông lung trạng thái. Bất quá hôm nay thấy được cha mẹ ở thành thần lúc sau đơn giản hóa sinh hoạt, cùng phụ thân Dương Quốc Trung trong lúc vô ý một phen lời nói, hắn đột nhiên giống như là trong bóng đêm thấy được một tia ánh sáng, có một phương hướng. Đạo tâm khai hóa giống nhau. Hắn kỳ thật bản chất cũng thích loại này bình dân cách sống. Là tiên là thần đều là người. Là người nào có không có tình cảm. Kế tiếp Dương Nghị Vân an an tĩnh tĩnh cùng cha mẹ đãi ở bên nhau ăn một bữa cơm, ai cũng không kêu. Vốn dĩ dựa theo lão gia tử ý tứ, muốn kêu mấy người phụ nhân hài tử cùng nhau tới, nhưng Dương Nghị Vân không làm, hắn hôm nay thời gian muốn để lại cho cha mẹ. Đã lâu sinh hoạt hơi thở, làm hắn mê luyến. Sau khi ăn xong toàn gia khẩu an an ổn ổn ngồi xuống, uống trà nói chuyện phiếm, không lưu tu luyện, liền lưu trong nhà dài ngắn, lưu hắn cùng muội muội khi còn nhỏ, lưu nãi nãi, lưu cha mẹ tuổi trẻ thời điểm. Cuối cùng cho tới Dương Nghị Vân một chúng nữ nhân thời điểm, mẫu thân Đoan Mộc Uyển Nhi mở miệng nói, nhi tử nên đi nhìn xem ngươi mấy cái thức phụ, các nàng nhiều năm như vậy, kỳ thật đều không dễ dàng, ngươi hiện giờ càng đi càng xa, các nàng vì có thể đuổi theo ngươi bước chân. Sau lưng trả giá rất nhiều, nhưng lại là càng đuổi ngươi càng xa. Các nàng kỳ thật đều nghĩ đi theo ngươi, nhưng nề hà tu luyện chi đạo, cũng không phải nỗ lực liền có thể, tuy rằng không có người ta nói ra tới, nhưng mẹ biết các nàng có bao nhiêu nỗ lực, ngươi nhiều chịu thời gian bồi bồi các nàng đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 205.